Quan thần, hạ tưởng. Tập 121. Thật hay cho một câu xử lý theo sự việc chứ không xử lý theo con người. Diệp Thiên Nam khôi phục thái độ bình thường, liền mỉm cười một cách ý vị sâu xa và như là không sao cả. Xin hỏi chủ nhiệm Hạ, nếu anh giữ chức thị trưởng, bí thư thành ủy, khi phải chủ trì công tác toàn diện của một thành phố, lúc phải đề bạt nhân sự và kiến thiết kinh tế, có thể chân chính làm được chuyện xử lý mọi việc theo công bằng hay không? Không làm được. Hạ Tưởng trả lời rất kiên quyết. Chính trực và công bằng cũng chỉ là tương đối mà thôi, trên thế giới không có tuyệt đối chính trực và công bằng, tôi chỉ có thể nói tôi sẽ tận hết khả năng, bảo đảm cho đại bộ phận nhân dân được công bằng và công chính. Hơn nữa, tôi có thể không cần suy nghĩ mà nói cho ông biết, về phần bổ nhiệm và đề bạt cán bộ, nói không chừng còn chỗ để suy xét, nhưng tuyệt đối sẽ không vì chuyện tư mà làm rối kỷ cương, sẽ không để tồn tại tình trạng tham ô, hối lộ. Diệp Thiên Nam rốt cục cười lạnh. Chủ nhiệm Hạ không cần nói nữa, rất dứt khoát. Hạ Tưởng cũng cười lạnh. Phó Bí Thư Diệp, lúc còn ở Tần Đường, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã triệt để biết kiểu cách của tôi nghĩ có một số việc, không cần tôi phải lặp lại. Diệp Thiên Nam bị nói một câu, nét mặt hơi căng lên, nhưng sau đó lại rất nhanh khôi phục lại bình thường, cười. Tốt, tôi rất kính phục đạo đức tốt của chủ nhiệm Hạ, hôm nay tôi gặp anh, cũng không phải để cùng anh cãi cọ cao thấp. Như lúc đầu tôi đã nói, tôi đến đây là để bàn điều kiện. Tôi chăm chú lắng nghe đây. Hạ Tưởng dùng sức ngửa về phía sau, đặt hai tay sau đầu, tỏ ra rất thả lỏng và thoải mái. Hạ Tưởng ngồi chung ở ghế sau cùng với Diệp Thiên Nam, theo lý, lấy thái độ tùy ý tự đắc của Hạ Tưởng hiện tại, đúng là biểu hiện không tôn trọng đối với Diệp Thiên Nam. Trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy bậc cao hơn mình, mặc dù không cần nhất mực cung kính, nhưng chí ít một chút lễ tiết cũng vẫn phải có. Diệp Thiên Nam kẽ cau mày, dường như là ý thức được Hạ Tưởng thất lễ, nhưng trong chớp mắt lại làm bộ như không thấy, cũng buông lỏng người, nói. Vị trí ủy viên thường vụ ở mấy thành phố cấp 3 ở tỉnh Tương còn vài chỗ trống, dựa theo quy củ là do tôi đề bạt, chủ nhiệm Hạ ở tỉnh Yên có mấy người thuộc dòng chính hẳn là có thể lên tới cấp phó giám đốc sở. Nhưng tuy nhiên, ở tỉnh Yên gần đây dường như không có chỗ trống. Giỏi thật, có đủ thành ý. Ngay cả dòng chính của hắn cũng nhắc tới rồi, Diệp Thiên Nam thật đúng là một nhân vật rất giỏi, ánh mắt trông xa, mọi việc đều có tính toán. Hạ Tưởng im lặng cười, Từ Tử Kỳ, Trung Nghĩa Bình, Hồ Thư Dương, thậm chí ngay cả Bành Dũng vì chuyện lớn xảy ra ở huyện Nhân An mà bị điều từ trưởng ban thư ký chính phủ sang làm phó thị trưởng Đan Thành, nếu có thể đến nơi khác nhậm chức, thì đến tỉnh Tương đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy cũng là một ý kiến không tồi. Nhưng thứ nhất là cấp bậc phó giám đốc sở muốn sang tỉnh khác nhậm chức cũng vẫn gặp khó khăn rất lớn, thứ hai đó là thứ mà Diệp Thiên Nam đưa tới đó là viên đạn bọc đường, Hạ Tưởng mà bị trúng chiêu, thì chắc hẳn không phải là Hạ Tưởng. Đa tạ ý tốt của Phó Bí Thư Diệp, tuy nhiên, tôi ngược lại tình nguyện để cho bọn họ tiếp tục ngồi ở vị trí cấp cục rèn luyện thêm một thời gian nữa, đạt được nền móng tốt, mài dao không uổng công đốn củi. Hạ Tưởng vô vị nói, một chút hứng thú đều không có. Chuyển sang tỉnh khác đúng là khó khăn không nhỏ, tuy nhiên, chỉ cần chủ nhiệm Hạ gật đầu, mọi việc cụ thể đều đã có tôi phụ trách, không cần anh phải lo lắng. Diệp Thiên Nam còn tưởng rằng có thể đả động Hạ Tưởng. Đúng là, ai cũng có thân tín muốn cất nhắc, có dòng chính muốn bồi dưỡng, Diệp Thiên Nam trong lòng ngầm tính toán, nghe ngóng mọi nơi. Ông ta tìm ra được một bộ phận dòng chính của Hạ Tưởng, cũng ít nhiều giải thích được tính bao che khuyết điểm của Hạ Tưởng. Liền nhận định ngay đám người Từ Tử Kỳ là điểm yếu của Hạ Tưởng. Sau khi Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Yên, phe cánh của Hạ Tưởng thăng tiến đều rất chậm, Diệp Thiên Nam cho rằng đó là do lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng ở tỉnh Yên yếu đi. Sau khi tìm hiểu sâu hơn, mới hiểu được là do sau khi tỉnh Yên trải qua lần điều chỉnh nhân sự của Phạm Duệ Hằng, trên cơ bản vị trí các nơi đều được củng cố, không có chỗ trống thích hợp. Cho dù Hạ Tưởng có cố gắng hết sức đi chăng nữa, thì nội trong hai, 3 năm tới cũng sẽ rất khó có thể sắp đặt cho thân tín của hắn tiến thêm một bước. Bởi vậy, Diệp Thiên Nam sắc bén ý thức được ông ta có điều kiện để trao đổi với Hạ Tưởng. Khi Hạ Tưởng đang định trực tiếp từ chối đề nghị của Diệp Thiên Nam, điện thoại lại kêu lên, là Phó Tiên Phong gọi đến. Hạ Tưởng khẽ gật đầu với Diệp Thiên Nam, cũng không kiêng dè, nhận điện thoại. Xin chào Chủ tịch tỉnh Phó. Chủ nhiệm Hạ đã về chưa? Giọng nói của Phó Tiên Phong hơi có chút hưng phấn. Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với Thái Bình và Tự Phong xong, Thái Bình đề nghị,
trong dịp Quốc Khánh đến thành phố Yến hội họp một lần, hy vọng anh ra mặt mời trưởng ban Ngô tham gia. Bốn đại gia tộc phá lệ lần đầu tiên cùng nhau hội họp. Có sáng kiến, dưới tình hình trước mắt, bốn nhà gặp mặt thật có ý nghĩa rất sâu xa, Hạ Tưởng chú ý thấy Diệp Thiên Nam chớp mắt, sắc mặt biến đổi. Không thay đổi mới là bất bình thường, Diệp Thiên Nam khẳng định có thể đoán được nguyên nhân bốn đại gia tộc gặp mặt, sợ là cũng nhằm vào ông ta ở trong đó. Tuy nhiên, ngay trước mặt Diệp Thiên Nam, không thể nói rõ ràng được, Hạ Tưởng liền cười ha hả. Được, chốc nữa trở về tôi sẽ thông báo lại cho trưởng ban Ngô, xem ông ấy có thể sắp xếp thời gian không. Nói xong dừng lại nhưng sợ Phó Tiên Phong nói ra chuyện quan trọng, liền nói thêm. Đợi tôi về tỉnh ủy rồi nói tiếp, hiện tại, tôi đang ngồi cùng xe với Phó Bí Thư Diệp. Bên kia điện thoại im lặng khoảng chừng vài giây, sau đó lại truyền đến tiếng cười sang sảng của Phó Tiên Phong. Phó Bí Thư Diệp có hứng thú, chủ động ra sân bay đón anh sao? Ha ha, thay tôi chuyển lời tới Phó Bí Thư Diệp, lái xe phải chú ý an toàn, phải tuân thủ quy tắc giao thông. Phó Tiên Phong một câu hai ý nghĩa, không phải có ý châm chọc, thần sắc Diệp Thiên Nam không đổi, sau khi Hạ Tưởng tắt điện thoại mới cười nhạt một tiếng. Chủ tịch tỉnh Phó đúng là một người tuyệt diệu. Chủ tịch tỉnh Phó là người có chuyện nói thẳng, làm việc hơi thiên về tình cảm. Hạ Tưởng cũng đáp trả lại một câu. Diệp Thiên Nam biết rõ ràng Hạ Tưởng ám chỉ điều gì, ông ta đương nhiên biết Phó Tiên Phong là tiểu nhân, nhưng cũng không cho rằng mình là ngụy quân tử. Không tiếp tục đáp lời Hạ Tưởng, ông ta không buông tha mà tiếp tục hỏi. Chủ nhiệm Hạ, đề nghị của tôi .ans nên suy nghĩ một chút. Tôi vẫn đang nghĩ. Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Tôi đang nghĩ, Phó Bí Thư Diệp rốt cục muốn đạt được điều gì? Tôi nghĩ muốn đến vùng xa xôi tranh thủ cơ hội cống hiến vì đất nước, thực hiện quan niệm chính trị cúc cung tận tụy đến chết mới thôi của mình. Diệp Thiên Nam giờ phút này cũng không quên tỏ ra vẻ chính trực, hào hùng. Hạ Tưởng rốt cục nhếch miệng cười, bên trong nụ cười là vẻ châm chọc, hắn không còn hứng thú nói chuyện tiếp với Diệp Thiên Nam, chỉ chủ động giơ tay ra. Cảm ơn Phó Bí Thư Diệp đã tiếp tôi một đoạn đường, xin dừng xe lại, tôi cần đi xuống mua một vài thứ. Vẻ mặt Diệp Thiên Nam cứng đờ, nhưng sau đó vẫn bắt tay Hạ Tưởng, bảo lái xe dừng xe lại, sau đó mới nói. Chúc chủ nhiệm Hạ thuận buồm xuôi gió. Hạ Tưởng xuống xe, vẫy tay với Diệp Thiên Nam. Chúc Phó Bí Thư Diệp có giấc mộng đẹp. Sau khi ô tô rời đi, vẻ mặt Diệp Thiên Nam thoáng cái liền xấu tới cực điểm, mím môi, khinh miệt mà nói ra hai chữ. Kiêu ngạo, ngông cuồng. Hạ Tưởng đứng ở bên đường, lấy khăn tay lau lau bàn tay đã bắt tay với Diệp Thiên Nam, sau đó nhẹ nhàng giơ lên, khăn tay liền rơi vào đống rác, hắn cũng nhẹ nhàng mà nói ba chữ. Vô liêm sỉ. Thời điểm Hạ Tưởng trở lại tỉnh ủy, Phó Tiên Phong và Trịnh Thịnh cũng đã chờ hắn từ lâu. Trong lúc hắn đi cùng với Diệp Thiên Nam, Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong cũng hoàn thành xong một cuộc đối thoại trực tiếp rõ ràng có ý nghĩa. Trung ương chính thức thông báo tỉnh ủy tỉnh Tương, đồng chí Diệp Thiên Nam đã không còn thích hợp đảm nhiệm chức Phó Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Tương. Sắp tới, sẽ rời khỏi tỉnh Tương, về việc chọn người tiếp nhận chức vụ, mời phía tỉnh Tương tiến cử hai người. Về việc chọn lựa người tiến cử và đánh giá công tác của Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương, Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong đã đạt được nhất trí chưa từng có, quyết định cho Diệp Thiên Nam một phen kinh hỉ. Nhìn đến bóng dáng bận rộn của Tằng Trác, nhớ tới một năm qua Tằng Trác làm công việc thư ký coi như cũng khiến hắn vừa lòng, Hạ Tưởng lại nghĩ tới thành viên tổ chức kinh tế và chính trị ở tỉnh Yến. Điều kiện của Diệp Thiên Nam tuy rằng không thể đả động hắn, nhưng đề nghị của Diệp Thiên Nam vẫn khiến hắn động tâm. Bởi vì quả thật cũng là lúc các thành viên của tổ chức kinh tế và chính trị cũng nên có kế hoạch tiến thêm một bước. Bước tiến của hắn đang dần nhanh hơn, thân tín và dòng chính cũng phải tiến bộ thì mới có thể đuổi kịp được. Nếu không đợi đến một ngày hắn bước lên ngôi vị chủ tịch tỉnh, mà các thành viên của tổ chức lại chỉ quanh quẩn ở cấp cục mà không nắm giữ một thành phố, thì cũng không có tư cách phất cờ hò reo cho hắn. Nghĩ lại đề nghị nhân dịp Quốc Khánh gặp mặt tại thành phố Yến, thật ra cũng là một cơ hội không tồi. Mượn cơ hội này, Hạ Tưởng quyết định đưa toàn bộ thành viên tổ chức kinh tế và chính trị của hắn tụ tập lại một chỗ, thảo luận kế sách phát triển tiếp theo. Hắn muốn khiến cho thành viên tổ chức chính trị của chính mình tiếp tục lớn mạnh, chỉ có lớn mạnh mới có thể làm ảnh hưởng đến thế cục. Hắn cũng muốn ban kinh tế của mình tiếp tục thành công chiếm đất, không chỉ giới hạn ở tỉnh Yến, mà còn phải mở rộng ra khắp nơi ở trong nước, phải có được vốn đủ để có thể hô mưa gọi gió ở khắp nơi, như thế.
vào thời khắc mấu chốt, mới có khả năng đảm đương được trọng trách. Từ lần trước, Liên Nhược Hạm lấy sức mạnh kinh tế khổng lồ để đánh một trận làm ảnh hưởng cục diện chính trị là có thể rút ra được kết luận. Ở tương lai không xa, ai nắm giữ kinh tế thì sẽ có được quyền phát ngôn, ai có thể thao túng được cục diện chính trị thì có quyền quyết định. Một kế hoạch khổng lồ mà chặt chẽ, chu đáo bước đầu hình thành trong lòng Hạ Tường. Muốn thành viên tổ chức chính trị thăng tiến, phải tính toán lại một cách tỉ mỉ, muốn thành viên tổ chức kinh tế phát triển lâu dài, phải thống nhất bố cục, không mong cầu có thể có được năng lực hô mưa gọi gió như Liên Nhược Hạm, nhưng ít nhất cũng phải thành lập được một kiểu quy mô tập đoàn. Không nhiều nhưng cũng phải có khả năng ảnh hưởng phần nào đến một số ngành kinh tế khu vực Hoa Bắc. Trong lòng Hạ Tường định ra kế hoạch lâu dài, cũng có chút hưng phấn. Sau khi trở lại văn phòng, cũng không nóng lòng đi gặp Trịnh Thịnh, mà trước tiên chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình, sau đó chậm rãi theo thứ tự gọi vài cuộc điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên là gọi cho Bành Vân Phong. Bành Vân Phong đang là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, là dòng chính của Hạ Tường, nói Bành Vân Phong trong khoảng thời gian ngắn nhất phải sắp xếp cho mọi người hội họp lại nhân dịp Quốc Khánh. Bành Vân Phong kích động đến mức âm thanh run rẩy, một câu đáp ứng ngay. Vì chủ nhiệm Hạ rốt cục đã quay lại chiếu cố các thành viên tổ chức ở tỉnh Yến mà hưng phấn không ngừng. Mặc dù nói anh ta đã là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, đường đường một quan lớn cấp sở, không nên có cảm xúc kích động không thôi, nhưng anh ta đối với Hạ Tường quả thực là quá mức kính trọng và ngưỡng mộ. Hạ Tường đi rồi, các thành viên tổ chức ở tỉnh Yến mặc dù có liên lạc không ít nhưng chưa bao giờ gặp qua nhau một lần. Bành Vân Phong có thể nói đã được Cao Tấn Chu tín nhiệm, có triển vọng rất tốt. Cho dù Hạ Tường không ra tay giúp đỡ, tiếp theo có thể ra ngoài đảm nhiệm bí thư thành ủy cũng không phải là nói chơi. Nhưng bình thường con đường của một người, thường thường cần có hai bước, chính là một lần lên chức then chốt trong con đường làm quan của anh ta, nhờ có Hạ Tường ra tay tương trợ anh ta mới có thể ung dung bước qua, lòng cảm kích của anh ta đối với Hạ Tường, đúng là cả đời khó quên. Chủ nhiệm Hạ, ở tỉnh Yến có rất nhiều người đều vô cùng nhớ ngài. Bành Vân Phong không kiềm chế được hưng phấn. Hạ Tường có thể cảm nhận được tấm lòng thành thật của Bành Vân Phong, chỉ mỉm cười nói vài câu, cũng không nói nhiều, liền ngắt điện thoại. Lúc gặp mặt, tha hồ mà nói chuyện, lúc này không phải thời điểm để nói. Lại tiếp tục nhấc điện thoại gọi cho Lý Thấm. Lý Thấm đang ở tại thành phố Yến, chuẩn bị quay về Thiên Trạch. Nói đến cũng lạ, Lý Thấm đã cưới Tề Á Nam, nhưng trước sau vẫn không có cảm tình đối với thành phố Yến. Ngược lại, cô lại có tình cảm sâu sắc đối với hai thành thị khác đó là Thủ Đô và Thiên Trạch. Sau khi nghe Hạ Tường giao trách nhiệm, Lý Thấm đầu tiên là hoan hô, sau đó giọng nói như là nhảy nhót, nói. Á Nam vừa rồi còn nói, tỉnh Yến không còn chủ nhiệm Hạ cảm giác như thiếu cái gì đó, hiểu được cũng không phải là bốc đồng, hiện tại thật tốt, chủ nhiệm Hạ rốt cục đã nhớ đến thành viên của tổ chức kinh tế. Hạ Tường tất nhiên cũng nghe được ý chờ mong và sự hưng phấn của Lý Thấm. Vừa cười vừa dặn dò vào câu, mới ngắt điện thoại. Vừa mới gọi điện, Đồng Phàm đã tự mình đến mời Hạ Tường. Thái độ của Hạ Tường đối với Đồng Phàm từ đầu đến cuối không xa không gần. Thái độ của Đồng Phàm đối với Hạ Tường thật ra vẫn cung kính. Tuy nhiên lúc đầu thái độ của anh ta đối với Tằng Trác hơi lạnh nhạt, có lẽ là bởi vì Tằng Trác mới được điều từ thành ủy đến tỉnh ủy, chưa quen mặt. Tuy nhiên, sau đó, cảm thấy Trịnh Thịnh rất coi trọng Hạ Tường, mà sau đó, Hạ Tường cũng rất tín nhiệm Tằng Trác, nên thái độ của Đồng Phàm với Tằng Trác cũng dần dần tốt lên. Hạ Tường bảo Đồng Phàm quay về trả lời Trịnh Thịnh, anh ta lập tức lui ra. Đồng Phàm vừa đi, Hạ Tường cũng không vội đứng lên, ngược lại lại vô ý hỏi Tằng Trác một câu. Tằng Trác, cậu muốn ở lại trong hệ thống ủy ban kỷ luật hay là muốn ra ngoài, mở mang tầm mắt một chút? Tằng Trác đang sửa sang lại văn kiện, không có chuẩn bị tâm lý, bỗng chốc sợ ngây người. Từ sau khi trở thành thư ký của chủ nhiệm Hạ, Tằng Trác cũng rõ ràng địa vị của anh ta trong cảm nhận của lãnh đạo, không cao không thấp, không xa không gần, chỉ có quan hệ công việc với chủ nhiệm Hạ, về giao tình cá nhân cũng không có tiến thêm bước nào, dường như chủ nhiệm Hạ chưa từng bao giờ cho anh ta cơ hội giao lưu tiến thêm một bước. Lãnh đạo không thưởng thức cũng không có cách nào, lúc đầu, Tằng Trác còn muốn nghĩ biện pháp đả động Hạ Tường, sau đó đã tỉnh ngộ ra, chủ nhiệm Hạ không phải là một người dễ dàng thay đổi. Liền chết tâm, chỉ một lòng làm thật tốt phận sự, về phần kia, cũng không quan tâm nữa. Cho nên khi Hạ Tường hỏi câu này, liền khiến cho Tằng Trác sợ đến ngây người. Thân là thư ký, Tằng Trác trong lòng hiểu rõ một sự thật, một lòng đi theo lãnh đạo là con đường duy nhất.
Đồng Phàm thì tốt hơn, là thư ký bậc nhất, con đường phía trước rộng mở, anh ta chỉ là thư ký của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, đường đi rất hẹp, có khả năng phải quanh quẩn ở trong ủy ban kỷ luật cả đời. Chủ nhiệm Hạ hỏi như vậy, khiến Tằng Trác rất khiếp sợ, đột nhiên ý thức được một khả năng khác, chẳng lẽ nói, Hạ tưởng muốn cho anh ta một triển vọng khác. Không đúng, giao tình giữa anh ta và chủ nhiệm Hạ cũng không quá sâu, nghe đồn chủ nhiệm Hạ cũng không phải rời khỏi tình tương, vì sao hiện tại phải sắp đặt tiền đồ cho anh ta. Hơn nữa, còn hỏi anh ta có hay không muốn rời khỏi ủy ban kỷ luật. Tằng Trác bình thường không phải là một thư ký lanh lợi khiến cho người khác không bắt bẻ được. Nhưng cũng không phải là người kém ăn kém nói, nhưng hôm nay lại bị sửng sốt đến ngây ngô, nói không lên lời. Điều Hạ tưởng muốn chính là hiệu quả khiến cho Tằng Trác khiếp sợ không hiểu này, hắn vỗ vỗ bả vai của Tằng Trác, cười nói. Không cần phải trả lời gấp, suy nghĩ cho tốt, có thể tham thảo ý kiến của người khác xem nên lựa chọn thế nào. Câu cuối cùng đầy thâm ý, là ám chỉ chủ nhiệm Hạ muốn bố trí cho thư ký. Tằng Trác giật mình kinh hãi. Tưởng tượng lại những thư ký trước kia của Hạ Tưởng, không một người nào là không được bố trí tiền đồ rất tốt, tâm tình của anh ta không hiểu sao liền nóng như lửa đốt. Chủ nhiệm Hạ đã rời khỏi đi họp, không biết từ khi nào, Đào Hà Giang lặng yên đẩy cửa tiến vào, cười vỗ vai Tằng Trác. Tằng Trác, lời vừa rồi của chủ nhiệm Hạ, tôi ở bên ngoài khéo léo vừa lúc nghe được, tôi nghĩ muốn nói với cậu một câu. Tằng Trác cùng Đào Hà Giang quan hệ cũng không tồi. Lúc trước có thể trở thành thư ký của chủ nhiệm Hạ, cũng nhờ có Đào Hà Giang hết lòng giúp đỡ, sau khi bừng tỉnh, anh ta vội nói. Xin phó chủ nhiệm Đào chỉ giáo. Con đường làm quan của cậu đang xuất hiện một cơ hội rất lớn, đời người quan trọng nhất là gặp được quý nhân. Nói không chừng đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của cậu, nếu cậu bỏ lỡ, sau này đừng có trách tôi không nói trước. Đào Hà Giang nghiêm túc chưa từng có, gằn từng tiếng nói. Hạ Tưởng không phải là nhất thời nông nổi mà là hắn ý thức được hắn ở tỉnh Tương đã được gần một năm, nếu còn không gắng sức nuôi trồng lực lượng của mình, quả thực không còn gì để nói. Tuy rằng bây giờ hắn chỉ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, nhưng hiện tại, thời cơ đã đến, nếu bỏ lỡ thì quả thật đáng tiếc. Không phải Diệp Thiên Nam đã nói, còn có một vài ghế trống đang chờ người tiến cử sao, rất tốt, nếu Diệp Thiên Nam sắp rời khỏi tỉnh Tương, thì sẽ không thể lo lắng chuyện ở tỉnh Tương. Hắn vui lòng nhận lấy chẳng phải rất tốt sao? Hạ Tưởng cảm thấy bức bách chính là, nếu hiện tại bắt đầu, thì một khắc cũng không thể buông lỏng, phải tăng cường nuôi trồng lực lượng của chính mình. Sau này trong lúc cục diện chính trị trở nên có nhiều thực thể hơn, người nào ở địa phương có nhiều người ủng hộ, lời của người ấy mới có trọng lượng. Vấn đề lâu dài là phải bố trí cục diện, vấn đề khó khăn lúc này là phải giải quyết những chuyện còn sót lại của Diệp Thiên Nam sau khi đi. Lúc Hạ Tưởng rảo bước đến văn phòng bí thư, Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Hồ Định, Dương Hằng Dịch và Lương Hạ Ninh đều ở đó. Trận thế trước mắt, chính là mở ở phe cánh của bí thư, hội nghị hôm nay, hoàn toàn không phải là để bí thư bàn việc công. Theo thói quen, mỗi lần họp đều có bóng dáng của Diệp Thiên Nam, hôm nay, Diệp Thiên Nam không có ở đây. Hạ Tưởng ngồi ở vị trí số 3, trong lòng không ngờ có chút ác ý tưởng niệm Diệp Thiên Nam. Hắn thừa biết. Lúc này Diệp Thiên Nam có bình tĩnh, cũng gần như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than. Bởi vì đánh giá cuối cùng của tỉnh ủy tỉnh Tương đối với Diệp Thiên Nam, tuy rằng không có ảnh hưởng gì tới quyết định bổ nhiệm của Trung ương, nhưng nếu có lời đánh giá không tốt, cũng sẽ bị người có tâm nắm lấy mà nói. Hơn nữa, hội nghị hôm nay còn quyết định người được tiến cử giữ chức phó bí thư tỉnh ủy, tuy rằng chỉ là hình thức, Trung ương chưa chắc đã tiếp nhận, nhưng ai được tiến cử, ai không được tiến cử. Cũng rất được coi trọng. Ai cũng muốn tên mình được tiến cử lên trên, được nở mày nở mặt ở trước mặt lãnh đạo Trung ương, cho dù có không được thông qua, nhưng theo thông lệ trên quan trường, lần sau đề bạt sẽ được ưu tiên hơn. Lần này, loại bỏ Diệp Thiên Nam ra ngoài hội nghị, cũng có ý nghĩa to lớn. Trịnh Thịnh cũng không vòng vo, nói luôn vào trọng điểm, thuyết minh lại quyết định của Trung ương, theo thường lệ cũng nói thêm vài câu khách sáo, khẳng định thành tích công tác của Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương. Sau đó chuyển ý. Về việc đánh giá công tác của đồng chí Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương, theo thông lệ, cần tỉnh ủy gửi tài liệu đến cho ban tổ chức Trung ương, tôi và Tiên Phong bước đầu đã lập ra một dàn ý, mời các đồng chí bàn luận. Ngón tay Phó Tiên Phong vô ý đánh vài cái ở trên bàn, sau đó rút ra một phần tài liệu, ánh mắt đảo qua mặt mỗi người. Dựa theo chỉ thị tinh thần của Bí thư Trịnh, cộng thêm nhận thức của tôi đối với đồng chí Diệp Thiên Nam, tỉnh ủy nhận định.
đồng chí Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương ý nghĩa công tác được khẳng định, thái độ thật sự thành khẩn, thành tích có rất nhiều. Sau khi nói một loạt lời nói khách sáo, khẳng định mơ hồ xong, vẻ mặt Phó Tiên Phong biến đổi, hóa thành vô cùng đau lòng. Nhưng nhân vô thập toàn, không người nào có thể tròn vẹn, chúng ta lại đau lòng phát hiện, tác phong cuộc sống của đồng chí Diệp Thiên Nam, thẹn với danh hiệu một đảng viên Đảng Cộng sản. Phụ tín nhiệm của Trung ương Đảng, phụ mong chờ của tỉnh ủy, phải nói, đối với vấn đề tác phong cuộc sống, đồng chí Diệp Thiên Nam, đã đưa ra đáp án không chính xác. Hạ Tưởng mỉm cười thỏa mãn, Phó Tiên Phong quả thực đủ vô liêm sỉ, đủ thẳng thắn, cũng đủ độc chấm tuy nhiên hắn lại thích. Hắn biết, Diệp Thiên Nam đáng bị như thế. Trước đó, vấn đề đánh giá liên quan đến Diệp Thiên Nam là dựa trên quan điểm cơ bản nào, Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong vốn không hề tìm Hạ Tưởng thảo luận trước. Không báo cho nhau biết trước, Hạ Tưởng cũng hiểu được, đồng thời cũng vui vẻ chấp nhận. Dù sao hắn cũng không đủ cấp bậc để khoa tay múa chân chỉ vẽ đối với phó bí thư tỉnh ủy người có thứ hạng cao hơn hắn, không hợp quy tắc, cũng cho thấy hắn không có trình độ. Hạ Tưởng cũng đoán được Phó Tiên Phong sẽ dở thủ đoạn, chỉ là không ngờ Phó Tiên Phong lại thật sự phát huy thủ đoạn của kẻ tiểu nhân một cách nhuần nhuyễn như vậy, còn trực tiếp còn mãnh liệt hơn so với dự đoán của hắn. Đối với hắn mà nói thì coi như là một niềm vui nho nhỏ bất ngờ, đối với Diệp Thiên Nam mà nói, càng là niềm vui to lớn bất ngờ. Cho dù đánh giá của tỉnh ủy tỉnh Tương không có tác dụng ảnh hưởng quyết định đối với bước đề cử tiếp theo của Diệp Thiên Nam, nhưng ít nhất cũng khiến Diệp Thiên Nam thêm phần ngột ngạt, cũng có thể đạt được mục đích khiến cho những người đề cử cho Diệp Thiên Nam phải nao núng một phen, đồng thời cũng đủ để vẽ một vết mực đen đậm lên hình tượng vẻ vang bên ngoài của Diệp Thiên Nam. Cũng giống như vai diễn nam với vẻ mặt đầy chính khí trong tuồng kinh kịch, sau khi lên khán đài, lại bất ngờ phát hiện trên gương mặt mình đã bị người khác vẽ thêm vài nét. Biến thành thằng hề. Chẳng qua, nói thật ra, Hạ Tưởng cũng không âm thầm điều tra vấn đề kinh tế và tác phong sinh hoạt của Diệp Thiên Nam, thậm chí việc lộ ra mối quan hệ bất chính giữa Diệp Thiên Nam và Dương Diêu Nhi, cũng là do Phó Tiên Tiên bắt được từ miệng của Dương Diêu Nhi. Sau khi Phó Tiên Tiên nói cho hắn biết, hắn cũng từ chối cho ý kiến, đồng thời cũng không mang chuyện ra phân định đúng sai. Phó Tiên Phong đề cập đến chuyện này, không cần nghĩ cũng biết. Chắc hẳn là trò đùa dai của Phó Tiên Tiên bị Phó Tiên Phong lấy làm vũ khí, trực tiếp nhắm thẳng vào đầu Diệp Thiên Nam mà chém một đao. Phó Tiên Phong vừa nói dứt lời, sắc mặt Dương Hằng Dịch liền biến đổi lớn. Hồ Định cũng vẻ mặt biến đổi không ngừng, giữa ánh mắt mập mờ, trước tiên nhìn Trịnh Thịnh một cái, lại nhảy sang Phó Tiên Phong, cuối cùng lại có ý hay vô tình quan sát Hạ Tưởng mấy lần. Hạ Tưởng nhìn không chớp mắt, mặt không biến sắc. Phô ra một thái độ như chuyện không hề liên quan đến mình. Tuy nhiên bên trong đó cũng chứa đựng mùi vị của sự giả vờ, nhưng mà nói thật ra, cũng thật không phải là chuyện của hắn làm. Dương Hằng Dịch muốn nói gì, thấy Trịnh Thịnh vẻ mặt nghiêm túc, thấy Phó Tiên Phong vẻ mặt nghiêm nghị, thấy Hạ Tưởng vẻ mặt sâu xa, sự im lặng của ba nhân vật đứng đầu tỉnh ủy cũng mang lại áp lực không nhỏ, khiến cho không khí hội trường vô cùng nghiêm trọng. Phó Tiên Phong nói tiếp, thân là cán bộ cấp cao của đảng, đời sống cá nhân không đứng đắn vốn đã là một chuyện đáng xấu hổ, hơn nữa còn già mà không tự trọng đi lừa con gái của đồng nghiệp, đây không phải chỉ là chuyện không đúng đắn nữa rồi. Tôi cũng không sợ nói một câu khó nghe trước mặt mọi người. Những hành vi của Diệp Thiên Nam rất là vô sỉ, tôi thân là chủ tịch tỉnh, cũng cảm thấy xấu hổ thay cho ông ta. Dương Hằng Dịch cũng biết chuyện của Dương Diêu Nhi và Diệp Thiên Nam không thể che giấu được nữa, chuyện này đem truyền ra ngoài, đương nhiên Diệp Thiên Nam sẽ vô cùng mất mặt. Ông ta cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào. Tuy nhiên sau khi nghe lời nói của Phó Tiên Phong, tâm trạng vốn căng thẳng xấu hổ, đùng cái lại nhẹ nhõm đi không ít, bởi vì trong kết luận của Phó Tiên Phong, là Diệp Thiên Nam đã lừa Dương Diêu Nhi, chứ không phải là thông gian, ít nhất thì Dương Diêu Nhi cũng là người bị hại. Thân phận của người bị hại luôn đáng được thông cảm và thương hại, cho dù giấy không gói được lửa, cho dù sự việc rồi cũng sẽ bộc phát. Nếu như sự việc này có thể kéo được Diệp Thiên Nam xuống ngựa thì coi như cũng đáng. Nhưng mà, Dương Hằng Dịch vẫn cảm thấy trên mặt nóng bừng, vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng, dù sao cũng không phải là chuyện hay ho gì, ông ta cúi đầu thật sâu, vừa đau lòng lại chẳng biết làm sao. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Trịnh Thịnh vừa hay cất cao giọng đúng lúc. Tôi cũng cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã vô cùng. Các đồng chí, bầu không khí tốt đẹp chỉ nói đến chính trị, chỉ nói đến chính khí của tỉnh ủy tỉnh Tương,
chính bởi vì vấn đề cá nhân của Diệp Thiên Nam, mà bị hủy hoại đi trong phút chốc. Nhân vật số 1 số 2 hoàn toàn chắc chắn quan điểm chủ yếu của mình, tỏ rõ tư thế chính là muốn dồn Diệp Thiên Nam vào góc kẹt, ai mà nhìn không ra chứ. Ngoài trừ Lương Hạ Chữ, tất cả mấy người ngồi đây đều có nỗi tức giận cần phải xả với Diệp Thiên Nam. Bởi vì chuyện của Diệp Thiên Nam gần đây đích thật là đã làm cho tỉnh ủy tỉnh Tương gà chó không yên, đều ước gì gã ta hãy nhanh chóng đi khỏi cho xong chuyện. Cho dù muốn đuổi gã đi, là vui vẻ tiễn đưa hay là hướng vào mông gã mà đá cho một phát, chỉ sợ phần lớn mọi người sẽ chọn lựa cái thứ hai. Tiếp đó, Hạ Tường biểu lộ thái độ nói. Tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của tỉnh ủy. Hồ Định cũng sẽ không nói chuyện với Diệp Thiên Nam, bởi vì thủ đoạn toan tính của Diệp Thiên Nam quá ư thông minh, cho đến bây giờ gã mới biết rõ thì ra việc từ chức chỉ là một màn kịch, một vở kịch của cả tỉnh Tương. Gã lại có cảm giác mình như con khỉ bị người ta đùa giỡn vậy, nếu như phó chủ tịch tỉnh trực tiếp trở mặt hoàn toàn, cái tát cũng tát lên mặt rồi, gã còn không thổi thêm một hơi nữa, sau này cũng không còn cơ hội rồi. Hành vi vô sỉ của đồng chí Diệp Thiên Nam lừa gạt con gái của đồng nghiệp, tôi cũng có nghe phong phanh, mới đầu còn cho rằng có người phao tin đồn, không ngờ rằng, đó lại là chuyện có thật. Tôi luôn cho rằng đồng chí Diệp Thiên Nam là một lãnh đạo tỉnh ủy chân chính và lương thiện. Ôi, biết người biết mặt không biết lòng. Hồ Định tuy rằng cách diễn hơi quá, nhưng ít nhiều gì cũng biểu lộ được vài phần thật tâm, đích thật là đã bị Diệp Thiên Nam thao túng hết mấy năm trời. Dương Hằng Dịch là xấu hổ nhất, Phó Tiên Phong không nói rõ là Diệp Thiên Nam đã lừa ai. Nhưng những người ngồi ở đây đều biết rõ đó là ai, ông ta thân là người nhà của người bị hại, là nên bày tỏ thái độ tức giận, hay là việc chung thì làm chung mà tán thành cho xong chuyện. Hơi suy tư một chút, Dương Hằng Dịch vẫn là tán thành với một giọng điệu khiêm tốn mà bảo thủ. Tôi biểu thị phục tùng quyết định của tỉnh ủy. Lương Hạ Chữ đau khổ mà nghĩ rằng, tường đổ mọi người còn đẩy thêm, nếu như cuối cùng Diệp Thiên Nam không làm màn kịch từ chức ở tỉnh Tương. Cũng sẽ không rơi vào cảnh bị mọi người hô hào đòi đánh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lương Hạ Chữ tuy rằng có quan hệ đồng môn với Diệp Thiên Nam nhưng thật chất chẳng có cảm tình gì với Diệp Thiên Nam cả. Vừa nghĩ đã thấy kỳ lạ rồi, nhớ hồi đó ấn tượng đối với Diệp Thiên Nam cũng tốt lắm, là từ lúc nào đã bắt đầu thay đổi cách nhìn đối với ông ta. Đúng, nhớ ra rồi, từ sau khi Hạ Tưởng đến đây, gã lại đột nhiên thay đổi ấn tượng đối với Diệp Thiên Nam một cách lạ lùng. Chẳng lẽ cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng đã làm nổi bật nên cái giả dối thật sự và cái thanh cao giả tạo của Diệp Thiên Nam hay không? Xuất phát từ một tia kính trọng cuối cùng đối với Diệp Thiên Nam, càng là xuất phát từ mối quan hệ bạn bè đồng môn nên không thể không tỏ rõ lập trường, Lương Hạ Chữ nêu ra một cách nhìn khác biệt duy nhất. Phó Bí Thư Diệp dù sao cũng là cán bộ của tỉnh Tương mà ra, nếu ông ta có thể tiến thêm một bước, cũng là niềm hãnh diện của tỉnh Tương, chúng ta nên dùng lễ nghĩa tiến ông ta một đoạn. Ít nhất có một số chuyện, có thể che đậy thì che đậy đi. Tôi không đồng ý với cách nói của anh, đồng chí Hạ Chữ. Phó Tiên Phong phản bác gã một cách dứt khoát. Thân là cán bộ đảng viên, thì phải yêu cầu nghiêm khắc đối với chính bản thân mình, không phải nói cán bộ không tham ô hay nhận hối lộ thì là cán bộ tốt, dân chúng yêu cầu chúng ta thấp quá rồi, liêm khiết tự luật đối với cán bộ đảng viên mà nói, cũng giống y như việc dân chúng tuân thủ quy tắc giao thông, là nguyên tắc cơ bản không thể lay động được. Bây giờ ngược lại thành tuyên dương rồi, đây là sự châm chọc đối với cán bộ đảng viên chúng ta, đợi đến lúc trên bản tin mới, hàng ngày đều công khai tuyên dương khen ngợi những cư dân thành phố đều tuân thủ quy tắc giao thông, thì lúc đó xã hội đã thoái lui và suy đoài. Cũng đồng nghĩa như vậy, nhà doanh nghiệp và thương nhân có thể có hai vợ, viên quan thì không thể, cán bộ đảng viên không thể yêu cầu nghiêm khắc đối với chính bản thân mình, thì đó chính là cán bộ đảng viên không hợp lệ. Hạ Tưởng thiếu chút nữa vỗ tay khen hay, vì phen diễn giải hùng hồn của Phó Tiên Phong mà thêm phần khen ngợi, cũng là vì vui mừng cho Phó Tiên Phong đã phát huy hết mức kỹ xảo diễn xuất xuất thần, không thể không khen ngợi một câu, Phó Tiên Phong, đúng là người tuyệt vời. Hạ Tưởng không có vỗ tay, Trịnh Thịnh lại nhẹ nhàng vỗ tay, lớn tiếng kêu hay. Nói hay lắm, đồng chí Tiên Phong nói ra tiếng nói trong lòng tôi. Các đồng chí, cán bộ đảng viên không thể yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân mình. Thì là cán bộ đảng viên không hợp lệ, tôi kiến nghị, mở ra buổi hoạt động giáo dục tư tưởng trong phạm vi toàn tỉnh Tương, gia tăng ý thức tự hạn chế của các bộ đảng viên, triển khai đánh giá và tự phê bình bản thân mình. Cũng may, Hạ Tưởng cũng kịp thời bổ sung vài câu. Tôi tỏ thái độ trước, nội bộ của Ủy ban Kỷ luật sẽ mở ra một cuộc họp hội nghị toàn thể,
truyền đạt và chứng thực lời nói và tinh thần của Bí thư Trịnh, Phó Chủ tịch tỉnh. Sau đây xin mời Bí thư Trịnh tiếp tục chủ trì vấn đề tiếp theo của cuộc họp. Lời nói góp ý kịp thời của Hạ Tưởng kỳ thật là có ý muốn cắt ngang tiến trình, không muốn khiến một cuộc họp định tính trở thành cuộc họp phê phán Diệp Thiên Nam, không cần thiết mà cũng có vẻ làm trái lại với các lãnh đạo trung ương cá biệt. Ý tốt nhắc nhở của Hạ Tưởng cũng khiến Trịnh Thịnh bừng tỉnh, gã gật đầu với Hạ Tưởng, sau khi thông qua nghị quyết đánh giá về vấn đề của Diệp Thiên Nam, thì việc đề cử ứng cử viên của Phó Bí thư tỉnh ủy tiếp tục mở ra cuộc họp nghiên cứu. Trịnh Thịnh đề cử Dương Hằng Dịch. Phó Tiên Phong đề cử Lương Hạ Chữ. Hạ Tưởng và Hồ Định cũng không có ý kiến nào khác, Hồ Định sẽ không bỏ cái gần mà lấy cái xa, đi kiếm tìm Phó Bí thư tỉnh ủy, Hạ Tưởng thì tuân theo chỉ thị tinh thần của Tổng Bí thư. Hơn nữa trong chuyện Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương, cách nhìn của Tổng Bí thư và ông cụ Ngô là nhất quán. Do đó, hắn rất nhẹ nhõm khi đối mặt với vấn đề đề cử này, cho dù nói là dựa theo bảng xếp hạng thì hắn hiển nhiên là ứng cử viên số 1 rồi. Dương Hằng Dịch hài lòng rồi, bởi vì ông ta nghĩ rằng đề cử Hạ Tưởng và Lương Hạ Chữ thôi, không ngờ lại đề cử cả ông ta. Tuy rằng cũng ngạc nhiên tại sao không đề cử Hạ Tưởng, nhưng cũng không nghĩ thêm nhiều, tỉnh ủy đề cử lên chưa chắc có tác dụng. Nhưng ít nhất đối với gã mà nói là một hạng mục để thêm điểm. Lương Hạ Chữ cũng hài lòng rồi, bởi vì gã cho rằng sẽ đề cử Hạ Tưởng và Dương Hằng Dịch, không ngờ Hạ Tưởng lại không được tỉnh ủy đề cử, nguyên nhân cũng không được biết, nhưng gã ít nhiều cũng đoán được một chút, đối với con đường sau này của Hạ Tưởng, ngược lại sẽ càng đầy rộng mở và hy vọng. Đối với đánh giá của tỉnh ủy với Diệp Thiên Nam, Lương Hạ Chữ biết, cuộc đấu tranh chính trị ác liệt đã đến hồi phải giương súng sẵn sàng. Gã tuy rằng cùng thuộc một doanh trại với Diệp Thiên Nam, cũng hiểu đạo lý thế cục không thể theo ý người, dưới thời tiết và hoàn cảnh lớn như ở tỉnh Tương, gã không có sự lựa chọn. Huống chi, gã đối với hành vi của Diệp Thiên Nam cũng là âm thầm phê phán mà không nói ra. Một cuộc hội nghị trọng đại đã kết thúc rồi, đạt được sự hài lòng của hầu hết mọi người, chỉ trừ Diệp Thiên Nam ra. Hội nghị đều cùng hiểu tiếp theo sau đó là do Trịnh Thịnh trực tiếp lên báo cáo tới Ban Tổ chức Trung ương. Văn phòng làm việc của Diệp Thiên Nam, khói thuốc lượn lờ, xưa nay vốn không thích hút thuốc là mấy như Diệp Thiên Nam lại có thái độ bất thường, một điếu rồi lại tiếp một điếu, liên tiếp hút hết mười mấy điếu thuốc, chỉ hút đến cả căn phòng toàn khói thuốc nồng nặc, ông ta cũng không mở cửa sổ ra, mặc cho khói thuốc dày đặc không tan. Trong màn khói thuốc, dưới ánh đèn sáng, biểu hiện tiêu chuẩn trầm tĩnh như nước của Diệp Thiên Nam từ trước đến nay, giờ đã không thấy nữa, thay thế vào đó chính là gương mặt u sầu và tức giận. Nếu như quan sát tỉ mỉ hơn, còn có một tia dữ tợn và méo mó. Lúc Diệp Địa Bắc bị bắt, gã không gặp khó khăn. Lúc Chủ tịch tỉnh Yến gặp bất lợi, gã cũng không có gì làm cho ủ rũ mất tinh thần. Nhưng hôm nay, kết luận đánh giá của tỉnh ủy tỉnh Tương sau khi đề lên Trung ương, gã lần đầu tiên tức giận vô cùng. Thủ đoạn quá vụng về quá thấp hèn quá, vô sỉ. Tại sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Diệp Thiên Nam đem toàn bộ những lời chửi rủa trong lòng nói hết ra ngoài, rốt cục là chửi Trịnh Thịnh hay là mắng Phó Tiên Phong, hay là chửi Hạ Tưởng, mặc kệ đi, dù sao phải chửi cho sảng khoái mới thôi. Điện thoại reo, gã chỉ nhìn liếc qua liền nín thở, là Thủ tướng gọi đến. Cú điện thoại liên quan đến chuyện vận mệnh sau cùng của gã, khiến gã căng thẳng tới tay cũng run rẩy. Sau khi tan sở, Hạ Tưởng đã dùng bữa tối chung với Lương Hạ Chữ. Vốn nghĩ rằng Lương Hạ Chữ sẽ chuyển lời giúp người ta, không ngờ chỉ là yên lặng mà ngồi ăn một bữa cơm. Chẳng có đi sâu vào giao lưu chủ đề nào cả, cũng ít nhiều nằm ngoài dự đoán của Hạ Tưởng. Tuy nhiên biểu hiện rộng lượng bên ngoài của Lương Hạ Chữ khiến hắn cảm thấy vui, đối với việc cuối cùng có nhận được chức phó bí thư tỉnh ủy hay không, Lương Hạ Chữ có cái nhìn rất lạc quan. Nếu xét theo kinh nghiệm và lý lịch, tôi vẫn thiếu một chút lão luyện, nói về tuổi tác, tôi vẫn còn cơ hội. Nói về phân tích cục thế của tỉnh Tương, khả năng đề bạt tại chỗ không lớn lắm, cho nên, khả năng điều nhiệm từ nơi khác đến hoặc bên Trung ương có lính nhảy dù sẽ cao hơn một chút. Hạ Tưởng lại càng thêm thưởng thức sự thản nhiên của Lương Hạ Chữ, liền nói rất nhiều chủ đề thoải mái với Lương Hạ Chữ. Lúc Lương Hạ Chữ có vài phần ngà ngà say, cũng hỏi Hạ Tưởng một câu. Chủ nhiệm Hạ, tỉnh ủy không đề cử cậu lên, chắc chắn là có suy tính khác. Nếu như tôi đoán không nhầm. Cậu là muốn tiếp tục ngồi vững trên vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tương phải không? Hạ Tưởng chỉ có thể cười nói. Thời gian tôi ở vị trí phó bộ quá ngắn, hơn nữa bên ủy ban kỷ luật còn có nhiều việc cần phải tiếp tục đi sâu sát vào,
thật ra cá nhân tôi mà nói, cho rằng anh mới là người thích hợp để tiến thêm một bước. Lương Hạ Chữ lắc đầu cười một cái. Tôi đảm nhận phó bí thư tỉnh ủy rồi, chẳng phải sẽ xếp hạng trước cậu sao? Anh vốn có thâm niên lâu hơn tôi, xếp hạng trước tôi cũng phục anh. Ha ha, xếp hạng trước sau là quy định trong đảng, nhưng quan hệ bạn bè xa gần, là tự bản thân mình quyết định. Lương Hạ Chữ nói ra chủ đề của buổi cơm tối. Hy vọng trong tương lai lâu dài sau này, tôi và chủ nhiệm Hạ lại có cơ hội hợp tác với nhau, cũng hy vọng có một ngày nào đó chủ nhiệm Hạ sẽ bay thẳng lên mây xanh, lúc đó đừng quên dìu dắt tôi một chút nhé. Hạ Tưởng nghe hiểu nỗi khổ trong lòng của Lương Hạ Chữ, giai đoạn hiện nay, Lương Hạ Chữ tuy rằng ý nghĩ bị dao động, nhưng vẫn là phải kiên định theo nguyên tắc, khư khư theo phe của mình, nhưng sau này, không loại trừ khả năng sẽ bắt tay hợp tác với gã. Hạ Tưởng liền khách sáo nói. Anh Hạ Chữ nói đùa rồi, nói không chừng em còn phải cần anh kéo em một tay ấy chứ. Ông em Hạ Tưởng, cậu cố ý trêu chọc tôi, có phải không? Đã đến mức xưng hô anh em với nhau, tình bạn cũng coi như đã được xây dựng rồi, mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Lương Hạ Chữ, trải qua sự việc của Diệp Thiên Nam ngược lại lại càng gần thêm một bước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi về nhà, trông thấy Tào Thù Lê đang sắp xếp quần áo. Trên giường bày đầy quần áo mới của Hạ Đông, ước chừng cũng có mười mấy bộ, Hạ Tưởng không nhịn được cười. Trẻ con mau lớn thật, mua nhiều quần áo như vậy mặc không hết là không mặc được nữa, lãng phí. Tào Thù Lê bới tóc ra sau, vừa mới tắm xong, trông khuôn mặt cô ấy trắng trẻo nõn nà, hơn nữa lại còn nhỏ nhắn xinh xắn, cô ấy cười nói. Của người ta tặng đấy, không thể nào không nhận được, biếu tiền thì không lấy, tặng quà thì không nhận. Đưa vài bộ quần áo trẻ con lại không nhận nữa, thì có vẻ không hợp tình hợp lý lắm. Cũng phải, chẳng trách sao quần áo trong nhà lại càng lúc càng nhiều, thì ra cũng là có nhận quà rồi. Nghĩ lại, rốt cục là đàn ông, không đủ tinh tế, mắt thấy đã là mùa thu rồi, nước sông Tương Giang vẫn ấm áp, nhưng ở Bắc Kinh đã là cuối thu rồi. Tuy nhiên cũng may, Hạ Đông ở Bắc Kinh, cách xa cha mẹ, tính độc lập kể ra cũng mạnh mẽ, người bé tí nhưng chẳng bao giờ khóc lóc. Con của anh giỏi thật, gọi điện thoại đến nói, em cao tặng cho nó một bộ quần áo, nó rất vui, còn nói ở Bắc Kinh cũng tốt lắm, không cần ba mẹ phải lo lắng. Em cao chính là cháu gái của Tổng Bí Thư rồi, Hạ Đông hiện giờ còn chưa ý thức được cái gọi là em cao trong miệng nó là người như thế nào, nhưng nghe nói em cao rất thích nó, hai người là bạn tốt nhất của nhau. Tào Thù Lê về cơ bản thì nửa tháng lại bay đi Bắc Kinh một lần để thăm Hạ Đông, Hạ Tưởng thời gian không nhất định. Có khi đến Bắc Kinh rồi thì trích ra thời gian để gặp con, có khi người đến Bắc Kinh rồi, cũng chẳng có cơ hội gặp lấy một lần. Bên cạnh Hạ Đông có bảo mẫu đi cùng, Liên Nhược Hạm cũng thường xuyên ghé thăm nó, cũng không cô đơn. Tào Thù Lê cũng muốn đón Hạ Đông đến Tương Giang, Hạ Đông ngược lại không đến, làm cho cô ấy cũng phải dở khóc dở cười. Sau này thấy Hạ Đông một mình cũng đích thật là tự lo liệu được, vậy nên cũng không miễn cưỡng nữa. Về vấn đề bồi dưỡng tính tự lập cho đứa con. Tào Thù Lê và Hạ Tưởng có cách nhìn như nhau. Tào Thù Lê sắp xếp quần áo cả nửa buổi trời, đột nhiên lại nghĩ ra điều gì. Đúng rồi, ba nói, Lê Quốc Khánh phải về thành phố Yến một chuyến, hy vọng cả nhà có thể đoàn tụ. Em có ý này, đã mấy năm rồi không có cuộc sum họp lớn, ba em mẹ em, ba anh mẹ anh, lại cộng thêm hai vợ chồng Hạ An và gia đình Thù Quân, năm gia đình cùng sum vầy một lần, thế nào? Cũng là một đề nghị cực kỳ hay. Hạ Tưởng gật đầu đồng ý. Cụ thể thì em đi sắp xếp được rồi, anh lười bận tâm quá. Em biết anh bận tâm điều gì, chẳng phải chính là việc lần nữa triệu tập những thành viên chủ yếu bên kinh tế và chính trị lại, cùng thương lượng kế sách lớn ư. Tào Thù Lê trêu chọc nói một câu. Em tính coi anh là theo nhóm chính trị hay là nhóm kinh tế đây? Hạ Tưởng nằm xuống giường một cách thoải mái, giơ tay lắc lắc. Em cũng không tính. Em mới là thành viên chủ yếu quan trọng hơn hết so với bọn họ. Đó là gì? Thành viên chủ yếu trên giường. Hạ Tưởng hắc hắc cười một cách xấu xa. Anh! Tào Thù Lê giơ tay đánh ngay. Đánh chết anh! Tay còn chưa rớt xuống người Hạ Tưởng, điện thoại đã reo lên rồi. Tào Thù Lê chẳng vui vẻ gì nói. Cũng không biết là cô em nào của anh cứu anh nữa. Thật đúng là để cô ấy không may nói chúng rồi, là Cổ Ngọc gọi đến. Em biết anh đang ở nhà, cũng không phải cố tình quấy rầy hạnh phúc của anh, là ông nội có lời muốn nói với anh.
Giọng nói của Cổ Ngọc mang theo vài phần mát mẻ của mùa thu, chắc là đạo quán trên núi lúc này đã có lá đỏ phủ khắp đồi núi rồi. Hạ Tưởng. Tiếng nói của lão cổ truyền đến sau đó, một giọng nói đầy vẻ mệt mỏi. Vừa rồi thủ tướng có gọi điện thoại đến. Ban chiều đánh giá của tỉnh ủy đã báo cáo lên ban tổ chức trung ương, tối đó thủ tướng đã trực tiếp điện thoại cho lão cổ, quả thật là phản ứng nhanh nhạy, sự ủng hộ của lão cổ đối với thủ tướng mà nói, có thật là quan trọng đến như vậy không? Đại diện của bộ chính trị bên phía quân đội, giá trị của lời nói ra thật sự lớn như vậy sao? Có lẽ còn có nguyên nhân khác nữa. Đạo quan hiện giờ, cũng không làm được việc tách biệt với thế giới con người, khiến người ta thật chẳng biết làm sao. Giọng điệu của lão cổ có mùi vị phong sương của sự đời biến đổi thất thường, ông ta có giao tình với thủ tướng, nhưng theo mối quan hệ ngày một gần gũi giữa ông với Hạ Tưởng, mà Hạ Tưởng lại ở vào thế càng lúc càng xa với thủ tướng, ông ta cũng không thể không giúp đỡ cả hai, giúp Hạ Tưởng, cũng đồng nghĩa với việc đứng về phía đối đầu với thủ tướng. Sự việc, có còn đường xoa dịu được không? Lão cổ, ông cứ ở mãi trên đạo quan, thì cũng nên tu tâm dưỡng tánh đừng quan tâm đến chuyện đời nữa, hao tổn tâm trí không nói, cũng ảnh hưởng đến tâm trạng tuổi già của ông. Nhà đạo vốn thanh tịnh vô vi vi nhi vô bất vi, không làm gì cả cũng có nghĩa là đã làm tất cả thì cụ sẽ thảnh thơi, không bị mệt mỏi vì chuyện đời rồi. Ha ha, được rồi, đừng ba hoa với ta nữa. Lão cổ vẫn là bị Hạ Tưởng chọc cho cười rồi, sau khi thê lương mà cười một cái, cũng là không kìm được nói. Tôi không phải sợ thủ tướng sẽ làm gì cậu, con người của ông ta tôi biết rất rõ, phàm việc gì cũng thích chu toàn. Tôi chỉ sợ có người khác muốn nổi nóng với cậu thôi. Hạ Tưởng cũng không kìm được lầm bầm một câu. Tại sao cứ nhắm vào tôi chứ? Đánh giá của tỉnh ủy tỉnh Tương, cũng không phải là đề nghị của tôi, lúc nào cũng lấy tôi ra mà nói, có một số người thật sự cố ý thấy tôi không vừa mắt mà. Được rồi, cậu đừng than vãn nữa, ai cũng biết giá trị của cậu. Cũng biết cậu đang ở vị trí như thế nào. Lão cổ đặc biệt nói nhiều, có thể thấy ông ta cũng đặc biệt quan tâm đến chuyện này. Nhưng mà cũng là càn quấy, đường đường là phó bí thư tỉnh ủy lại đi lừa con gái của đồng nghiệp, truyền ra ngoài không cho người ta cười rớt cả hàm răng à, ai mà nghĩ ra chủ ý hại người như vậy. Tôi đoán không phải cậu, cậu vẫn chưa xấu xa đến vậy. Thật đúng là không phải hắn, đánh giá của lão cổ về hắn hoàn toàn chính xác. Hắn là chàng trai trẻ đáng yêu và thành thật, làm người xưa nay luôn đường hoàng, làm việc đó giờ quang minh chính đại, chưa bao giờ dùng thủ đoạn nhỏ nhặt thâm hiểm. Tự hào hùng hồn khoe khoang một chàng, Hạ Tưởng đang muốn biểu lộ mặt chân thật của mình với lão cổ lại nói chuyện rồi. Chắc hẳn là thằng nhóc nhà họ Phó, tôi biết cậu ta nhất, thủ đoạn nham hiểm dùng để hại người nhiều vô kể, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lão cổ cười ha hả. Chiêu này cao tay đấy, tôi thích. Có một số người, khi cần thẳng tay, thì chớ do dự, trực tiếp chào hỏi thẳng mặt là được, đánh sưng má bên trái thì đánh tiếp má bên phải. Lão cổ cũng là người trong cuộc, Hạ Tưởng phì cười hi hi, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Được rồi, nói chuyện điện thoại với cậu rồi, tâm trạng của tôi cũng khá hơn nhiều, lại có thể đi tìm hiểu về đại pháp vô vi của nhà đạo rồi. Hơi ngập ngùng một chút, lão cổ hình như ho khan một tiếng. Chuyện đó... Thủ tướng nổi giận rồi, rất giận dữ, tuy nhiên theo hiểu biết của tôi về ông ta có thể sẽ từ bỏ Diệp Thiên Nam. Từ bỏ đề cử của Diệp Thiên Nam trước mắt thì có khả năng, nhìn về mặt dài lâu, theo suy đoán của Hạ Tưởng, chưa hẳn thủ tướng sẽ hoàn toàn từ bỏ Diệp Thiên Nam. Bởi vì chính khách thông thạo chính trị như Diệp Thiên Nam vậy, trong nước chẳng tìm được bao nhiêu người. Ba ngày sau, tại thời điểm còn cách ba hôm nữa là đến lễ quốc khánh, Trung ương bất ngờ ra quyết định. Quyết định phê chuẩn thỉnh cầu bãi bỏ chức vị phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương của đồng chí Diệp Thiên Nam. Màn hài kịch từ chức của Diệp Thiên Nam, cuối cùng cũng chấm dứt bởi việc từ chức thật sự, chủ tịch tỉnh Yến, chủ tịch tỉnh Chữ, thậm chí lui để lần sau có chức vụ phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Chữ cũng không đạt được, hoàn toàn bãi chức đến cùng, hạ màn chào cảm ơn một cách ảm đạm buồn bã. Tỉnh Tương, từ đây chính thức từ giả thời đại của Diệp Thiên Nam, sức ảnh hưởng của Diệp Thiên Nam ngay tại thời khắc từ chức. Đã tiêu tan gần như không còn gì, thay vào đó là sự vùng lên của Phó Tiên Phong. Diệp Thiên Nam gây sức ép làm nổi lên vô số khói thuốc súng ở tỉnh Tương, cuối cùng lúc tiêu tan thành mây khói, chẳng thu lại được gì. Từ đường đường một phó bí thư tỉnh ủy đùng cái đã rớt xuống vũng lầy, trở thành một dân thường, muốn có được thế lực như vậy lần nữa,
không những cần có một thời cơ hiếm có, cũng cần có đủ thời gian để mày mò. Lúc Diệp Thiên Nam rời khỏi Tỉnh Tương, không ai đưa tiễn, bởi vì ông ta chọn cách lén lút rời đi vào đêm khuya, cũng không thông báo cho ai biết, ngược lại làm như tỉnh ủy Tỉnh Tương nhỏ nhen lắm vậy. Tất cả mọi người đều biết, Diệp Thiên Nam cũng coi như hận Tỉnh Tương đến chết đi được, cũng hận chết Phó Tiên Phong, còn có Hạ Tưởng, nếu như có một ngày ông ta có thể nắm quyền lần nữa, chắc chắn sẽ nghĩ cách chèn ép quyền lợi của Tỉnh Tương. Tỉnh Tương là mảnh đất vừa yêu vừa ghét đã mang lại thành công cho Diệp Thiên Nam mà cũng là nơi khiến Diệp Thiên Nam rơi vào vũng lầy. Nếu như nói việc Diệp Thiên Nam từ chức khiến cho một số người không rõ sự tình cảm thấy kinh ngạc, thế thì Phó Bí Thư Tỉnh ủy mới đến nhậm chức do Trung ương bổ nhiệm, càng khiến cả quan trường Tỉnh Tương phải sửng sốt. Nguyên nhân có ba, thứ nhất, người này đến từ tỉnh Yến. Thứ hai, người này cấp bậc rất cao, lẽ ra với chức vụ của anh ta hiện giờ, không nên chuyển về nhậm chức Phó Bí Thư Tỉnh ủy, đáng ra phải ngồi ở tỉnh Yến đợi chờ được chính thức chuyển đến một tương lai phù hợp ở phía trước. Thứ ba, người này bất hòa với Hạ Tường, thậm chí có thể nói, vô cùng căm thù đối với Hạ Tường. Những người hiểu tình hình bên trong đều không thể không bùi ngùi trước ba mùi vị chính trị này, quả nhiên kết quả rất cân bằng. Liền có không ít người hướng ánh mắt lên người Hạ Tưởng, lần nhậm chức này, ý nhắm vào Hạ Tưởng rất rõ ràng. Hạ Tưởng lại không tự cảm thấy, hoàn toàn không cho rằng việc nhậm chức lần này là nhằm vào hắn, ngược lại còn thong thả ung dung mà chuẩn bị ăn lễ. Lễ Quốc Khánh là một kỳ nghỉ lớn, một lần nghỉ là 7 ngày, tuy rằng thân là nhân vật đứng thứ tư của tỉnh ủy, được bố trí trực ban, nhưng dù sao cũng là hệ thống ủy ban kỷ luật độc lập, Hạ Tưởng năm nay muốn lười biếng trốn việc một lần. Dù sao Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương đã đi rồi, Phó Bí Thư Tỉnh ủy mới còn chưa đến nhậm chức, đang bước vào một khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi. Bố trí trực ban của hệ thống ủy ban kỷ luật thì giao cho Ngũ Tiểu Toàn xử lý. Ngũ Tiểu Toàn vốn dĩ được coi là người của Lâm Hoa Kiến, sau khi Lâm Hoa Kiến rớt đài, cô ta liền tỏ vẻ muốn dựa vào Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng không tính chuyện trước kia, đề bạt cô ta lên đảm nhiệm chức ủy viên ủy ban kỷ luật, trưởng ban thư ký ủy ban kỷ luật. Ngũ Tiểu Toàn sau khi đảm nhận chức trưởng ban thư ký, đối với chỉ thị tinh thần của Hạ Tưởng, cô ta thật sự đã tiếp thu một cách triệt để, cũng thật sự làm theo một cách kiên quyết, khiến cho Hạ Tưởng rút ra một kết luận có đôi khi cho dù là người của đối phương, cũng có khả năng do tình hình đưa đẩy mà trở thành người cho mình sử dụng. Trong lúc bố trí hệ thống trực ban cho Ủy ban kỷ luật, ngày trực ban của Hạ Tưởng bị điều chỉnh đi một cách khéo léo, cũng đồng thời khiến Hạ Tưởng đối với việc Ngũ Tiểu Toàn hoàn toàn thấu hiểu ý đồ của hắn mà cảm thấy hơi hơi kinh ngạc, cũng càng khiến cho hắn quyết định kiên trì tiếp tục gầy dựng thân tín, trong đầu cũng dần dần hình thành một quan niệm về cách dùng người. Càng đi lên cao, càng phải bỏ công sức cho việc dùng người. Bởi vì lễ quốc khánh được nghỉ, việc đề cử nhân sự có liên quan đến tỉnh chữ và tỉnh thiểm liền bị hoãn lại. Tuy nhiên Trung ương đã chính thức tuyên bố ra bên ngoài, sẽ mở cuộc họp Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nhiệm kỳ thứ 17 lần thứ 3 vào ngày 9 tháng 10, chủ yếu là điều chỉnh việc bố trí công tác nông thôn và bộ phận nhân sự. Cổ Thu Thật rốt cục tiếng tăm tới thì người cũng đến, mà theo sự điều động của Cổ Thu Thật, việc điều chỉnh nhân sự ở Hắc Liêu, tỉnh Yến và tỉnh Tây sẽ được thực hiện một cách thuận lợi, nếu như cộng thêm chút điều động nhân sự ở tỉnh Chữ và tỉnh Thiểm, một lần thay phiên cán bộ cấp bộ tỉnh mới. Lại lần nữa thể hiện rõ bố cục tình hình chung và cuộc đọ sức chính trị của cấp trên. Nghĩ cũng phải, chỉ có thời gian không đến 2 năm, thời gian gấp rút, ai cũng muốn giành lấy vị trí có lợi cho mình. Bởi vì sau khi nhiệm kỳ mới của Trung ương Đảng và Chính phủ lên nhậm chức, vì tính lâu dài của chính sách, vì quá độ một cách vững vàng, ít nhất trong thời gian từ 1 đến 2 năm sẽ không điều động nhân sự với quy mô lớn, tất cả những nhân sự đã ấn định lại ở nhiệm kỳ trước. Trên cơ bản hầu như là đã có được lợi ích trong tay. Thế lực các bên đều muốn tranh thủ vạch ra phạm vi thế lực của mình trước khi thay đổi nhiệm kỳ, nếu không sau khi thay đổi nhiệm kỳ rồi, thì sẽ rất khó để giành lấy thành quả thắng lợi của người khác. Hơn nữa phạm vi thế lực của ai càng rộng lớn, thì người đó trong nhiệm kỳ mới của Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện, sẽ có được quyền lên tiếng và quyền quyết định càng lớn. Lễ Quốc Khánh năm nay, sẽ có nhiều người qua lễ mà không yên. Không chỉ Diệp Thiên Nam Phó Bí Thư Diệp là phải kết thúc trong ê chề, còn có hai ứng cử viên được đề cử làm chủ tịch tỉnh ở hai tỉnh Chữ và tỉnh Thiểm. Diệp Thiên Nam đã là quá khứ, nhưng cuộc đọ sức chính trị vẫn đang tiếp diễn, cho dù không có Diệp Thiên Nam, cuộc tranh giành vị trí vàng chủ tịch tỉnh của hai tỉnh vẫn vô cùng kịch liệt như ngày nào. Hạ Tưởng hơi có chút tiếc nuối, trước lúc Diệp Thiên Nam rời đi, hắn nên tiễn ông ta một đoạn,
dù sao cũng từng là đồng nghiệp, cũng phải có chút biểu hiện mới đúng, chỉ là không nghĩ tới, Diệp Thiên Nam xưa nay là một người luôn điềm tĩnh và ung dung, đi thì đi, sao không hào phóng một chút, làm một trận tiễn đưa Dình Giang chứ? Đương nhiên, cách nghĩ của Hạ Tưởng không phải là không có ác ý, hắn thậm chí còn suy đoán, cho dù Diệp Thiên Nam có muốn dày mặt ra mà trịnh trọng làm cuộc từ biệt này, nói không chừng cũng có không ít ủy viên thường vụ sẽ không lộ mặt, người khác không nói, nhưng chính là Phó Tiên Phong thì có thể làm ra chuyện không nể mặt đó. Diệp Thiên Nam biết rõ ông ta cuối cùng khôn khéo quá thành dỡ, tiếng tăm ở Tỉnh Tương bị quét sạch hết rồi. Dù thật sự có làm một cuộc tiễn đưa, nói không chừng còn thật sự mất mặt mất tới nhà bà ngoại luôn. Nếu như ngay lần đầu tiên từ chức có được phê chuẩn, ông ta hiên ngang xoay người, từ biệt Tỉnh Tương với một hình tượng của một nhà chính trị có trách nhiệm có nguyên tắc, nói không chừng còn thật sự gặt hái được danh tiếng thanh liêm nhất định. Hiện giờ chiêu thế thì dùng hết đồng thời còn lộ ra bản chất bộ mặt thật mà rời đi, hình tượng xuống dốc không phanh, ai sẽ còn có nửa phần tôn trọng đối với ông ta nữa chứ? Có lẽ trong suy nghĩ của Diệp Thiên Nam, ít nhiều gì cũng có chút hổ thẹn, cảm giác hổ thẹn với phụ lão Giang Đông cũng không biết chừng. Tuy nhiên khả năng lớn hơn có thể là, Diệp Thiên Nam ôm hận mà đi, hơn nữa còn mơ tưởng có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại. Theo lời của những người biết chuyện, Diệp Thiên Nam đi suốt đêm về hướng Bắc đi lên Bắc Kinh, muốn tịnh dưỡng ở Bắc Kinh một thời gian, muốn qua một cuộc sống thoái ẩn một nửa. Không làm quan cả người nhẹ nhõm, có lẽ không có sự mệt mỏi bởi công việc, con người thật sự sẽ bình yên, nhưng trong lòng có được bình yên hay không thì không thể biết được. Diệp Thiên Nam không phải là người trong Bắc Kinh, sau khi ở ẩn lại chọn cuộc sống ở Bắc Kinh, có thể thấy đồng chí Diệp Thiên Nam người lui nhưng lòng chưa lui, chí hướng vẫn rộng mở như cũ. Diệp Thiên Nam sau này, và cả đại sứ quốc gia tạm thời bỏ sang một bên, Hạ Tưởng hiện giờ chỉ nhớ nhà và thành phố Yến, trong thời gian lễ quốc khánh, hắn còn có rất nhiều việc phải lo, có rất nhiều bạn bè phải gặp. Trên cơ bản thì công việc của Tỉnh Tương đã tạm thời kết thúc, sự rời đi của Diệp Thiên Nam, vốn cũng không gây nên dao động gì nhiều, các hạng mục công tác của Ủy ban kỷ luật cũng ổn định mà nề nếp, bên phía tỉnh ủy cũng yên lòng yên dạ, uy danh của Trịnh Thịnh tăng mạnh, thế thăng chức của Phó Tiên Phong cũng không tồi, Phó Bí thư tỉnh ủy mới phải qua lễ quốc khánh mới nhậm chức, còn có cả một thời kỳ dài đăng đẳng để dịu bớt xung đột. Tuy rằng chỉ có 7 ngày, nhưng lý do nói là dài đăng đẳng, bởi vì bất kể là Trịnh Thịnh hay là Phó Tiên Phong, trong kỳ nghỉ quốc khánh này đều sẽ ở lại Tỉnh Tương, nói một cách hay ho là trực ban và trông coi, trên thực tế thì là làm một cuộc bố trí sau cùng, muốn làm tiêu tan hết toàn bộ thế lực còn lại của Diệp Thiên Nam. Trịnh Thịnh muốn hoàn toàn khẳng định quyền uy số 1, tránh tình trạng Phó Bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức lại lần nữa thách thức địa vị của gã. Cái Phó Tiên Phong muốn là hoàn toàn thu nạp thế lực của Diệp Thiên Nam, không để cho Phó Bí thư tỉnh ủy mới đến sử dụng. Nhân vật số 1 số 2 đều có suy tính riêng, nhưng lại làm ra cùng một việc, lợi dụng thời gian hòa hoãn xung đột cuối cùng này, ấn định cục thế lớn ở Tỉnh Tương, không để người đến sau có được một tia cơ hội nào. Phó Bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức cũng thật không may mắn, nếu như đợi sau khi qua lễ hãy tuyên bố nhậm chức thì tốt biết bao, ít nhất có thể vừa tuyên bố là nhậm chức ngay, nhưng lại tuyên bố trước đêm nghỉ lễ, trừ khi là cố ý muốn để lại cái đuôi. Chính là để gã lên nhậm chức thì không người để dùng không cơ hội để lấy ư. Như vậy xem ra, Tỉnh Tương, hình như cũng không hoan nghênh gã. Trịnh Thịnh và Phó Tiên Tiên tăng cường việc bố trí sau cùng, Hạ Tưởng dường như không có gì xảy ra, cùng Tào Thù Lê tạm biệt Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong hẹn sẽ đến thành phố Yến tụ họp, tuy nhiên phải đợi đến 6 hay 7 tây rồi, ông ta đợi điện thoại của Hạ Tưởng bay về thành phố Yến. Trong lúc máy bay đi xuyên qua đám mây, Tào Thù Lê ôm lấy cánh tay của Hạ Tưởng, đầu tựa vào bờ vai của hắn, thì thào nói. Đừng thấy anh có chút quyền có chút tiền, sau khi em theo anh rồi, anh rất ít khi ngồi máy bay cùng em đếm thử, lúc kết hôn đi du lịch có ngồi qua một lần, lại đến sau này hình như có một năm lúc đi du ngoạn ngồi qua một lần, rồi sau đó. Thì là bây giờ rồi. Hạ Tưởng xấu hổ, đích thật thời gian đi cùng với Tào Thù Lê không quá nhiều, thời điểm đi du lịch cùng cô ấy, thì lại càng ít. Không phải hắn lơ là vô tâm, cũng không phải hắn không muốn, mà là thật sự không có thời gian. Vừa vào quan trường sâu như biển, thời gian đều cống hiến cho đảng và quốc gia, muốn vì nước vì dân làm một chút chuyện thực tế gì đó, đâu phải chỉ vài câu nói hùng hồn là có thể thực hiện được, phải bỏ ra tâm huyết và thời gian, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống. Cũng may, hắn cũng khá biết kiềm chế, không ăn uống quá mức,
nếu không đã thành một trái tim đỏ hướng về mặt trời, tôi đem dạ dày cống hiến cho đảng. Hạ Tưởng vỗ vỗ đầu của Tào Thù Lê. Đợi khi anh về hưu rồi, sẽ cùng em ra ngoài bay khắp trời Nam đất Bắc, bay mãi không dừng. Tào Thù Lê thùy mị vô cùng nói. Thôi đi, anh có lòng là được rồi, đợi khi chúng ta già rồi, chúng ta sẽ dọn đến ngoại ô mà ở, dựng một tòa nhà lớn, trước và sau nhà đều trồng cỏ. Lại nuôi một số gà vịt, còn không thì nuôi hai chú heo, lại trồng chút rau. Em không biết nuôi, cũng không biết trồng, hay là anh làm đi. Không thành vấn đề, anh xuất thân là nông dân, việc gì cũng biết, tay làm hàm nhai, tự lực cánh sinh. Nhưng trình độ của anh cùng lắm có thể trồng hai mẫu đất, nhiều hơn nữa, thì mệt đấy, tay chân già rồi, không làm được việc nặng đâu. Không sao, chúng ta nhiều người, chẳng phải nói với anh rồi sao, muốn dựng một căn nhà lớn, ít nhất cũng phải có mười mấy phòng. Cần nhiều phòng như vậy để làm gì, hai người ở, rộng quá rồi. Ai nói hai người vậy? Hiện giờ đã có 7-8 người rồi, với trình độ của anh, đến lúc già rồi, mười mấy phòng chắc chắn có thể lấp đầy hết, biết không, đừng quên, nhớ phải lấp phòng thường xuyên. Hạ Tưởng không nói gì, thì ra căn nhà lớn mà cô bé Lê nói, còn cài cả mai phục bên trong, đúng là lòng dạ đàn bà như mây cao trên trời, cũng giống như những làn mây trên không hiện giờ, biến đổi đi biến đổi lại, khiến người ta mò không thấu. Chỉ chốc lát sau, cô bé Lê có chút ghen tuông và hơi không cam tâm đã ngủ thiếp đi, tư thế ngủ say của cô thật thu hút người khác, lông mi dài dài cong lên, cong một cách tự nhiên, sóng mũi cao, đường cong khuôn mặt cũng rất hoàn mỹ. Điều quan trọng nhất là, gió sương của năm tháng trôi qua như dao cắt, nhưng trên gương mặt cô lại rất ít để lại dấu tích, cô vẫn không khác gì so với cô bé Lê sôi nổi năm đó. Chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, trước sau cũng như đứa trẻ ỉ lại vào người lớn vậy. Khiến Hạ Tưởng cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn khi được tin tưởng và dựa dẫm. Cả đời của một người đàn ông, cần có một sự nghiệp đủ để nuôi sống gia đình, một người vợ nương tựa dìu dắt nhau, một đứa con ngoan ngoãn biết chuyện, mới được coi là trọn vẹn một đời. Khi máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Thường Sơn, một luồng không khí mùa thu ập vào mặt, mới khiến cho Hạ Tưởng bừng tỉnh, phương Bắc tháng 10, đã là cuối thu rồi. Sau khi xuống đất mở máy lên, mới nhận được vô số tin nhắn, có lời hỏi thăm của Lý Thấm và Tề Á Nam, có lời đề nghị đón máy bay của Tôn Hiện Vĩ và Thâm Lập Xuân, còn có báo cáo về việc bố trí các hạng mục của Bành Vân Phong, cũng có Chu Duệ Nhạc tha thiết chờ mong. Tuy rằng thành phố Yến đã là mùa thu, nhưng vừa về thành phố Yến, vẫn khiến cho Hạ Tưởng cảm nhận được mùa xuân nồng nàn, Lý Thấm vốn dĩ muốn ra sân bay đón tiếp, Hạ Tưởng không đồng ý. Bởi vì hắn không muốn đả động quá nhiều người. Chỉ để Tiêu Ngũ đến đón là được rồi. Không ngờ vừa mở máy mới biết, không chỉ Tiêu Ngũ, Chu Hổ đến, đám người Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân, Phùng Húc Quang, Bành Vân Phong, Trần Thiên Vũ vân vân cũng đến rồi, mười mấy chiếc xe hoành tráng, cũng hợp thành đoàn xe rồi. Nhiệt tình, thật là quá nhiệt tình rồi, Hạ Tưởng không phải là người thích phô trương, nhưng lại thật sự không nhẫn tâm từ chối ý tốt của nhóm anh em, đích thật là sau khi rời khỏi tỉnh Yến. Ít có cơ hội gặp mặt với nhóm thành viên chủ yếu, tình bạn hữu từng có và cả khoảng thời gian vui vẻ cùng bên nhau, đích thật khiến người ta khó mà quên được. Dù sao cũng là nhóm thành viên đầu tiên của hắn, cũng là những anh em trung thành nhất. Hạ Tưởng cũng khó tránh được xúc động. Chỉ có điều vừa ra sân bay hắn đã kinh ngạc rồi, ngoài mười mấy chiếc xe hơi tạo thành đoàn xe có khí thế kinh người ra, còn có một người quen bất ngờ đang nhìn quanh hắn. Trong nháy mắt Hạ Tưởng không khỏi sửng sốt. Đàm Quốc Thụy sao cũng đến thế. Tỉnh Yến sau khi Cao Tấn Chu thuận lợi tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, Đàm Quốc Thụy cũng thuận thế mà lên, đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực tỉnh, xếp hạng thứ 7 ở tỉnh ủy. Trải qua vài năm cố gắng, Đàm Quốc Thụy rốt cục đứng vững vàng tại tỉnh Yến, và có dấu hiệu sắp phủ chính, anh ta cũng chí hướng được thực hiện mà thấy hài lòng, chờ sau khi Phạm Duệ Hằng lui ra, Cao Tấn Chu chuyển đến văn phòng tỉnh ủy, anh ta có thể thuận theo Lý Thành Chương chủ trì mọi mặt công tác ở tỉnh. Không ngờ giữa ảo tưởng và sự thật, cuối cùng luôn ngoài ý muốn, luôn luôn có một cái hào rộng không thể vượt qua. Ngay lúc đó, Đàm Quốc Thụy còn tưởng rằng anh ta có cơ hội phủ chính, chẳng dè anh ta lại thật sự không có cách nào tiến sát lại chiếc ghế chủ tịch tỉnh của tỉnh Yến. Một đả kích đã ập xuống khiến Đàm Quốc Thụy thiếu chút nữa không gượng dậy nổi, bởi vì anh ta đối với lần phủ chính này đã kỳ vọng rất cao, hơn nữa sau lưng cũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết. Sắp thành lại bại. Khiến cho Đàm Quốc Thụy gần như không thể tiếp nhận được sự thật.
Đàm Quốc Thụy tại tỉnh Yến đã vạch kế hoạch quá lâu, đối với chiếc ghế chủ tịch tỉnh Yến đã thèm nhỏ dãi từ lâu, vừa nghe thấy thủ tướng có khả năng đề bạt Diệp Thiên Nam lên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh của tỉnh Yến, anh ta gần như muốn điên lên. Rõ ràng Trung ương có người đã đáp ứng anh ta, sắp tới sẽ giúp anh ta phủ chính tại tỉnh Yến, sao lại thành Diệp Thiên Nam? Sao lại không phải là anh ta? Đàm Quốc Thụy dưới cơn thịnh nộ, đã làm một việc rất kích động, rất liều lĩnh, trực tiếp gọi điện thoại đến thủ đô, hướng thủ tướng đưa ra nghi vấn và không giải thích được. Đàm Quốc Thụy tuy rằng không phải là dòng chính của thủ tướng, nhưng quan hệ với thủ tướng thường cũng không tồi, hơn nữa trước kia cũng đã trưng cầu ý kiến hậu trường, sau khi được đồng ý ngầm, mới dám hướng thủ tướng mở miệng. Đương nhiên, giọng điệu uyển chuyển, thái độ khiêm tốn, tỏ rõ thái độ mà một cấp dưới nên có. Thủ tướng đối với sự khó hiểu và nghi vấn của Đàm Quốc Thụy không hề có chút không kiên nhẫn hay không vui, ngược lại vô cùng kiên nhẫn giải thích với anh ta, cũng nói đã thảo luận qua, cho rằng việc anh ta đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh của tỉnh Ninh hoặc tỉnh Thiểm cũng có lợi cho sự phát triển sau này. Sự thương nghị theo như lời thủ tướng vừa trao đổi, chẳng lẽ là kết quả cùng thương định với hậu trường của ông ta? Sự tức giận trong lòng Đàm Quốc Thụy nhanh chóng biến mất, dù sao lấy địa vị của thủ tướng, mà kiên nhẫn cẩn thận giải thích như vậy. Coi như là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, cho dù trên thực tế ông cảm nhận của anh ta, đối với thủ tướng cũng không có xem trọng gì. Sau khi Đàm Quốc Thụy nhiều lần cùng hậu trường liên lạc, cũng thu được chỉ thị tương tự, lần sau đề danh chủ tịch tỉnh của tỉnh Ninh và tỉnh Thiểm, sẽ cho anh ta một cơ hội trọng đại, cố ý nhấn mạnh từ trọng đại, khiến cho tim anh ta đập nhanh hơn, hơi thở cũng tăng thêm, biết chịu khổ và chờ đợi thì cơ hội rốt cục sẽ đến. Tuy rằng tỉnh Ninh và tỉnh Thiểm so sánh với tỉnh Yến chưa chắc tốt hơn, nhưng dù sao có thể bước chân vào bộ trưởng, cũng là cơ hội mấy trăm cán bộ cấp thứ trưởng ở địa phương vẫn tha thiết ước mơ cầu mong được tiến vào, lui mà tiếp, để dễ dàng bước qua hơn. Chỉ có điều, không bao lâu sau, người được đề cử vào chức chủ tịch tỉnh của tỉnh Ninh và tỉnh Thiểm cũng đã được ban tổ chức trung ương thông báo, anh ta không ngờ lại không được tuyển chọn. Đàm Quốc Thụy gần như không thể không phẫn nộ. Sao có thể luôn mãi lật lọng như vậy, sao kẻ bị thương lại luôn là anh ta chứ? Anh ta lại gọi điện thoại tới hậu trường nhưng hậu trường lại không nói gì, chỉ nói anh ta nên nói chuyện với thủ tướng. Anh lại gọi điện cho thủ tướng nói lời thành khẩn mà tình ý sâu xa. Quốc Thụy, nói tới chính trị thì phải nói tới đại cục, mặc kệ là ở cương vị công tác gì, đều là vì quốc gia mà cống hiến, mang lại lợi ích cho dân. Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện tin tưởng anh là một người biết lấy đại cục làm trọng, là đồng chí tốt, về việc sắp xếp công tác của anh, Trung ương sẽ chú trọng suy xét, nhất định sẽ cho anh một đáp án thỏa đáng. Thủ tướng nói thân thiết hòa khí, như truyền cho anh ta hình tượng thân dân, làm cho anh ta nghe xong không thể nói được bất cứ lời phản bác nào, cũng tin tưởng mà không có bất cứ nghi ngờ nào. Đàm Quốc Thụy lại tin thêm một lần nữa, kiên nhẫn chờ thời cơ sau này. Đột nhiên Trung ương ra lệnh điều động như từ trên trời giáng xuống, đưa anh ta từ tỉnh Yến điều đến tỉnh Tương, nhưng không phải đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, lại càng không là đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, mà là đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy. Đàm Quốc Thụy thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ, anh ta chỉ kém một bước có thể tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, sao lại từ thực vụ phải chuyển sang làm hư vụ, làm công tác đảng. Làm công tác đảng cũng không có gì, mấu chốt là... từ phó bí thư tỉnh ủy trực tiếp thăng nhiệm làm bí thư tỉnh ủy theo tiền lệ ít lại càng ít. Xét về lý lịch kinh nghiệm và thành tích của anh ta ở thứ trưởng, liền liên tưởng đến việc anh ta không phải là không tận sức với lực lượng hậu trường, anh ta hoàn toàn không có khả năng một bước từ phó bí thư tỉnh ủy lên bí thư tỉnh ủy. Vậy thì, anh ta lần này tới tỉnh Tương đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy, chẳng khác nào kéo dài con đường thứ trưởng, rõ ràng đã có thể chạm vào chiếc ghế chủ tịch tỉnh. Lại bị một cước đá tới tỉnh Tương đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy. Anh ta đường đường là phó chủ tịch thường trực tỉnh, vì sao phải quay lại đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy? Quả thực chẳng khác nào đi đày. Hơn nữa lại là đi tỉnh Tương, ngay cả Diệp Thiên Nam cũng đã chán nản kết thúc ở tỉnh Tương, trên có Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong, dưới có Hạ Tưởng, điều anh ta đi tỉnh Tương, là muốn anh ta đối phó với Hạ Tưởng hay là bị Hạ Tưởng đối phó? Thật sự là cực kỳ buồn bực. Đàm Quốc Thụy không cách nào hình dung được tâm tình của anh ta, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh u ám, triển vọng ảm đạm không ánh sáng. Sau khi trải qua vài lần bị treo lơ lửng, Đàm Quốc Thụy lại không chịu hiểu. Anh ta đúng là ngu ngốc, anh ta không cam lòng, chưa từ bỏ ý định, lại cầm lấy điện thoại gọi cho thủ tướng, kỳ thật theo lối suy nghĩ của một người bình thường,
Mặc kệ là bị lãnh đạo, cấp trên vứt bỏ cũng tốt, ngu cũng tốt, thông minh nhất là lựa chọn câm miệng, khiêm tốn làm việc, nhưng Đàm Quốc Thụy lại không, anh ta phải nói ra ý kiến. Hai lần đầu, thủ tướng nếu không phải đang bận họp thì cũng là không nghe máy. Lần thứ ba, điện thoại cuối cùng cũng được tiếp nhận, thủ tướng trước sau như một vẫn rất kiên nhẫn khuyên giải an ủi Đàm Quốc Thụy vài câu, lấy lý do thế cục tỉnh Tương vừa mới ổn định cần phải có khai thác nhân tài tiến đến chăm lo, lại nói việc bổ nhiệm Đàm Quốc Thụy làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương là cố ý đề cao mức độ chính trị của anh ta. Đàm Quốc Thụy biết, mức độ chính trị có cao tới đâu, cũng không như lợi ích thực tế nếu anh ta trực tiếp đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, nhưng thủ tướng lặp đi lặp lại nhiều lần lại kiên nhẫn giải thích, chưa bao giờ tỏ thái độ phiền chán, khiến anh ta rốt cục lại không nói được lời nào. Chỉ có điều nói đi còn có nói lại, đi tỉnh Tương, thực sự không phải là một chuyện tốt, lại càng không chính là một lần một chuyến đi thuận lợi như ý. Đàm Quốc Thụy hiểu rõ sự thật này. Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương thất bại rời đi. Việc anh ta nhòm ngó tới chiếc ghế chủ tịch tỉnh của tỉnh Yến và chiếc ghế chủ tịch tỉnh tỉnh Ninh thất bại, toàn bộ là do Hạ Tưởng ban tặng. Mà anh ta và Hạ Tưởng là địch thủ cũ. Trước kia tại tỉnh Yến, anh ta không làm gì được Hạ Tưởng, hiện tại Hạ Tưởng là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, xếp hạng gần với anh ta, lại đến tỉnh Tương trước anh ta một năm, nói không chừng sau khi biết được tin anh ta phải đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, Hạ Tưởng đã dọn xong màn long trọng chờ anh ta. Đàm Quốc Thụy hết đường xoay sở. Nếu tại tỉnh Yến, anh ta tự tin cùng Hạ Tưởng đọ sức, nhưng ở tỉnh Tương, anh ta một chút lo lắng cũng không có. Huống chi anh ta cũng nghe nói Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong đang gia tăng thu nạp thế lực lưu lại của Diệp Thiên Nam, chờ sau khi anh ta nhậm chức, nghênh đón anh ta, sao có thể đem một tấm giấy trắng quẳng bừa bãi. Làm sao bây giờ, Đàm Quốc Thụy sau khi cân nhắc thiệt hơn, quyết định tự mình đến sân bay tiếp đón Hạ Tưởng. Con đường của mình, phải tự mình nắm giữ, anh ta phải nếm thử việc đi ra khỏi cảnh khốn cùng. Trước khi tới tỉnh Tương nhậm chức, phải dẹp thông mắt xích Hạ Tưởng. Nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, Đàm Quốc Thụy sẽ giả bộ quan sát xung quanh, còn định đặt điện thoại lại gần tai, sau khi nói vài câu với không khí, mắt thấy Hạ Tưởng dường như vẫn chưa để ý tới anh ta, sợ sẽ vụt mất cơ hội, anh ta vội vàng đi nhanh về phía trước, chặn trước lối đi của Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ, thực khéo quá, hạnh ngộ. Đàm Quốc Thụy làm bộ vô ý gặp được Hạ Tưởng, nhiệt tình mà chủ động giơ tay ra, còn giải thích nói. Vừa lúc một người bạn nói là sẽ bay chuyến bay đến thành phố Yến, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của anh ta, mới biết được anh ta nhất thời không đăng ký được, không nghĩ lại gặp anh, ha ha, nếu tôi tới không đón được người, coi như tiếp đón anh cũng tốt. Đàm Quốc Thụy ba phần nhiệt tình bốn phần giả bộ năm phần dối trá, giả mồm cãi láo. Anh ta nói dối, Hạ Tưởng chỉ chớp mắt cũng biết, bởi vì trên máy bay đã hết chỗ ngồi, không có một ghế trống. Cái gọi là nhất thời không đăng ký được là đòn gió, thật sự là bậc thang không sáng ý. Thật ra, cho dù Đàm Quốc Thụy chính mồm thừa nhận cố ý tới đón, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vinh hạnh hay bất ngờ. Vừa nghe tin Đàm Quốc Thụy bị điều động tới đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương, Hạ Tưởng liền hiểu Đàm Quốc Thụy bị buộc làm súng, hơn nữa còn là một cây súng lục. Đàm Quốc Thụy không thể phù chính ngay tại tỉnh Yến, Hạ Tưởng liền hiểu được, con đường thứ trưởng của Đàm Quốc Thụy bị kéo dài vô hạn. Từ phó chủ tịch thường trực tỉnh chuyển sang đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy thì trước giờ không phải không có, mà là sau khi thuyên chuyển, hơn phân nửa đều luẩn quẩn quanh vị trí phó bí thư tỉnh ủy, cho đến tận lúc lui ra mới thôi, rất ít khi có khả năng lại bay lên. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng Đàm Quốc Thụy chỉ sợ sẽ không may mắn trở thành người ngoại lệ. Hạ Tưởng chia tay tiếp nhận bàn tay đầy nhiệt tình của Đàm Quốc Thụy. Phó chủ tịch tỉnh Đàm, thật sự là hạnh ngộ. Chỉ thản nhiên ứng phó một câu, ánh mắt lại nhìn về phía đoàn xe ở xa xa. Vừa lúc có một nhóm bạn tới đón tôi nghĩ sẽ không làm mất thời gian của Phó Chủ tịch tỉnh Đàm. Đàm Quốc Thụy cảm nhận được thái độ không nóng không lạnh của Hạ Tưởng, trong lòng có chút ảo não, nhưng lại không có cách nào, anh ta và Hạ Tưởng vốn không có tình nghĩa, chẳng những không có tình nghĩa, còn có quá khứ rất không thoải mái. Hạ Tưởng tỏ vẻ lãnh đạm và hờ hững cũng là bình thường. Tuy nhiên đã muốn cầu Hạ Tưởng, Đàm Quốc Thụy cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn nói tiếp. Vừa đúng lúc tôi có chút việc muốn cùng chủ nhiệm Hạ nói chuyện, không biết chủ nhiệm Hạ có rảnh rỗi khoảng nửa giờ không? Từ sân bay ra nội thành phải mất một giờ, có chuyện gì quan trọng muốn nói, thời gian như vậy đủ rồi. Hạ Tưởng thấy Đàm Quốc Thụy có vẻ tha thiết, hắn rất khó tiếp tục lạnh lùng cự tuyệt người tới từ ngàn dặm. Và lại,
Hắn vừa rồi cũng có chút đắn đo, đối với dụng ý của Đàm Quốc Thụy khi tiến đến tiếp đón, hắn có thể đoán được một, nhưng không biết hai. Có lẽ, Đàm Quốc Thụy cũng là một cơ hội, chủ ý đã định, Hạ Tưởng liền làm ra vẻ gắng gượng nói. Được rồi, trước cảm ơn Phó Chủ tịch tỉnh Đàm đã yêu mến, phiền anh chờ một chút, tôi qua chào hỏi bạn bè một lát đã. Bành Vân Phong dẫn đầu đoàn xe thật ra đã sớm nhìn thấy Hạ Tưởng, vốn định ra tiến đón, nhưng không ngờ phát hiện Đàm Quốc Thụy đã ở đó, Bành Vân Phong cũng hiểu được, lập tức ngăn cản mọi người quấy rầy cuộc trò chuyện giữa Hạ Tưởng và Đàm Quốc Thụy. Chờ Hạ Tưởng chủ động đi tới trước mặt, mọi người mới tiến lại gần hắn, vẻ mặt tươi cười, lòng tràn đầy vui mừng, vây quanh Hạ Tưởng và Tào Thù Lê chật như nêm cối. Đứng giữa mọi người, Hạ Tưởng trong lòng ấm áp vô cùng, thật không muốn trở lại đồng hành với Đàm Quốc Thụy suốt một đoạn đường. Tuy nhiên, sau khi nghe Bành Vân Phong nói một việc, lập tức khiến Hạ Tưởng tạm thời đành từ bỏ ý niệm cùng mọi người ôn chuyện, xoay người trở về bên cạnh Đàm Quốc Thụy, ngồi chung một xe với Đàm Quốc Thụy. Sân bay Thường Sơn cách nội thành gần 40 km, trong đó có gần 30 km đường cao tốc có thể đi, Đàm Quốc Thụy lái xe chuyên dụng vững vàng trên đường cao tốc của sân bay, phía trước ngoại trừ có xe cảnh sát mở đường, còn có một vài chiếc ô tô sang trọng. Cả thành phố Yến chỉ có vài chiếc ô tô sang trọng đắt tiền như vậy. Tại hội nghị tỉnh ủy, trong cuộc họp chính miệng Phạm Duệ Hằng đã nói rằng nó đã trở thành biểu tượng cho thấy thành phố Yến đang dần dần thành đạt, tuy có thể xem như trò cười. Nhưng là chủ nhân của những chiếc xe này thì nhất định thực lực cũng không nhỏ. Cho tới tận hôm nay Đàm Quốc Thụy mới biết được, hóa ra đối phương là bạn của Hạ Tưởng. Phía sau cũng có vài chiếc xe ô tô sang trọng đi theo, đúng là tiền hô hậu ủng, chậm rãi, hợp thành một đội xe sang trọng nhất thành phố Yến. Bình thường đừng nói dân thường, ngay cả anh ta thân là phó chủ tịch thường trực tỉnh, muốn huy động trước sau để có một chiếc xe sang trọng như vậy trong thành phố Yến, cũng không có khả năng. Hạ Tưởng, lực ảnh hưởng của hắn tại thành phố Yến thật sự kinh người. Không, phải nói, phóng tầm mắt nhìn khắp tỉnh Yến, lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng chỗ nào cũng có. Cho dù anh ta làm quan nhiều năm tại tỉnh Yến, cũng không thể hoàn toàn thăm dò được Hạ Tưởng tại tỉnh Yến thật sự có thế lực lớn đến mức nào. Nếu là một so sánh không thỏa đáng, cho dù anh ta xuất ra quyền uy phó chủ tịch thường trực tỉnh của tỉnh Yến, cũng không chắc có được sức ảnh hưởng tiền hô hậu ủng của Hạ Tưởng đã rời khỏi tỉnh Yến một năm. Đàm Quốc Thụy thở dài, tâm tình như chìm tới mức thấp nhất. Bên đường, hoa màu trên đồng ruộng trên cơ bản đã thu hoạch xong, chỉ còn một vài cây ngô còn kiên trì đứng trong ruộng, kiên trì canh gác sau cùng. Ngẫu nhiên hiện lên một mảnh ruộng trồng lạc và khoai lang, khiến trong lòng Hạ Tưởng có cảm giác rất thân thiết. Sắp đến ngày gieo mạ mùa đông, hồi tưởng lại cảnh gieo mạ ở quê hương ngày trước, khóe miệng Hạ Tưởng lộ ra một nụ cười, sắp cùng ba mẹ đoàn tụ, trong lòng có chút ấm áp. Tào Thù Lê đã an bài rất tốt, định ngày kia năm nhà sẽ cùng sum họp tại thành phố Yến. Cô bé Lê trên phương diện cùng người khác kết giao và tình nghĩa qua lại, so với hắn mạnh hơn nhiều, một chút cũng không cần hắn phải bận tâm. Hơi thất thần, hắn muốn thu hồi tâm tư, thấy Đàm Quốc Thụy ngồi ở bên cạnh có chút ảm đạm, thầm nghĩ so với Diệp Thiên Nam, Đàm Quốc Thụy bất luận là sự sáng suốt về mặt chính trị hay kỹ xảo diễn, đều kém hơn rất nhiều. Cũng không biết cấp trên có người có tâm tư gì khi đem Đàm Quốc Thụy điều tới tỉnh Tương. Làm súng, Diệp Thiên Nam đã thất bại rời khỏi Tương Giang, hơn nữa một Đàm Quốc Thụy còn không bằng Diệp Thiên Nam, và lại Đàm Quốc Thụy ở Tương Giang cũng không có chút căn cơ. Xử lý Đàm Quốc Thụy, để anh ta tránh xa vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh. Quả thật, Đàm Quốc Thụy rời đến tỉnh Yến, ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh Lãnh Nhạc Thương tiến dần lên chức phó chủ tịch thường trực tỉnh, mà Khâu Tự Phong cũng thuận lợi. Từ một phó chủ tịch tỉnh bình thường được định ra từ ban đầu, không ngờ một bước tới hội nghị thường vụ, trở thành ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh. Thế cục tỉnh Yến, bởi vì Phạm Duệ Hằng từ chức, bởi vì Hồ Tăng Chu rời đi, hơn nữa Đàm Quốc Thụy tuyên truyền, mà phức tạp chưa từng thấy. Phó bí thư tỉnh ủy Hồ Tăng Chu cuối cùng đã có một bước đi đáng mừng, sắp tới đi tỉnh Tây đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, hoàn thành một lần vượt qua điểm mấu chốt nhất trong cuộc sống chính trị. Nói đến Hồ Tăng Chu hậu trường cũng không cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng trong gần 10 năm vẫn lên chức, coi như cũng thuận lợi, cố nhiên cũng bởi gần Hạ Tưởng và biết cách đối nhân xử thế, trong mấy lần đấu tranh chính trị khó hòa giải, ông ta làm nhân vật hòa hoãn tốt nhất mà khắp nơi đều công nhận, do đó thuận thế mà lên. Từ xưa tới nay, trong quan trường chưa bao giờ thiếu người may mắn, cuối cùng có thể không phạm phải thế lực khắp nơi tìm ra lối thoát, sau đó nhặt một bánh có nhân lớn.
Sau đó, chiếc ghế trống của Hồ Tăng Chu được Khúc Lễ Chí thay thế. Khúc Lễ Chí ban đầu là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Hắc Liêu, từ Hắc Liêu đến tỉnh Yên, từ trưởng ban tổ chức cán bộ chuyển lên đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy, xem như là một bước tiến. Nghe nói, Khúc Lễ Chí là do Chủ tịch Quốc hội đề cử. Bên trên, thế cục tỉnh Yên trong khoảnh khắc Hạ Tưởng bị rơi xuống, Hạ Tưởng cũng lờ mờ hiểu rõ có điểm chẳng lành, nhưng tới khi Bành Vân Phong nói lộ ra nội tình sâu bên trong tỉnh ủy, hắn mới bỗng nhiên kinh hãi, quyết định lập tức tiến hành mặt đối mặt nói chuyện với Đàm Quốc Thụy. Việc Phạm Duệ Hằng trước khi chuẩn bị từ chức, đột ngột đề bạt một đám thân tín, là vì trước khi giao ban, lần cuối cùng sử dụng quyền lực bí thư. Nếu loại bỏ Phạm Duệ Hằng bởi vì không thể bỏ qua sự bất mãn bên ngoài đang tăng nhanh, những gì hắn đã làm cũng không gì đáng trách. Trên cơ bản, từ bí thư huyện ủy đến bí thư thành ủy, lại đến bí thư tỉnh ủy, trước khi từ chức, đều đề bạt một đám thân tín của mình, đã là lệ thường trong quan trường. Ai cũng không thể chỉ trích được Phạm Duệ Hằng điều gì. Nhưng trong danh sách mà Phạm Duệ Hằng dự định đề bạt, nếu nói ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Tần Đường, Phó thị trưởng Lục Minh đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch cũng không có gì là đột ngột, tuy rằng quan hệ giữa Lục Minh Nam và Hạ Tưởng đó ở Tần Đường cũng bình thường, Hạ Tưởng đối với Lục Minh cũng không có ác cảm. Nhưng trong danh sách đề bạt của Phạm Duệ Hằng, thị trưởng Trương Trình Trương Quốc Vĩ lại được đề bạt lên đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Đan Thành, khiến cho Hạ Tưởng không khỏi giật mình. Mà bí thư thành ủy Chu Duệ Nhạc bị thuyên chuyển công tác tới làm bí thư thành ủy Trương Trình. Bởi vì bí thư thành ủy Chương Trình đã tới tuổi nghỉ hưu, một bước điều chỉnh này lại khiến Chu Duệ Nhạc bị tiếp đón đầy lạnh nhạt. Tốt thôi, chẳng những cố ý để bạt kẻ thù không đội trời chung Trương Quốc Vĩ từng bước một tiến tới cánh cửa bí thư thành ủy, còn khiến y đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Đan Thành, hành động này của bí thư Phạm rõ ràng là có ý tứ hàm xúc nhằm vào hắn. Nếu để bạt Trương Quốc Vĩ còn có thể miễn cưỡng coi là Phạm Duệ Hằng bỏ qua cảm nhận của Hạ Tưởng, nhưng đem Chu Duệ Nhạc từ Đan Thành nơi đang có nền kinh tế phát đạt điều tới Chương Trình nghèo nàn lạc hậu, chính là cố ý rồi. Phạm Duệ Hằng lẽ nào lại không biết Chu Duệ Nhạc là người của Hạ Tưởng? Còn có một điều nữa cũng khiến Hạ Tưởng càng thêm ngầm tức giận. Trần Thiên Vũ ở vị trí trưởng ban thư ký thành ủy Thiên Trạch cũng đã lâu, hắn còn chưa tính tới việc Phạm Duệ Hằng không nể mặt hắn mà giúp người thì thôi, còn muốn đem Trần Thiên Vũ điều tới thành phố Chương Trình, tiếp tục đảm nhiệm trưởng ban thư ký thành ủy, chẳng phải đã có chút ức hiếp người rồi. Trần Thiên Vũ là người của hắn, với lực ảnh hưởng và mạng lưới quan hệ của hắn tại tỉnh Yên, lúc Phạm Duệ Hằng từ chức, không ngờ khắp nơi lại tìm mọi cách nhằm vào hắn, cố ý làm khó dễ người của hắn, cuối cùng là bàn tính gì đây? Sợ là đã bị ai đó sai khiến, phải tiến hành một lần càn quét thế lực của hắn tại tỉnh Yên trên phạm vi lớn. Theo báo cáo, có lẽ bí thư Phạm sau khi từ chức, sẽ có một đãi ngộ không tồi đối với cuộc sống lúc tuổi già. Đây là một phương pháp hoàn toàn sai lầm. Bành Vân Phong nói cho Hạ Tưởng biết, ngày hôm qua, Phó Chủ tịch tỉnh Đàm cố ý chủ động vào văn phòng anh ta, giải thích với anh ta một hồi, nói ra dự định ban đầu về kế hoạch nhân sự còn chưa có công bố ra bên ngoài của bí thư Phạm. Sau khi nghe được anh ta nhạy bén ý thức được, Phó Chủ tịch tỉnh Đàm là ném đá giò đường, tỏ ra thiện ý, là vì muốn giành được thiện cảm của Hạ Tưởng, đổi lấy sự báo đáp sau này của Hạ Tưởng. Cho nên, lúc ở sân bay, anh ta vừa nhìn thấy Đàm Quốc Thụy tiến đến tiếp đón Hạ Tưởng, đã lập tức nói cho Hạ Tưởng biết tất cả những điều này. Bành Vân Phong là người thân tín nhất của Hạ Tưởng, được Hạ Tưởng tán thưởng. Không ai có thể hiểu rõ Hạ Tưởng hơn anh ta, bao gồm Từ Tử Kỳ, Tăng Trác, Đô Viễn cũng không đuổi kịp anh ta đối với Hạ Tưởng có tâm tư nghiền ngẫm sâu như vậy. Nếu trong những người thân tín chỉ chọn ra một người đi theo đi cùng, Hạ Tưởng xác định chỉ tuyển Bành Vân Phong. Cho nên Bành Vân Phong nói một câu, mới có cảnh tượng Hạ Tưởng lập tức trở lại ngồi trên xe chuyên dụng của Đàm Quốc Thụy. Sau khi lên xe, Đàm Quốc Thụy rất thông minh, vấn đề gì cũng không nói, lại dứt khoát nói ra việc Phạm Duệ Hằng tìm gã thảo luận điều chỉnh nhân sự. Trong giai đoạn hiện giờ, Phạm Duệ Hằng ở tỉnh ủy tỉnh Yên, hoàn toàn tín nhiệm Đàm Quốc Thụy. Hắn không nói lời nào, vào trong xe liền trầm mặc. Nếu là Diệp Thiên Nam, nhất định sẽ có vài lời dạo đầu đầy rườm rà, sau đó mới cố ý đề cao diễn thuyết. Cuối cùng mới có thể nói ra vấn đề chính, sau đó còn có thể bổ sung một chút rằng hành động này của ông ta là mang ý nghĩa chính trị. Đàm Quốc Thụy tuy rằng có sự giống nhau với Diệp Thiên Nam ở mặt đều có hùng tâm bừng bừng, tuy rằng anh ta và Diệp Thiên Nam giống nhau từng là địch thủ của Hạ Tưởng, nhưng anh ta dù sao cũng không phải Diệp Thiên Nam,
nên cách đối nhân xử thế sự cũng có sự bất đồng và khác biệt hơn so với Diệp Thiên Nam. Không thể không nói, Đàm Quốc Thụy quả thật là một cơ hội. Hạ Tưởng nghĩ trong lòng, Đàm Quốc Thụy mới bắt đầu đã đưa cho hắn một phần hậu lễ như vậy, cũng không phải là thay đổi quá lớn. Bởi vì, hắn biết Đàm Quốc Thụy tặng lễ tới cửa, lại chủ động nghênh đưa, đối với hắn chắc phải có điều muốn nhờ vả, chắc chắn là liên quan tới việc Đàm Quốc Thụy sắp rời khỏi tỉnh Yến. Anh ta đã không còn chút lực ảnh hưởng nào đối với cục diện chính trị tỉnh Yến. Bằng không với vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh, ở hội nghị thường vụ cũng là một lá phiếu quan trọng. Tuy nhiên, đi trước một bước, biết hướng đi tiếp theo của Phạm Duệ Hằng, đối với Hạ Tưởng mà nói cũng đặc biệt quan trọng, có thể sắp xếp mà đối phó. Đương nhiên, Đàm Quốc Thụy đã đưa lễ vật, hắn cũng phải có gì trả lại. Phó chủ tịch tỉnh Đàm, không, hẳn phải là bí thư Đàm, đợi sau Quốc Khánh gặp lại ở Tương Giang, tôi nhất định sẽ tiếp đón anh. Hạ Tưởng chủ động chia tay ra, tuy nói Đàm Quốc Thụy cùng thứ bậc với hắn, nhưng sau một hồi nói chuyện như vừa rồi, hắn rõ ràng đã nắm giữ thế chủ động. Đàm Quốc Thụy ở trước mặt hắn, bị khí thế của hắn ép tới không còn chút tự tin nào. So với Diệp Thiên Nam, Đàm Quốc Thụy không phải là một đối thủ ngang hàng, nói không chừng ngược lại có thể nhờ vào lực lượng của gã. Hạ Tưởng không phải không có vài ác ý, cũng không biết người đem Đàm Quốc Thụy điều tới tỉnh Tương, là muốn đem Đàm Quốc Thụy làm súng, hay là chỉ muốn xem anh ta là thứ bỏ đi có cũng được không có cũng được. Hoặc là Đàm Quốc Thụy cũng ý thức được mùi vị bị vứt bỏ, trước tiên cảm nhận được nước Tương Giang sâu, cho nên mới có hành động ngày hôm nay. Sau khi ô tô dừng được một lát, Hạ Tưởng xuống xe, bắt tay từ biệt Đàm Quốc Thụy. Đàm Quốc Thụy xuống xe đưa tiễn, tươi cười đầy chân thành và thân thiết, cảm giác giống như anh ta và Hạ Tưởng là bạn tốt từ nhiều năm vậy. Một lần nữa Hạ Tưởng quay trở lại xe Bành Vân Phong. Câu mà Hạ Tưởng nói đầu tiên là: Vân Phong, anh ở vị trí trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân cũng đã một thời gian dài, có muốn được điều động tới nơi khác hay không? Bành Vân Phong bỗng chốc căng thẳng đến mức muốn ngừng thở. Anh ta hiểu rõ, chủ nhiệm Hạ ở trước mắt đã rời khỏi tỉnh Yến đã hơn một năm, nhưng lực ảnh hưởng của hắn tại tỉnh Yến vẫn không người nào có thể đuổi kịp. Ở tỉnh ủy, chẳng những chủ tịch tỉnh rất tín nhiệm, ngay cả bí thư tỉnh ủy Cao Tấn Chu cũng vô cùng mật thiết, cũng như với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Vương Bằng Phi, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trương Kiềm, bí thư thành ủy thành phố Yến Vu Phồn Nhiên, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tiếu Viễn Tâm cùng với ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh Khâu Tự Phong đều có giao tình không tồi. Thật sự là một nhân vật có thực quyền nhất quản lý hành chính tại tỉnh Yến cũng như cơ cấu cán bộ tại tỉnh Yến. Có lẽ nên mở một cuộc họp lớn tại tỉnh Yến. Hạ Tưởng nói rất thản nhiên, đã có thể khiến tim người ta đập loạn nhịp. Tôi mới rời khỏi tỉnh Yến một năm, có vài người cho rằng lời nói của tôi không có trọng lượng, tôi không chủ động ức hiếp người khác, nhưng không thích người khác ức hiếp tôi, cho dù là người của tôi cũng không được. Hôm nay là ngày nghỉ dài hạn đầu tiên của Quốc Khánh. Nói chung, đối với các cấp lãnh đạo đảng và chính quyền lại là thời điểm bận rộn nhất, cho nên Tề Á Nam và Lý Thấm nhất trí cho rằng, Hạ Tưởng hẳn là vẫn còn ở Tương Giang. Hai ngày trước, Hạ Tưởng gọi điện thoại cũng không có rõ ràng cụ thể là bao giờ sẽ trở về, cũng nói rõ là bọn họ không cần đi đón. Tề Á Nam không nghĩ nhiều, bởi vì anh ta trước sau đều nghe theo lời Hạ Tưởng nói. Lý Thấm cũng tin là thật, cô gặp không chỉ đủ thậm chí còn thừa chuyện thuận lợi. Thành phố Yến tuy rằng không phải thành phố của du lịch, nhưng mấy ngày Quốc Khánh cũng là thời kỳ khách sạn bận rộn nhất, Tề Á Nam bận rộn nghênh đón, Lý Thấm đúng lúc gần đây không có việc gì làm, nên đã tới tập đoàn Tề Thị để hỗ trợ. Tập đoàn Tề Thị nổi danh nhất là tòa nhà Tề Thị nằm trên đường Hoa Dụ và đường Hoa Trung, là nơi tấp đất tấp vàng, cũng là khách sạn xa hoa nhất ở thành phố Yến, không chỉ có một, lúc Lý Thấm tại thành phố Yến, hơn phân nửa thời gian đều ở tại tòa nhà Tề Thị. Trên lầu luôn có sẵn phòng cho cô lưu lại. Đối với Lý Thấm một người luôn cảm thấy công việc bị vây quanh mà nói, sống tại khách sạn so với ở căn hộ lại cho cô cảm giác thoải mái hơn. Tề Á Nam đối với Lý Thấm gần như là ngoan ngoãn phục tùng. Ai bảo anh ta quá yêu Lý Thấm? Lý Thấm chẳng những xinh đẹp, còn là một người phụ nữ xinh đẹp hiếm thấy. Bình thường, lúc giải trí, trong thang máy, thì người mẫu điện ảnh và truyền hình mới là nơi tập trung nhiều người đẹp. Người đẹp mà có tố chất cao, bằng cấp cao và năng lực cao, người đẹp hiếm thấy như lông phượng sừng lân. Người đẹp hiểu kinh tế biết tài chính và có thể ở thị trường tài chính hô mưa gọi gió thì đã ít lại càng ít hơn. Rất may mắn, anh ta lại gặp được một người hiếm thấy đó.
Cho nên mặc dù Lý Thấm vẫn không muốn sinh con, vẫn không, an phận thủ gia, so với đàn ông còn có dã tâm lớn, chí hướng lớn, anh ta vẫn yêu tất cả của cô. Hơn nữa phải thừa nhận, sau khi Lý Thấm được gả vào Tề Thị, giá trị tài sản của tập đoàn Tề Thị phát triển trên một phạm vi lớn, chỉ một năm ngắn ngủn đã thu lợi vượt quá lợi nhuận của Tề Thị trong 10 năm. Cái này cũng chưa tính, Lý Thấm đã làm cho Tề Thị thu được lợi tức từ thị trường chứng khoán. Bởi vậy, Tề Đông Lai lúc đầu còn phản đối Tề Á Nam cưới Lý Thấm, về sau liền thay đổi ý kiến, còn khen Tề Á Nam có mắt nhìn người, vì Tề Thị cưới được một bảo bối biết lo chuyện gia đình. Đàn ông nuôi nhà, đàn bà lo chuyện gia đình, mới có thể khiến mọi việc hưng thịnh. Cũng không biết sao, quốc khánh năm nay, lượng khách tới tòa nhà Tề Thị so với năm trước tăng nhiều tới vậy. Hơn nữa, liếc mắt một cái cũng có thể thấy khách tới đều là những người có thân phận lai lịch lớn, không là quan thì cũng giàu có, đều rất vội vàng, sau khi làm xong thủ tục, lập tức xoay người rời đi, dường như có chuyện quan trọng muốn làm. Khách đến thành phố Yến phần lớn đều là khách du lịch, nên tất nhiên khách sạn sẽ không can thiệp, thậm chí sẽ không hỏi đến. Nhưng ở tòa nhà Tề Thị tuy rằng tại thành phố Yến có chút danh tiếng, trong vòng một ngày có một hai vị quan lớn quyền quý vào ở còn có thể lý giải, giờ lại liên tiếp 4-5 người trở lên, khiến cho Tề Á Nam cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì tòa nhà Tề Thị đều xác định không phải địa điểm khách sạn của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, bình thường rất ít khi tiếp đón cán bộ, huống chi hiện tại đang là quốc khánh. Cán bộ ở khắp nơi không ở lại khu vực của mình, mà đến thành phố Yến làm cái gì? Khẳng định không phải đến tỉnh ủy hoạt động, bởi vì những cán bộ có việc đến tỉnh ủy nói chung, phần lớn đều ở tại tỉnh ủy hoặc khách sạn của ủy ban nhân dân tỉnh, mới tiện cùng lãnh đạo cấp trên trao đổi. Nhưng hiện giờ bọn họ không hẹn mà cùng đến ở lại tòa nhà Tề Thị. Có phải bởi vì bọn họ có điểm gì giống nhau hay không? Hoặc là nói, là vì cùng một việc. Tề Á Nam từ sau khi quen biết Hạ Tưởng, cho rằng về mặt chính trị thì mình nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Anh ta do dự một lát, nhờ tổng đài đem danh sách những khách đã đăng ký hôm nay đưa lên cho anh ta một bản. Sau khi danh sách được chuyển vào trong máy tính của anh ta, Tề Á Nam còn chưa ý thức được một sự kiện trọng đại sắp phát sinh ngay dưới mắt anh ta. Anh ta không chút hoang mang pha một ly cà phê, sau đó vừa quấy cà phê, vừa chậm rãi mở máy tính, cẩn thận thưởng thức hương vị cà phê thuần khiết. Uống cà phê cũng là thói quen sau khi cưới Lý Thấm mới có. Trước kia, anh ta thích uống trà, sau đó anh ta mới bắt đầu mở danh sách. Tiếp đó, một chuỗi dài những cái tên nhảy vào tầm mắt của anh ta. Phần lớn trong đó anh ta đều không biết, xa lạ như người qua đường. Sau khi xem qua mười mấy tên, Tề Á Nam có chút chế nhạo hỏi mình có phải rất nhàm chán hay không, nhàn tới mức lịch sự tao nhã ngồi coi lai lịch của khách trọ. Đang lúc anh chuẩn bị tắt đi, bỗng nhiên, một cái tên quen thuộc chợt hiện ra trước mắt. Nói là quen thuộc, thật ra anh ta cũng không biết người này, nhưng đã nghe Lý Thấm nói qua không chỉ một lần. Cho dù Lý Thấm không nói, anh ta cũng sẽ nhớ kỹ. Bởi vì Từ Tử Kỳ không phải là người ngoài, là thư ký của Hạ Tưởng ở Tần Đường, cũng là người mà Hạ Tưởng cố ý bồi dưỡng. Hiện giờ Từ Tử Kỳ là bí thư huyện ủy ở một huyện ở Tần Đường, Quốc Khánh lại không ở huyện ủy, không trở về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Sao lại tới thành phố Yến, còn ở tại tòa nhà Tề Thị? Nhìn xuống chút nữa, anh ta lại thấy một cái tên càng quen thuộc hơn, Chu Duệ Nhạc, đường đường là bí thư thành ủy thành phố Đan Thành. Tề Á Nam đương nhiên có nghe qua đại danh Chu Duệ Nhạc, tuy rằng không có trực tiếp gặp, nhưng anh ta cũng biết rõ Chu Duệ Nhạc cũng là một người trong đội ngũ của Hạ Tưởng. Xuống thêm chút nữa là Trung Nghĩa Bình, hiện là bí thư huyện ủy huyện Cảnh. Xuống chút nữa là Bành Dũng. Trước là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh, do sự cố ở huyện An bị tuyên chuyển tới Đan Thành đảm nhiệm chức phó thị trưởng. Xuống chút nữa là Hồ Thư Dương, cục trưởng cục đất đai ở Tần Đường. Còn có trưởng ban thư ký thành ủy Lương Thu Duệ, trưởng ban tuyên giáo phó Hiểu Bân, phó cục trưởng cục công an thành phố Thiên Trạch Lưu Nhất Cửu của thành phố Tần Đường. Tề Á Nam nghẹn họng nhìn chân chối, đã quên mất bị bỏng rát đầu lưỡi của ngụm cà phê ngậm ở miệng, mà nuốt xuống. Ban ngày, tòa nhà Tề Thị hội tụ mười mấy người quan lớn có trọng lượng có lực ảnh hưởng từ cấp cục trở lên ở trong tỉnh, tương đương với một lần hội nghị liên tịch toàn bộ tỉnh quy mô nhỏ. Mọi người nhìn có thể không liên quan, trên thực tế bọn họ có một gắn kết chung, Hạ Tưởng. Đúng, chỉ có chủ nhiệm Hạ tại tỉnh Yến mới có lực ảnh hưởng kinh người đến vậy. Người chưa đến tin tức đã tới trước, khiến vô số người từ khắp nơi của tỉnh Yến chen chúc đến đây,
chỉ vì một mục tiêu chung, đoàn kết với chủ nhiệm Hạ. Nếu Tề Á Nam biết được vài ngày sau còn một cuộc họp long trọng quy cách rất cao diễn ra ở tòa nhà Tề Thị, anh ta khẳng định sẽ khiếp sợ cùng vui sướng bất ngờ mà té xỉu mất. May mắn là anh ta cho tới bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả, cũng may mắn là trải qua vài ngày sau khi tiếp xúc và bận rộn, khiến anh ta cuối cùng mới không có thất thố và kinh khiếp, bình tĩnh hơn rất nhiều đối mặt với việc lấy thân phận của anh ta có lẽ cả đời cũng không thể gặp mặt quan lớn. Như vậy phần đông cán bộ trong ngày đầu tiên của Quốc Khánh đều tề tụ ở thành phố Yến, và không hẹn mà cùng vào ở tòa nhà Tề Thị, khẳng định là vì gặp mặt Hạ Tưởng. Nhưng chủ nhiệm Hạ không phải còn chưa trở lại thành phố Yến. Trong nháy mắt Tề Á Nam bỗng nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên vỗ đầu, bất đắc dĩ cười. Đều do anh ta quá tín nhiệm Lý Thấm, mà Lý Thấm cho rằng đạo lý đối nhân xử thế rất đơn giản. Chủ nhiệm Hạ hàm xúc nói, không muốn quấy rầy anh ta và Lý Thấm đi đón. Lý Thấm lại tin là thật. Mà anh ta cũng không nghĩ sâu. Sai lầm, thật sự là một sai lầm lớn. Tay Tề Á Nam run lên, ly cà phê đổ vào chiếc máy tính vừa mới mua hơn 20.000 tệ, một làn khói nhẹ bốc lên, máy tính bị cà phê đổ vào, đã hoàn toàn hỏng. Anh ta cũng không thèm liếc mắt nhìn máy tính, cũng không có cảm giác đau lòng. Không phải anh ta có nhiều tiền mà không quan tâm đến mấy chục ngàn, mà là bởi vì trong lòng hưng phấn và chờ mong. Anh ta cầm điện thoại lên phân phó xuống. Những khách mà tôi chỉ đích danh, đều đãi ngộ như khách quý, miễn phí toàn bộ chi phí. Sau đó lập tức gọi điện thoại tới di động của Tiêu Ngũ. Anh Ngũ, chủ nhiệm Hạ có phải tới thành phố Yến rồi hay không? Giọng Tề Á Nam có vẻ rất sốt ruột, anh ta và Tiêu Ngũ hiện tại rất tâm đầu ý hợp. Gần một năm nay, Tiêu Ngũ vẫn ở tại thành phố Yến, không đi cùng Hạ Tưởng xuống phía Nam. Tiêu Ngũ ngay thẳng khí khái rất được anh ta thưởng thức. Đã đến thành phố rồi, Á Nam, lãnh đạo không muốn kinh động tới nhiều người. Anh cũng biết tính tình lãnh đạo, không thích bị nhiều người chú ý. Tuy nhiên, vẫn có không ít người tới. Tiêu Ngũ nói rất khẽ, anh ta đang ngồi ở ghế trước cùng xe với Hạ Tưởng. Lãnh đạo hiện giờ phải về nhà, cơm trưa sẽ do anh thu xếp, vậy được không? Được, được, thật tốt quá. Tề Á Nam cảm động. Liên tục cảm ơn. Cảm ơn anh Ngũ, đúng là người anh em tốt. Tiêu Ngũ cười ha hả. Vậy không phải quá khách khí sao? Không phải tôi đã nói trước rồi, có nhiều người lắm, anh mà tới chắc sẽ mệt, nên mới tự mình sắp xếp cho thỏa đáng. Lãnh đạo đối với người phía dưới rất khoan dung, nhưng chúng ta cũng không thể làm mất thể diện lãnh đạo, có phải hay không? Anh Ngũ, nếu tôi có làm gì sai lầm, anh cứ tới đánh vào mặt tôi. Với năng lực của Tề Á Nam vì tiếp đãi một nhóm người của Hạ Tưởng, đã gần như hưng phấn mà giơ chân. Sự vinh quang và tín nhiệm như vậy, anh ta có thể không cẩn thận tự mình ra tay. Lại nghĩ tới những người vừa tới ở trong khách sạn, anh ta nhỏ giọng nói ra tin tức kinh người. Anh Ngũ, có không ít người đến khách sạn, có Chu Duệ Nhạc, Bành Dũng, Lương Thu Duệ. Tề Á Nam cảm giác trí nhớ mình trước nay không có tốt, một hơi đọc ra tên của mọi người. Tiêu Ngũ rất kiên nhẫn, nghe xong, thần bí mà cố hạ thấp giọng cười nói. Không phải tôi nói anh, Á Nam, họ đều là công chức do Lý Thấm an bài. Anh hiện tại mới biết được, chứng tỏ anh ở trước mặt em dâu, thật đúng là có ba phần nhường cô ấy. Ha ha, chuyện của nó tôi luôn không muốn hỏi, là tôi tôn trọng. Không giống anh, sợ bà xã muốn chết, còn không biết xấu hổ nói tôi. Tề Á Nam và Tiêu Ngũ nói đùa một câu cho vui. Rồi vội ngắt điện thoại, thu xếp cho bữa tiệc liên hoan. Thật ra, Tiêu Ngũ thật sự đã hiểu lầm Tề Á Nam, cũng hiểu sai Lý Thấm. Quả thật Hạ Tưởng để cho Lý Thấm an bài cuộc tụ hội của thành viên tổ chức chính trị và kinh tế, nhưng chỉ thông báo với mấy người trung tâm, ai ngờ trong lúc vô ý tin tức bị lọt ra ngoài. Ví dụ như Bành Dũng, Lưu Nhất Cửu, Hồ Thư Dương, đều là sau khi biết được tin tức không mời mà tới. Chỉ vì mượn cơ hội đến gần Hạ Tưởng. Hy vọng tiến vào vòng tròn trung tâm của Hạ Tưởng. Nếu bọn họ được Hạ Tưởng nhận thức, cùng với những gì Hạ Tưởng đã làm, bọn họ nhận định, Hạ Tưởng chính là hy vọng duy nhất người duy nhất bọn họ có thể đi theo sau này. Ngay lúc Tề Á Nam vội vội vàng vàng tự mình an bài cho bữa tiệc, thì đoàn người Hạ Tưởng đã tiến vào nội thành, về tới ngôi nhà đã xa cách từ lâu. Còn chưa vào nhà, Hạ Tưởng đã nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Chủ nhiệm Hạ, ngày kia tôi sẽ đến thành phố Yến. Anh có thời gian không, chúng ta gặp mặt một lúc. Vừa mới kết thúc cuộc điện thoại của Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng còn chưa làm gì,
thì Ngô Tài Dương đã điện thoại tới. Hạ Tưởng, nghe Phó Tiên Phong nói, quốc khánh này sẽ phải tụ họp tại thành phố Yến. Được, đúng lúc ngày kia tôi có thời gian, đến nơi tùy cậu sắp xếp là được. Được thôi, hắn vừa mới quay lại thành phố Yến, còn chưa có nghỉ ngơi, mà mây khắp nơi đã di chuyển, sẽ có bão táp, cũng tốt, một lần tụ hội long trọng, vì bí thư Phạm sắp rời chức, phải tiễn đưa trước. Khu tập thể ủy ban xây dựng nằm ở phố Thủy Sản Tây, ở vào thành phố Yến hiện tại, tuyệt đối không tính là tiểu khu cao cấp, thậm chí ngay cả tiểu khu hạng trung bình cũng không bằng. Tuy rằng năm ấy bất luận là chất lượng hay diện tích đều là hạng nhất, nhưng với tình hình ngành bất động sản ngày càng phát triển mạnh, khu tập thể ủy ban xây dựng đã trở nên lạc hậu so với thời đại. Trước kia khu tập thể ủy ban xây dựng tập trung rất nhiều quan to, nhưng hiện nay chẳng còn mấy người. Dĩ nhiên, lúc đấy người có cấp bậc cao nhất là Tào Vĩnh Quốc. Từ khi Tào Vĩnh Quốc được thăng chức phó thị trưởng thành phố Yến, sau đó tiếp tục thăng quan tiến chức nhưng vẫn không chuyển ra khỏi khu tập thể ủy ban xây dựng. Nhưng mà sau này phòng còn đó, nhưng người thì không còn ở đó nữa, Tào Vĩnh Quốc sớm ra bên ngoài, Hạ Tưởng không ở tại thành phố Yến, Tào Thù Quân ở khu tập thể sở tài chính, căn phòng từng chịu giấc mộng của Hạ Tưởng đã trống không, ngoại trừ định kỳ có người tới vệ sinh thì đó chỉ là khoảng không vắng vẻ, không còn sức sống như năm đó. Tào Vĩnh Quốc tuy không ở tại khu tập thể ủy ban xây dựng, nhưng những người sống ở khu tập thể vẫn lưu truyền truyền thuyết về ông. Từ lúc chỉ là một cán bộ cấp sở của tỉnh, rồi một bước lên mây, cho tới bây giờ lên tới chủ tịch tỉnh Tây, người ở khu tập thể cứ mỗi khi nhắc tới ông lại có cảm giác hãnh diện, dường như Tào Vĩnh Quốc làm quan càng lớn bao nhiêu thì bọn họ được hưởng vinh quang bấy nhiêu. Tuy rằng hiện nay các tiểu khu xa hoa ùn ùn xuất hiện, khu tập thể ủy ban xây dựng gần như bị quên lãng, nhưng vẫn có không ít người xung quanh đến khu tập thể ủy ban xây dựng hỏi thăm tin tức về ngày trở về của Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tường, có người muốn ra giá mua phòng của Tào Vĩnh Quốc để lấy vận may từ phong thủy. Có người muốn tạo quan hệ, kết giao với Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng. Khu tập thể ủy ban xây dựng lưu truyền truyền thuyết của Tào Vĩnh Quốc, nhưng phần lớn là chuyện của Hạ Tưởng. Bởi vì nhắc đến lịch sử thăng chức của Tào Vĩnh Quốc cùng với vận mệnh mấu chốt của ông, nhất định phải nhắc đến sự xuất hiện của một nhân vật trọng yếu Hạ Tưởng. Thậm chí có người hiểu chuyện đã qua sự suy tính tỉ mỉ, toàn bộ làm theo một lần rồi cho ra một kết luận bất ngờ Tào Vĩnh Phúc sắp phải đối mặt chuyện để đó không dùng đến. Hạ Tưởng bất ngờ xuất hiện ở nhà họ Tào, yêu đương với Tào Thù Lê, từ đấy về sau không lâu, vận mệnh Tào Vĩnh Quốc nghịch chuyển kinh người, chẳng những không bị an trí, mà còn được tuyên chuyển về thành phố Yến đảm nhiệm chức phó thị trưởng, rồi còn tiến vào hội nghị thường vụ, từ nay về sau, con đường tài lộc của Tào Vĩnh Quốc vô cùng rộng mở. Đó là lý do khu tập thể ủy ban xây dựng lưu truyền truyền thuyết về Tào Vĩnh Quốc là chính, nhưng mọi người đều nói rằng bởi vì sau lưng cục trưởng Tào có một rể hiền. Ngay từ đầu, mọi người bàn tán cục trưởng Tào nhiều, trưởng phòng Hạ ít. Sau đó, bàn tán chủ tịch tỉnh Tào và thị trưởng Hạ số lần ngang nhau. Sau nữa, những lời nói về chủ tịch Tào dần dần ít hơn lời nói về chủ nhiệm Hạ, mà cho tới hiện tại, những người ở khu tập thể ủy ban xây dựng, chỉ cần có người đi qua khu này, đều sẽ chỉ tay lên phòng 301, khoe khoang. Chủ nhiệm Hạ trước kia sống ở phòng 301 này đấy, là quan lớn đi ra từ khu tập thể ủy ban xây dựng. Mặc dù trong cảm nhận của láng giềng ở xung quanh khu tập thể ủy ban xây dựng, chủ tịch tỉnh Tào so với chủ nhiệm Hạ vẫn là cấp trên, nhưng không ai không nhớ rõ, năm đó khi chủ tịch Tào vẫn là cục trưởng Tào, chủ nhiệm Hạ chỉ là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, so với cục trưởng Tào thuộc cấp sở, Hạ Tưởng còn kém xa vạn dặm, bởi lúc ấy hắn đến cấp phòng cũng chẳng phải. Mà nay chủ tịch Tào là bộ trưởng, chủ nhiệm Hạ là thứ trưởng, hơn 10 năm. Chủ nhiệm Hạ từ hai bàn tay trắng gần như đuổi theo kịp chủ tịch tỉnh Tào cả đời làm quan, tốc độ lên chức cực nhanh, thực tình có thể dùng hỏa tiễn để hình dung, mà theo như các nơi ở tỉnh Yến lưu truyền sự tích chủ nhiệm Hạ, thì lại là xuất thần nhập hóa, chỉ đá thành vàng, lại có thể dùng nét bút thần để hình dung. Thật sự là thần, chủ nhiệm Hạ sau đó vài năm có thể vượt qua chủ tịch tỉnh Tào. Con rể hơn cha vợ, chủ tịch tỉnh Tào khẳng định sẽ không thể không vui, mà còn vui đến cười tâu toét. Vậy mà còn nói, bắt nạt người già không bắt nạt người trẻ, mọi người không phải đoán, không bao lâu nữa, chủ nhiệm Hạ sẽ phủ chính thôi. Bí thư Hạ sang năm mới 35 tuổi, đã là thứ trưởng, mọi người nói anh ta về sau cấp quan sẽ cao cỡ nào. Giỏi, quá giỏi. Lần trước có một thầy bói đi ngang qua khu tập thể ủy ban xây dựng, thiếu chút nữa thì ngã lộn nhào, ông đoán thế nào? Ông ta nói khu này là chốn phong thủy trù phú,
mây sương bay lên, sau này ắt sẽ có nhân vật lớn. Còn nói có thần khí. Tôi thấy, có nhân vật lớn hay không thì chưa nói tới, dù sao có thần khí là khẳng định, nếu không làm thế nào có thể tạo ra một thần nhân. Thần nhân nào vậy? Hạ Tưởng. Vào lúc mọi người ở đây như thường ngày, nhàn rỗi lui tới một chỗ bàn luận sôi nổi, bỗng nhiên chú ý tới khu tập thể ủy ban xây dựng bình thường mà yên tĩnh, bỗng nhiên ồn ào náo động hơn nhiều, một chiếc xe ô tô đắt tiền tiến đến khu tập thể, có người ước chừng, phải hơn 10 chiếc xe, hơn nữa là xe ô tô đắt tiền mà ở thành phố Yến thường ngày khó gặp. Vô cùng khí thế, phô trương của cải, gần mười mấy năm qua có 102. Khu tập thể ủy ban xây dựng hiện tại không có quan to nào, chỉ còn lại một nhóm cán bộ công nhân viên chức lão thành làm việc ở ủy ban xây dựng năm đó, cấp bậc cao nhất chỉ là cấp cục, thế nên khu tập thể ủy ban xây dựng có dấu hiệu xuống dốc dần dần, những người già thỉnh thoảng ngồi lại cùng nhau, nhắc lại sự huy hoàng năm cũ, tán gẫu qua ngày. Cũng là lâu không có chuyện gì cho người ta bàn luận, đề tài cũ lặp đi lặp lại cũng trở nên nhàm chán, tất nhiên, nếu để cho bọn họ biết Tào Vĩnh Quốc sắp thăng nhiệm lên bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu, mà Hạ Tưởng lại trở lại tỉnh Yến, thay đổi cục diện, bọn họ ắt hưng phấn tột độ, tinh thần bát quái lại hừng hực như thiêu đốt, chỉ tiếc đối với những người cả đời quanh quẩn bên vòng ngoài của quan trường mà nói, chỉ có thể truyền tai nhau một ít tin đồn, không đến được tới chân tướng chốn quan trường thực sự. Nhưng ngay cả như vậy, cảnh tượng xuất hiện hôm nay, trong một thời gian rất dài, một lần nữa đã trở thành một đề tài thảo luận mãi mãi có ý vị không bao giờ chán của những người ở khu tập thể ủy ban xây dựng. Vô số những chiếc xe đắt tiền nối đuôi nhau vào, khiến cho cái sân của khu tập thể ủy ban xây dựng vốn không lớn trở nên chật ních. Có một người bước từ trên xe xuống, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng cuối thu, người đó hơi híp mắt, biểu hiện bình thản, vẻ mặt ôn hòa, mang nụ cười thản nhiên, ánh mắt dừng lại ở mỗi góc của khu tập thể, dường như là đứa con đi xa bao năm trở về quê hương. Thần sắc có nét lưu luyến, còn có một chút hưng phấn thản nhiên. Mặc dù đã một thời gian không gặp, nhưng nhiều người chỉ cần liếc mắt đã nhận ra người đó chính là nhân vật truyền kỳ mà cả khu tập thể trước nay vẫn lưu truyền Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa xuống xe, cửa trước của hơn 10 xe đều lần lượt mở ra, từ trên xe bước xuống vô số những nhân vật khiến người ta trông thấy mà thèm mà chỉ có thể ở nhìn thấy trên TV và tin tức truyền thông, không phải quan lớn quyền quý, chính là thương giới tinh anh, VV. Mỗi người đều là một tấm gương, đều là một truyền kỳ, tiêu biểu cô phải quyền thế mà chính là của cải. Nhưng nhân vật mới khiến người ta ngưỡng mộ, hiện giờ đều quay xung quanh Hạ Tưởng, với thái độ cung kính mà khiêm tốn, như các vì sao vây quanh mặt trăng, bảo vệ Hạ Tưởng ở bên trong, mọi người đều hướng ánh mắt về Hạ Tưởng, không phải kính sợ mà là kính yêu và ngưỡng mộ. Bởi vì bất luận là đại quản gia của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mà toàn bộ hệ thống Ủy ban Nhân dân tỉnh đều tốn kính ba phần. Thậm chí một số phó chủ tịch tỉnh cũng khách khí vài phần với trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Bành Vân Phong, hay đường đường là thị trưởng của một thành phố Trần Thiên Vũ, hoặc là chủ tịch Tôn Hiện Vĩ và Tiêu Ngũ của tập đoàn loại hình lớn số 1 số 2 hiện nay ở thành phố Yến. Tất cả mọi người đều có một điểm giống nhau, đó là sự sùng kính và cảm kích phát ra từ nội tâm đối với Hạ Tưởng ở ngay trước mặt họ. Không phải bởi vì Hạ Tưởng ở địa vị cao, mà bởi cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng, bởi vì nếu không có Hạ Tưởng, vốn không có Bành Vân Phong và Trần Thiên Vũ ngày hôm nay, cũng không có Tôn Hiện Vĩ và Tiêu Ngũ với sản nghiệp khổng lồ. Hạ Tưởng, ở đây chính là người chỉ đường dẫn lối cho mọi người. Hơn nữa mọi người càng rõ ràng hơn chính là, chưa từng có cuộc tụ hội quy mô lớn thế này, sẽ gây thành phương hướng phát triển trong một thời gian khá dài, là một lần kiểm duyệt và duyệt binh về thực lực và địa vị của từng người trong thể hệ của Hạ Tưởng, để xem mọi người có đủ tư cách gia nhập hệ thống trung tâm của Hạ Tưởng hay không. Trong đó, những người trong quan trường giống như Bành Vân Phong và Trần Thiên Vũ, càng rõ ràng hơn một điểm đó là, lần tụ hội này, có khả năng quyết định bước tiến trọng yếu tiếp theo của bọn họ, cuộc gặp gỡ trọng đại liên quan đến việc tiến hay lùi trên quan trường của họ tại tỉnh Yến, nên chẳng ai dám phớt lờ. Có vô số người dù bị đánh vỡ đầu cũng muốn chen vào hệ thống của Hạ Tưởng, cho dù ở vòng ngoài cũng được, mà những người đã vào được vòng ngoài lại muốn tiến vào trung tâm vòng tròn. Nhưng không ai không biết. Vị trí trung tâm vòng tròn dù sao cũng hữu hạn, chủ nhiệm Hạ không thể không có thái độ xa gần với nghìn nhân lực đã đưa vào hệ thống. Hoạt động trọng thể quốc khánh, sẽ là một lần hội họp lớn mở ra một thời đại mới, quyết định sự sắp xếp vị trí của những người trong hệ thống của Hạ Tưởng. Nhưng Hạ Tưởng lại không nghĩ nhiều như vậy, sau khi xuống xe, nhìn lại nơi ấy và những gương mặt quen thuộc, trong lòng xúc động khôn xiết.
Nước quê nhà, người quê nhà, đối với hắn khu tập thể ủy ban xây dựng luôn luôn là một nơi chứa chan tình cảm, bởi vì hồi đầu tuy rằng hắn mượn lực của Tống Chiêu Độ, nhưng trên thực tế cha vợ là khởi nguồn trên con đường của hắn, là sự trợ lực không thể thiếu. Cha vợ ngày mai mới đến, cũng là thời điểm đề xuất yêu cầu với cha vợ, khởi động toàn diện mạng lưới quan hệ tại tỉnh Yến, vì bảo vệ lực lượng trong hệ thống, mà đã đến thời điểm hành động. Ánh mắt dừng lại trên người của những người vây xung quanh, Hạ Tưởng mỉm cười, người đông quá, phòng của cha vợ dù có lớn, cũng không chứa được mấy chục người, liền bảo Tiêu Ngũ. Để Vân Phong và Thiên Vũ ở lại, còn những người khác thì đến tòa nhà Tề Thị trước đi. Mọi người mặc dù đều là nhân vật nhất Hồ Bá Ứng ở địa bàn hay trong ngành nghề của mình, nhưng Hạ Tưởng giọng điệu tuy nhẹ nhàng và lạnh nhạt, cũng không phải ngữ khí ra lệch, nhưng không có bất cứ ai có ý niệm phản kháng trong đầu, mọi người đều lần lượt quay đầu lại, trong nháy mắt đi không còn một ai. Mọi người vừa đi, láng giềng của khu tập thể ủy ban xây dựng mới dám tiến đến đây, chào hỏi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ai đến cũng không cự tuyệt, một chút làm cao cũng không có, ôn hòa mà thong dong bắt tay mọi người, ước chừng phải mất hơn nửa giờ mới thoát thân và đi lên lầu. Trong nhà mọi thứ đều như cũ, chỉ có điều vì lâu không có người ở nên có chút vắng vẻ. Mặc dù phần lớn mọi người đã đi về tòa nhà Tề Thị, nhưng trong nhà vẫn chen chúc đầy người, chút vắng vẻ bị xua tan bởi sự náo nhiệt lạ thường. Tào Thù Lê vội vàng đi đun nước tiếp khách, mọi người đều bắt tay vào làm không dám để chị dâu phải đụng tay, mặc dù cô bé Lê thực ra so với phần lớn người ở đây đều kém tuổi, nhưng mọi người ở trước mặt cô đều kính nể cô vài phần. Bỗng nhiên có người gõ cửa. Trần Thiên Vũ ở gần cửa nhất, vội đi mở cửa, rồi sợ ngây người. Chủ nhiệm Mã. Người tới chính là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm giám đốc sở công an, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Mã Kiệt. Mã Kiệt vốn có quan hệ với Tống Chiêu Độ, ông ta đầu tiên đến gặp mặt Hạ Tưởng, cho thấy sự bắt đầu về việc liên kết của thế lực các nơi mà trước nay chưa từng có ở tỉnh Yến. Sau khi Lý Bình Văn tạm rời cương vị công tác, Mã Kiệt tiếp nhận chức vụ ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy công an đồng thời kiêm nhiệm giám đốc sở công an tỉnh. Xếp hạng thứ 5 trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, là nhân vật thực quyền đang nắm quyền lớn thực sự. Cho tới nay, Mã Kiệt và Tống Chiêu Độ quan hệ vô cùng tâm đầu ý hợp, sau khi Tống Chiêu Độ rời khỏi tỉnh Yến, ông ta vẫn nằm trên chiến tuyến hệ thống công an, Hạ Tưởng coi như có thể trông cậy vào mạng lưới quan hệ của ông ta. Hơn nữa, Mã Kiệt và Tào Vĩnh Quốc còn là bạn chí cốt, quan hệ của Tôn Định Quốc với nguyên cục trưởng công an thành phố Yến cũng không tồi. Tôn Định Quốc đã đến tuổi về hưu, chí ích Phan đương nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng công an. Ông ta và Tôn Định Quốc là ứng cử viên cùng được chọn. Ông ta đối với Hạ Tưởng đối đãi như con cháu, đối với con đường thăng tiến của Hạ Tưởng hết sức vui mừng. Hôm nay nghe Tống Chiêu Độ nói Hạ Tưởng đã đến thành phố Yến, vừa hay ông ta đang ở khá gần, liền đến đây gặp. Nếu dựa theo xếp hạng đối chiếu, lấy thân phận của Hạ Tưởng là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, so với ông ta ở tỉnh ủy còn cao hơn rất nhiều, Mã Kiệt trong lòng hiểu rõ, tiền đồ của Hạ Tưởng là vô giới hạn. Nghe được tin Mã Kiệt đến đây, Hạ Tưởng cũng hơi kinh hãi. Trong tỉnh ủy tỉnh Yến, trong nhóm ủy viên thường vụ có quan hệ không tồi và có thể tư giáo với hắn, không bao gồm Mã Kiệt. Có lẽ là bởi vì Mã Kiệt đối nhân xử thế rất ngay thẳng, cái gì cũng phải có nguyên do của nó. Thế nên cho dù Mã Kiệt luôn luôn nhất trí với hắn trong những đại sự nhưng hai người qua lại cũng rất ít. Hạ Tưởng đang tính toán bên trong tỉnh ủy tỉnh Yến, lực lượng của một mình hắn có thể huy động rốt cuộc lớn cỡ nào, chỉ cần sơ sót Mã Kiệt, và không tính toán cả ông ta trong đó, không muốn vừa mới tiến vào đã có niềm vui bất ngờ. Hạ Tưởng nghênh đón ở cửa, thấy Mã Kiệt mặc vest thời trang, khoanh tay mà tiến đến, rất nhẹ nhàng tùy ý, liền biết là cuộc gặp gỡ mang tính chất cá nhân, vội vàng đưa ông ta vào trong phòng. Bí thư Mã Hạ cố đến thăm, tôi vừa mới về thành phố Yến đã gặp được chuyện vui đầu tiên. Mã Kiệt ha hả cười. Nói như vậy, từ lúc chủ nhiệm Hạ trở về đây, việc vu hẳn không ít. Ánh mắt y đảo qua, dừng lại ở Bành Vân Phong và Trần Thiên Vũ, chủ động giơ tay qua. Trưởng ban thư ký Bành, thị trưởng Trần. Các anh đúng là tuổi trẻ dai sức, tay chân nhanh nhẹn, đã đến trước tôi rồi. Mã Kiệt nói chuyện khôi hài, Bành Vân Phong và Trần Thiên Vũ cũng không nói những lời lẽ khách sáo, liền không phân cao thấp mà nói vài câu vui đùa. Bành Vân Phong và Mã Kiệt coi như có chút quen biết, Trần Thiên Vũ và Mã Kiệt tiếp xúc không nhiều lắm nhưng cũng đã quen mặt.
Mã Kiệt cũng thấy rõ Bành Vân Phong và Trần Thiên Vũ là lực lượng do Hạ Tưởng bồi dưỡng ở tỉnh Yến, hơn nữa hai người quả thật cũng ở vị trí trọng yếu, đối với hai người cũng có chút khiêm nhường. Tán gẫu vài câu, nói đến Tào Vĩnh Quốc ngày mai trở về, còn nói chống chiêu độ khả năng không có thời gian trở lại thành phố Yến, không khí càng ngày càng hòa hợp, vừa lúc đến giờ cơm trưa, Bành Vân Phong quan sát thấy Hạ Tường nhếch mắt, lập tức hiểu ý liền nói nửa đùa nửa thật. Bí thư Mã vẫn ở trụ sở tỉnh ủy làm việc, ngẩng đầu thấy cúi đầu gặp nhưng tôi chợt nhớ ra chưa có dịp mời ông một bữa cơm, chẳng hay hôm nay sắp đặt không bằng nhân duyên, trưa nay chúng ta hãy cùng nhau mở tiệc. Nếu Bành Vân Phong chỉ nói như vậy, thành ý có nhưng độ mạnh yếu chưa đủ, Mã Kiệt có thể từ chối, nhưng Bành Vân Phong vốn chính là người có tâm tư trong sáng, sau khi lại rèn luyện ở vị trí trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh, càng ân tình thạo đời, bổ sung một câu. Tôi mạn phép có lời, kỳ thực hôm nay chủ nhiệm Hạ mời rượu bạn bè và khách, đều là những người muốn kết thành bạn tốt với nhau. Cuối cùng một câu ám chỉ ý tứ, hàm xúc rõ ràng, Mã Kiệt coi Hạ Tưởng như là bạn tốt, hơn nữa y cũng biết rõ sức ảnh hưởng kinh người của Hạ Tưởng tại tỉnh Yến, và việc kết giao với Hạ Tưởng đối với y mà nói là trăm cái lợi mà không có cái hại nào. Mã Kiệt hôm nay đến đây, chẳng qua là do Tống Chiêu Độ gọi điện, Tống Chiêu Độ nửa là đùa cợt nửa là thật sự, muốn y thay ông ta thăm hỏi Hạ Tưởng, y cũng có ý tiếp cận Hạ Tưởng nên mới có hành động này, không hề nghĩ là Bành Vân Phong thay Hạ Tưởng mời y dự tiệc, ít nhiều ngoài dự kiến của y. Hạ Tưởng mỉm cười, khẽ gật đầu, cũng nói. Chú Mã không cần khách khí, nếu không tôi sẽ gọi điện cho chú Tống nói rằng chú không thích hòa mình với người trẻ, không nên ép buộc. Ha ha, định tố cáo tôi à, Hạ Tưởng, cậu cũng không nên châm ngòi ly gián tôi và Chiêu Độ, quan hệ giữa tôi và ông ta đã được vài chục năm rồi. Hạ Tưởng một câu xưng hô thân thiết, bỗng chốc kích thích trong lòng Mã Kiệt, y mới ý thức được, cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi ở trước mặt, có quầng sang chói mắt, thực ra cũng có thể kết làm thân thiết. Tuy nhiên lại phải nói cho rõ, tôi rất mong muốn được hòa cùng với người trẻ tuổi. Một lời nói ra, khiến cho cuộc gặp gỡ hôm nay, lại nhiều thêm một vị quan to cấp phó tỉnh. Thực ra với sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng tại tỉnh Yến, có thể mời đến vài vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng một là hôm nay tập trung chủ yếu là bạn bè thân thích, là thành viên tổ chức chính trị và kinh tế, hai là dù sao cũng là ngày đầu tiên tụ hội, thời gian gấp gáp, không kịp mời những mối quan hệ quan trọng. Mã Kiệt không ngờ đến, xem ra phải cảm tạ Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng âm thầm bùi ngùi, Tống Chiêu Độ đã rời xa tỉnh Yến, tuy nhiên trên thực tế vẫn chú ý chặt chẽ mọi nhất cử nhất động bên trong. Sự xuất hiện của Mã Kiệt chắc chắn không phải do Tống Chiêu Độ thuận miệng mà nói, Tống Chiêu Độ cũng sẽ không rảnh rỗi đến độ hướng cho một gã ủy viên tỉnh ủy đến chào hỏi hắn, sợ là Tống Chiêu Độ nghe được hoặc đoán ra Phạm Duệ Hằng trước khi từ chức sẽ có hành động đáng ngờ. Bởi vậy, việc Mã Kiệt xuất hiện đã tạo một động lực cho hành động của hắn. Chấm, Hạ Tưởng dự đoán không sai, giữa Tống Chiêu Độ và hắn quả thật có độ ăn ý cao, mà sau đó Mã Kiệt cũng đặc biệt vui mừng đầu tiên cùng Hạ Tưởng đến gần, khiến hắn tiến thêm một bước đứng vững vàng tại tỉnh Yến và thu hoạch cũng rất phong phú. Trên đường đi tới tòa nhà Tề Thị, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc đã bố trí ổn thỏa mọi thứ, sáng mai đến thành phố Yến, chỉ đưa theo lái xe và thư ký, không có người ngoài. Biết được Hạ Tưởng và Mã Kiệt đang đi cùng một xe, Tào Vĩnh Quốc vui vẻ mà nói mấy câu với Mã Kiệt. Chuyện Tào Vĩnh Quốc sắp thăng chức lên bí thư tỉnh ủy Hắc Liêu, Mã Kiệt cũng nghe tin đồn thổi. Nhưng không dám xác định, dựa vào cấp bậc của ông ta, muốn hỏi thăm cũng có thể biết đại khái nhưng ông ta không muốn để tâm, cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên trò chuyện với Tào Vĩnh Quốc lại nhớ tới thời gian trước kia vẫn là trốn tâm tình tốt. Nghe xong điện thoại của Tào Vĩnh Quốc, Mã Kiệt cảm thấy quyết định hôm nay vô cùng chính xác, kết thân với Hạ Tưởng, chẳng những tương đương với trả cho Tống Chiêu Độ một ân tình, mà còn gián tiếp tiếp cận được Tào Vĩnh Quốc. Trước tiên không đề cập tới Tào Vĩnh Quốc có khả năng nhậm chức bí thư tỉnh ủy Hắc Liêu, chính là chỉ nhờ có Hạ Tưởng trẻ tuổi và thực lực, không chỉ là sức ảnh hưởng tại tỉnh Yến mà còn là ở toàn quốc, đều là vô số lý do mà ông ta nghĩ ra. Thế nên, Mã Kiệt không nén nổi tò mò thủ thỉ. Chủ nhiệm Hạ, tôi nghe loáng thoáng hình như chủ tịch tỉnh Tào có khả năng thay đổi vị trí. Đối mặt với sự dò xét của Mã Kiệt, Hạ Tưởng cũng không hề giấu giếm, cũng chút hàm ý. Phải mở hội nghị toàn thể lần thứ ba rồi. Cổ Thu thật muốn vào cục. Mã Kiệt lập tức hiểu ra mấu chốt vấn đề. Thông tin Cổ Thu thật vào cục, trong quan lớn cấp phó tỉnh, người biết cũng có nhưng cũng không nhiều,
không có mấy người như Hạ Tưởng có được sự thuận lợi trực tiếp tiếp xúc với cấp trên, càng không có mấy người có tư cách và thực lực tham dự vào cuộc đấu tranh chính trị ở tầng cao nhất. Hơn nữa sự việc của Cổ Thu thật là Tổng Bí Thư yêu cầu xuống, vẫn trong trạng thái nghiêm khắc giữ bí mật. Tất nhiên, không ít quan lớn cấp tỉnh và cấp bộ hiểu rõ, nhưng không ai nói ra. Có đôi khi, đãi ngộ chính trị không chỉ biểu hiện ở ô tô đắt tiền mà còn là quyền lực lớn hơn ở phía trên, còn biểu hiện ở chỗ trước một bước biết được quyết định then chốt của Trung ương. Nếu thuộc về đặc quyền của bản thân, chẳng ai đem quyền lực trao cho cấp dưới, nhưng với thông tin cơ mật trọng đại này, tất cả quan lớn cấp tỉnh và cấp bộ đều kín như bưng. Đề tài thảo luận của hội nghị toàn thể lần thứ 3 công khai ra ngoài là vấn đề nghiên cứu nông thôn, cũng không chính thức nhắc đến vấn đề nhân sự, Mã Kiệt cũng không nắm rõ nội tình. Hạ Tưởng chỉ khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến đối với vấn đề của Mã Kiệt, thật ra là tỏ vẻ thừa nhận nhưng lại lập tức chuyển hướng đề tài. Bí thư Mã, hôm nay tôi gặp được Đàm Quốc Thụy ở sân bay. Nếu như vừa rồi thấy Hạ Tưởng ngầm thừa nhận suy đoán là mọi thứ sắp phát sinh, khiến Mã Kiệt hơi kinh ngạc, như vậy Hạ Tưởng lại lần nữa nắm rõ tin tức, khiến cho ông ta giật mình kinh hãi. Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Yến đã hơn một năm, giờ quay lại tỉnh Yến chẳng những thanh thế lớn mà còn dường như đang chuẩn bị cho một ván cờ quan trọng, lần này đi dự tiệc hẳn là gặp đúng lúc. Đàm Quốc Thụy không phải là người đối phó với Hạ Tưởng, ông ta tìm Hạ Tưởng là có ý đồ gì? Hạ Tưởng không thừa nước đục thả câu, thẳng thắn nói ra vấn đề. Bí thư Mã, Phó Chủ tịch Đàm nói cho tôi biết, trước khi Bí thư Phạm chuẩn bị từ chức, có hành động lớn tại tỉnh Yến, trong đó có một chút điều chỉnh ảnh hưởng đến lợi ích của tôi nên tôi có chút bất mãn. Hạ Tưởng không phải chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến, nhưng hắn dù sao cũng là cấp phó tỉnh, lại bất mãn với việc điều chỉnh nhân sự và chỉ trích một vị đường đường là Bí thư tỉnh ủy, người khác nghe thấy có hơi chói tai. Thậm chí sẽ cho rằng Hạ Tưởng kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, nhưng khi Mã Kiệt nghe, Hạ Tưởng giọng điệu tuy nhạt nhưng lại có dũng khí và sự tin tưởng kiên định khi đối mặt với Phạm Duệ Hằng. Mã Kiệt trong lòng nhảy dựng lên, im lặng tính toán, lòng không khỏi thất kinh, trước kia vô tâm không để ý sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng tại tỉnh Yến, hiện tại cẩn thận nghĩ lại, đúng là khiến ông ta khiếp sợ tột đỉnh. Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Yến đã một năm có lẻ, hơn nữa đã không còn đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì ở tỉnh Yến. Nhưng sức ảnh hưởng và quyền phát ngôn đối với ủy viên thường vụ tỉnh ủy bên trong tỉnh Yến, thậm chí đến bí thư đảng ủy công an xếp hạng thứ 5 này cũng không sánh bằng. Bất luận Phạm Duệ Hằng xuất phát từ mục đích trêu chọc Hạ Tưởng hay không, Mã Kiệt có thể thấy rõ, bí thư Phạm sắp phải ra đi, vẫy chào tạm biệt đến nơi rồi, muốn chính mình được đề bạt thì đừng đụng vào ích lợi của Hạ Tưởng, chẳng lẽ lão ta ngu muội đến vậy? Mã Kiệt càng biết, Hạ Tưởng giáp mặt mà nói rõ cho ông ta một hàm nghĩa khác. Là muốn có một câu trả lời từ ông ta. Bởi vì sau khi Hạ Tưởng bày ra trận thế như vậy, một cuộc đối kháng là không thể né tránh. Mã Kiệt trầm giọng nói ra lập trường của mình. Bí thư Phạm có ý tưởng rất bình thường, nhưng không dễ lạc quan đó là, lực cản cũng sẽ rất lớn. Hạ Tưởng cười hài lòng, nói ra một câu khiến Mã Kiệt mở cờ trong bụng. Chú Mã, lát nữa tôi sẽ giới thiệu một vị lão lãnh đạo của tỉnh Yến. Chú gặp được ông ấy chắc chắn về sau sẽ cảm tạ tôi. Cách nói về vị lãnh đạo đầy thâm ý, Mã Kiệt bất chợt nghĩ tới một người, không khỏi vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ Hạ Tưởng mời ông ta đến thật. Vào ngày kỷ niệm 3 năm khai trương tòa nhà Tề Thị, chưa từng có cảnh tượng khách quý chật nhà như thế này, tất cả những người khách lui tới đều là những nhân vật rất lớn. Không cần nhắc đến Chủ tịch Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ và Thẩm Lập Xuân của mấy bất động sản lớn. Cũng không cần nhắc đến người nổi tiếng sáng lập ra siêu thị Phùng Húc Quang, thậm chí không cần nhắc đến bí thư thành ủy thành phố Đan Thành Chu Duệ Nhạc và thị trưởng thành phố Ngưu Thành Trần Thiên Vũ. Chỉ riêng sự xuất hiện của ủy viên thường vụ tỉnh ủy thành phố Yến, bí thư quận ủy quận Hạ Mã Giang Thiên, đã khiến cho Tề Á Nam vừa mừng vừa sợ. Cũng không phải do Giang Thiên cấp bậc rất cao, thân là ủy viên thường vụ thành ủy, tuy nhiên Giang Thiên và Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ cùng cấp, là cấp sở. Mà chủ yếu là vì Giang Thiên là nhân vật số một quận Hạ Mã mới nổi nhất của thành phố Yến, mà vô số xí nghiệp tranh nhau kết thân vốn không quen biết đã tìm thấy đối tượng. Kinh tế quận Hạ Mã đã đứng đầu toàn bộ khu này, hiện nay tấc đất tấc vàng không bàn, muốn được duyệt một khối đất hay xây dựng phòng làm việc, đăng ký công ty ở quận Hạ Mã đều khó như leo núi, bởi vì quận Hạ Mã đã quy định chế độ nghiêm ngặt. Trải qua vài năm phát triển, quận Hạ Mã kín người hết chỗ, kinh tế phồn vinh. Hơn nữa cũng bắt đầu buộc chặt chính sách, phòng ngừa bành trướng quá độ làm cho kinh tế bọt biển hóa.
Tập đoàn Tề Thị trước kia hồi Hạ Tưởng còn ủng hộ công việc, cũng đã tham gia xây dựng quận Hạ Mã, tiền lời cũng không tồi. Năm nay còn muốn tái khởi công một hạng mục ở quận Hạ Mã, nhưng không được chạm đến. Giang Thiên tuy biết ông ta là người của Hạ Tưởng, nhưng thái độ với ông ta vẫn ôn hòa như cũ. Tề Á Nam cũng không cảm thấy mất mặt, y cũng là biết rõ tâm tư của nhân vật chính trị, y quả thực là người của Hạ Tưởng nhưng Giang Thiên và y không có hiềm khích, không cần bán rẻ mặt mũi y. Nếu Hạ Tưởng không đến trước, sĩ diện của y trước mặt Giang Thiên cũng chẳng được mấy cân mấy lạng. Cho nên khi Giang Thiên vui vẻ xuất hiện trước mặt y, Tề Á Nam giật mình kinh hãi một lát, nhưng lập tức nhiệt tình tiến ra tiếp đón, tỏ vẻ hoan nghênh sự xuất hiện của Giang Thiên. Giang Thiên cầm tay Tề Á Nam nói rất chậm. Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với chủ nhiệm Hạ. Chủ nhiệm Hạ trở lại thành phố Yến trước hết là vì cuộc tụ hội tại tòa nhà Tề Thị. Á Nam, anh nhận được ân tình của chủ nhiệm Hạ, lòng tôi vô cùng vui mừng. Vỗ vai Tề Á Nam. Rất tốt, quận Hạ Mã trời đất rộng lớn lại có Tề Thị triển khai kế hoạch lớn. Bản kế hoạch lần trước anh báo cáo, khi nào thuận tiện, trực tiếp đưa đến văn phòng của tôi là được rồi. Tề Á Nam thiếu chút nữa mừng rỡ như điên, hồi lâu vẫn luôn làm phức tạp vấn đề khó của y bao lâu, vẫn khiến y do dự liệu có phải chủ nhiệm Hạ mở lời cứu nguy hay không, không ngờ chỉ vì chủ nhiệm Hạ tiếp đãi khách và bạn ở tòa nhà Tề Thị, đã lập tức khiến vô số xí nghiệp ở thành phố Yến đều vì sự công phá của Giang Thiên mà đổi lại lời nói sao. Sức ảnh hưởng của chủ nhiệm Hạ tại thành phố Yến, quả thật là ghê gớm. Tề Á Nam nào đâu ngờ rằng, Hạ Tưởng lựa chọn mở tiệc chiêu đãi khách và bạn ở tòa nhà Tề Thị hôm nay, mới chỉ là sự khởi đầu, nhưng mới khởi đầu cũng đã kinh động một ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Còn có cả một ủy viên quốc hội. Tề Á Nam cầm tay Giang Thiên, đang muốn tỏ lòng cảm kích, Giang Thiên lại buông lỏng tay y ra, lấy tay chỉ ra bên ngoài. Tôi đi nghênh đón chủ nhiệm Hạ một chút. Giang Thiên mặc dù đang xếp hạng chung ở ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng ông ta có tuổi trẻ. Hơn nữa thống trị được quận Hạ Mã gọn gàng, ngăn nắp, mà ai cũng biết rằng ông ta là thư ký đắc ý nhất của bí thư Trần Phong, bởi vậy tiền đồ Giang Thiên được định liệu như gấm. Mà Giang Thiên đối nhân xử thế không quá nhiệt tình, với ai cũng đều khá lãnh đạm, ít khi qua lại thường xuyên, có nhiều người còn nhận định Giang Thiên đối nhân xử thế ngạo mạn, luôn có thái độ trịch thượng. Hôm nay Giang Thiên thái độ khiêm tốn, giải quyết việc chung đều nhắc tới Hạ Tưởng, ánh mắt nhiệt liệt mà kính sợ. Khiến cho Tề Á Nam lại tiếp tục cảm than, chủ nhiệm Hạ thực như thần nhân vậy. Chẳng phải có người đồn rằng chủ nhiệm Hạ vốn là. Tề Á Nam đưa Giang Thiên đến bàn, cũng cố ý không chờ Hạ Tưởng, vội vàng đi sắp đặt yến tiệc. Hôm nay tổng cộng 74, 5 bàn, thành viên tổ chức kinh tế có thể tùy ý ngồi nhưng thành viên tổ chức chính trị sẽ chú ý xếp hạng, không thể có chút sai lầm, y không dám sơ suất, nếu chẳng may làm hỏng, sau này hắn đừng mơ được gặp lại chủ nhiệm Hạ. Quay người lại, Tề Á Nam lập tức sợ ngây người. Hai người đối diện đi tới, vừa nói vừa cười, tâm tình vô cùng cao hứng, nhận ra chính là cảnh lão hữu gặp lại vui sướng. Trong đó một người Tề Á Nam nhận ra, thương giới thành phố Yến không ai không biết Thành Đại Tài. Người còn lại thì vô cùng cường tráng, đầu bạc, toàn thân trông nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là trang phục đơn giản mà xa hoa, giơ tay nhấc chân lúc đó lộ vẻ kiêu ngạo nhưng làm cho người ta ngưỡng mộ sự quyền thế và sự uy nghiêm. Gương mặt mơ hồ có chút hiểu biết, lại không nghĩ ra nổi ông ta là ai, khiến Tề Á Nam cứ băn khoăn mãi. Nhưng y hiện tại không có tâm tư suy nghĩ danh tính nhân vật mà Thành Đạt Tài đích thân đón tiếp, y chỉ khiếp sợ sự xuất hiện của Thành Đạt Tài, bởi vì thành phố Yến thậm chí là toàn bộ tỉnh Yến truyền kỳ rằng thương giới kỳ tài Thành Đạt Tài hiện nay du rú trong nhà, sau khi đưa tập đoàn Đạt Tài trở thành đế quốc buôn bán khổng lồ, trên cơ bản đã lui về ở ẩn, rất ít tái xuất. Nói cách khác, người có tư cách đã kinh động được Thành Đạt Tài ra mặt, các nhân vật số một đều có mặt ở đây, hiện giờ tại thành phố Yến như mặt trời ban trưa, tập đoàn Tề Thị vốn không thể sánh bằng với tập đoàn Đạt Tài, Tề Á Nam thật sự kính nể Thành Đạt Tài, cho đến bây giờ vẫn cuồn cuộn như nước sông. Có thể nói, Thành Đạt Tài chính là thần tượng cả đời của Tề Á Nam. Không nghĩ hôm nay Thành Đạt Tài chẳng những hiện thân tại tòa nhà Tề Thị, lại còn vô cùng khách khí mang chút cung kính đối với một vị khách tôn quý. Khiến cho Tề Á Nam trong khoảng thời gian ngắn não dừng hoạt động. Y cũng biết, lấy danh nghĩa Hạ Tưởng mời Thành Đạt Tài không phải chuyện khó, nhưng vấn đề là người mà Thành Đạt Tài đang tươi cười đón tiếp là ai. Tòa nhà Tề Thị, trước nay chưa có vinh quang nào khiến Tề Á Nam hạnh phúc đến phát ngất như vậy. Đương nhiên y không có khả năng ngất, dù sao cũng là người quen giao tiếp,
Hơn nữa bên ngoài ồn ào náo động, mà y còn nghe được vị khách của Thành Đạt Tài nói lớn. Hạ Tưởng tới rồi, đi, chúng ta đi ra ngoài nghênh tiếp ông ta một chút. Với lại y còn chứng kiến, Giang Thiên phát hiện Thành Đạt Tài và khách quý, lập tức vẻ mặt kinh thiên động địa, nghiêng mình về phía trước, cung kính thốt lên. Xin chào Bí Thư Diệp. Ồ, hóa ra là ông ta, Tề Á Nam vỗ đầu, vẻ mặt gần như không thể che giấu, bởi vì trước mắt y là một cán bộ cấp bậc rất cao mà y đã gặp qua. Không đợi Tề Á Nam bước đến, một hàng mấy người đã tới bên ngoài tòa nhà, lúc này đoàn xe của Hạ Tưởng cũng đã đi vào và dừng lại, vô số người vây quanh tới, xếp thành hai nhóm, long trọng nghênh đón Hạ Tưởng. Nếu nói đám người Thiêu Ngũ, bao gồm cả Giang Thiên, xếp thành hàng bậc đón Hạ Tưởng trong phạm vi lễ nghĩa, Thành Đạt Tài và Diệp Thạch Sinh cũng tự mình ra nghênh đón Hạ Tưởng, chính là thể hiện nể mặt Hạ Tưởng. Thành Đạt Tài còn đỡ, dù sao cũng là nhân sĩ thương giới lại có danh tiếng, cũng không có cấp bậc chính trị, Diệp Thạch Sinh cũng đường đường là ủy viên quốc hội, tuy rằng sang năm về hưu, nhưng bây giờ vẫn còn tại vị, cũng là lãnh đạo cấp phó quốc, nhưng ông ta lại chấp nhận buông dáng, nâng cao thanh danh của Hạ Tưởng. Quả nhiên lời Hạ Tưởng nói với Mã Kiệt về vị lãnh đạo là chính xác, đúng là bí thư tiền nhiệm tỉnh ủy tỉnh Yến Diệp Thạch Sinh. Vài năm trước, Diệp Thạch Sinh từ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, lên thủ đô đảm nhiệm chức vụ ủy viên quốc hội, tuy rằng quyền thế không thể hiện nhưng ông ta vẫn là một trong số ít những lãnh đạo cấp phó quốc có thực quyền. Hơn nữa Diệp Thạch Sinh cũng không lộ rõ quan hệ thân thích với tổng bí thư, khiến ông ta trở thành một trong số ít nhân vật quyền thế ẩn mặt. Có lẽ người ngoài cũng không biết sức ảnh hưởng Diệp Thạch Sinh vẫn như cũ, không thể khinh thường, có lẽ trong mắt một số người, cho rằng Diệp Thạch Sinh trên cơ bản bị ép về hưu, đối với cục diện chính trị tỉnh Yến đã hoàn toàn mất đi quyền phát ngôn, sai cả 10 phần. Ấn tượng Diệp Thạch Sinh để lại cho không ít người ở tỉnh Yến là sự quyết đoán, kỳ thật khi gặp chuyện ông ta khá yếu đuối. Diệp Thạch Sinh cũng là người rất có tâm cơ, ông ta yếu đuối và nhượng bộ. Đều là vì bảo toàn mối quan hệ chặt chẽ giữa ông ta và Tổng Bí Thư. Cũng chính bởi vì Diệp Thạch Sinh dùng thủ pháp lấy lui vì tiến, sau khi ông ta để lại thanh danh ở tỉnh Yến, từ chức bí thư tỉnh ủy, còn vào thủ đô đảm nhiệm ủy viên quốc hội vài năm, so sánh với Cao Thành Tùng ngay cả danh tiếng cấp 3 hạ xuống, có thể nói cách biệt một trời. Diệp Thạch Sinh đến thành phố Yến, một là vì về lại chốn cũ, hai là vì ôn chuyện với Hạ Tưởng, dụng ý vô cùng sâu xa. Diệp Thạch Sinh cũng không nghĩ tới Hạ Tưởng hôm nay mở tiệc đãi khách và bản thanh thế lớn như thế, ông ta có phần bất ngờ, tuy nhiên người đã già, ở thủ đô lâu cũng chán, đi vào thành phố Yến nếu không náo nhiệt, chẳng phải mất đi phần thú vị. Bởi vậy ông ta chẳng những không cảm thấy không vui, mà còn vô cùng thoải mái. Chấm, Hạ Tưởng vừa xuống xe liền thấy người bị vây quanh ở bên trong Diệp Thạch Sinh và Thành Đạt Tài. Tính ra đã hơn nửa năm thậm chí một năm trời không gặp hai vị vừa là thầy vừa là bạn hữu, trong lòng hắn xúc động, đi nhanh về phía trước, vươn tay phải cầm thật chặt tay Diệp Thạch Sinh. Xin chào lão lãnh đạo, danh nhân tề tựu, tập hợp lại thành phố Yến, quả thực là việc may mắn cả đời người. Diệp Thạch Sinh cười ha hả, cởi mở mà vui vẻ. Tôi đối với nhân dân và thành phố Yến, trước sau có tình cảm sâu đậm, nghe tin Hạ Tưởng về lại chốn cũ. Tôi vội thu xếp quay về đây bằng được. So sánh với trước kia khi Diệp Thạch Sinh còn tại vị, hiện tại Diệp Thạch Sinh đã phóng khoáng hơn nhiều, tiếng cười của ông cuốn hút Thành Đạt Tài. Thành Đạt Tài và Hạ Tưởng bắt tay. Chủ nhiệm Hạ, bí thư Diệp đến thành phố Yến không báo trước, đến đây đột nhiên có một cuộc tập kích, có phải trước đó các vị đã bàn tính, cố ý khiến tôi bất ngờ. Hạ Tưởng cười nói. Đâu có, bí thư Diệp nói cho tôi biết. Trước tiên ông không muốn nói cho chủ tịch Thành, ông ấy muốn một mình thu du sông Hạ Mã, không nghĩ là nhân dân thành phố Yến đều còn nhớ rõ mình, tuy nhiên vừa đến thành phố Yến đã có người nhận ra. Một phen nói giỡn, khiến Diệp Thạch Sinh an lòng, người già rồi, niềm vui lớn nhất là có người còn nhớ rõ công trạng năm xưa của mình. Theo sau sự dẫn dắt của Hạ Tưởng, những người liên quan khác lần lượt đi vào tòa nhà. Màn che của một cuộc tụ họp sắp hé mở. Đột nhiên xuất hiện một nhân vật không tưởng được, ngoài dự đoán của mọi người, hiện ra giữa đám người, không biết là vô tình hay hữu ý, người đó còn tách đám người ra tiến đến nói chuyện cùng Hạ Tưởng và chất vấn Hạ Tưởng một phen. Không phải ai khác, chính là Phạm Tranh. Kỳ thật mà nói, Phạm Tranh xuất hiện ở cao ốc Tề Thị, quả thật là một chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng bất ngờ gặp được Hạ Tưởng, nhưng bất mãn đối với Hạ Tưởng, nên là cố ý làm như vậy. Phạm Tranh nghe theo lời của Phạm Duệ Hằng.
vẫn luôn học hỏi nghiên cứu ở Viện Khoa học Xã hội, làm ra vẻ như không hề để tâm đến việc làm quan, kỳ thật Phạm Duệ Hằng vẫn luôn ngấm ngầm mưu tính, muốn để cho Phạm Tranh đi theo con đường làm quan khác với những người khác, học nhiều thì thừa sức làm quan, đó là dự tính cả đời của hầu hết những người trong nước từ trước đến giờ, ra sức bố trí sắp đặt và thao tác vận hành mấy năm nay, cuối cùng cũng để Phạm Duệ Hằng nắm bắt được thời cơ. Phạm Tranh có cơ hội vào Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, hơn nữa còn có hy vọng trở thành một trong những thành viên của đoàn mưu sĩ. Phạm Duệ Hằng quá đỗi vui mừng. Phạm Duệ Hằng đương nhiên không phải là người không có đầu óc chính trị, ông ta đã nghiên cứu hướng đi của cục diện chính trị mấy năm gần đây, hiểu rất rõ cán bộ học thuật tương lai sau này sẽ dần dần chiếm được vị trí càng lúc càng cao trong cục diện chính trị trong nước. Vì vậy đừng thấy Phạm Tranh cứ lẩn quẩn phía ngoài quan trường, nhưng mài dao thì mới không tốn công chặt củi, ông ta tin rằng một khi thời cơ thuận lợi, Phạm Tranh có thể một bước lên trời, ở Viện Khoa học Xã hội, cũng sẽ có biên chế có cấp bậc, Phạm Tranh hiện giờ, cũng được hưởng đãi ngộ của cấp cục trưởng rồi. Nếu như Phạm Tranh có thể trở thành một trong những thành viên của đoàn mưu sĩ, thì có thể trực tiếp tiếp xúc với những nhân vật dẫn đầu của Trung ương, có thể trực tiếp lọt vào mắt của vài người cấp cao nhất, mai này có muốn thăng tiến, cũng dễ như trở bàn tay. Do đó, đừng thấy Phạm Tranh hiện giờ danh tiếng không có, địa vị cũng không cao, nhưng sớm muộn cũng có ngày vào được thủ đô, đợi khi ra được thủ đô, thì thiên hạ sẽ đều biết thôi. Ngay trước ngày lễ quốc khánh, Phạm Duệ Hằng đã lên thủ đô một chuyến, vốn là muốn có quyết định cuối cùng cho việc của Phạm Tranh, chuyện ông ta lui xuống đã định rồi, không thể nào thay đổi được, cũng từ bỏ ý muốn rồi, chỉ một lòng một dạ muốn tạo được tương lai sáng sủa cho con của mình. Bất ngờ lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nói là chuyện bất ngờ, kỳ thật hình dung nó là thời cơ thì thích hợp hơn. Bởi vì có người truyền đạt lại nói, nếu như trước khi ông ta từ chức có thể quét sạch thân tín của Hạ Tưởng, thế thì việc Phạm Tranh vào thủ đô và vào đoàn mưu sĩ, sẽ là chuyện đơn giản như gõ đinh trên ván gỗ mà thôi. Không chỉ như vậy, sau khi ông ta từ chức còn có thể vào thủ đô làm cố vấn cho một doanh nghiệp lớn nào đó của nhà nước, tiền lương cao thì không phải nói rồi, còn có thể phát huy sức ảnh hưởng và nhiệt huyết còn lại trong người ông ta. Ngược lại, thì rất khó nói rồi. Phạm Duệ Hằng hiểu rõ, có người xây dựng cho gã một con đường đầu cơ sinh lời, có đi hay không, tất cả là do bản thân gã. Trải qua hai ngày suy nghĩ, Phạm Duệ Hằng hạ quyết tâm, đi, phải đi, tại sao lại không đi chứ? Cớ sao lại vì Hạ Tưởng mà làm khó bản thân mình? Giao tình giữa ông ta và Hạ Tưởng cũng không sâu đậm lắm, mối quan hệ vốn không gần cũng không xa, nếu như bỏ qua thời cơ tốt lành này, thì quá đáng tiếc. Lại nói cho dù giao tình giữa ông ta và Hạ Tưởng có sâu đậm đi nữa, nhưng quan hệ có thân thiết, cũng không quan trọng bằng tiền đồ của Phạm Tranh. Tuy nhiên Phạm Duệ Hằng cũng biết Hạ Tưởng có một sức ảnh hưởng nhất định ở tỉnh Yến, quyết định áp dụng phương thức để bà đột xuất, trước tiên là ấn định người được tuyển chọn, sau đó để ban tổ chức ra phương án, sau đó ra sức đè bẹp tất cả các ý kiến phản đối, dùng bàn tay quyền lực của mình trực tiếp thao tác, làm cho nó trở thành sự thật. Dù sao ông ta sau này cũng phải quay lưng rời đi, thị phi đúng sai cứ để cho người ở lại phía sau bình luận phán xét, vẫn là cái lợi trước mắt quan trọng hơn. Phạm Duệ Hằng cũng biết việc làm này vô cùng mạo hiểm, làm không khéo sẽ bị hội nghị thường vụ bắt bỏ, đồng thời ông ta sẽ mất hết quyền hành. Bởi vì ông ta chỉ bàn bạc qua một lần với Đàm Quốc Thụy, những ủy viên thường vụ khác, còn chưa kịp tiếp xúc trao đổi với họ. Tuy nhiên xuất phát từ sự suy tính cẩn thận, ông ta vẫn là nói cho Phạm Tranh biết. Chỉ có điều Phạm Duệ Hằng không ngờ đến chính là, Đàm Quốc Thụy vừa quay lưng đã phản bội ông ta, không chút do dự mà cũng không hề chùn bước. Điều khiến Phạm Duệ Hằng càng không dám tin đó là, mới qua không bao lâu, lại có một thân tín bán đứng ông ta, không chỉ trực tiếp đem lại đả kích lớn cho ông, còn khiến sự tự tin của ông ta suy sụp. Phạm Duệ Hằng bí thư Phạm đáng thương. Giờ phút này đây vẫn chưa hay biết rằng ông ta sắp phải đối mặt với bão táp lớn nhường nào, lại phải dọn dẹp mọi thứ bằng cách nào đây. Phạm Tranh sau khi trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng, cũng ủng hộ cách làm của Phạm Duệ Hằng. Còn tỉ mỉ nghiên cứu Hạ Tưởng có thể sẽ có chiến lược để phản đối, đến cuối cùng có được kết luận, chính là đánh cho Hạ Tưởng trở tay không kịp, đợi khi hắn biết được thì đã quá muộn rồi, chưa kịp tổ chức lực lượng thì việc bổ nhiệm đã thông qua rồi, tin chắc rằng Hạ Tưởng cũng sẽ không làm gì được nữa. Phạm Tranh cũng có ý nghĩ xẹt qua trong đầu, cảm thấy cũng hơi có lỗi với Hạ Tưởng, dù gì cũng là bạn bè với nhau, nhưng nghĩ đến việc Hạ Tưởng thăng chức như bay, mà cậu ta là con trai của bí thư tỉnh ủy, bây giờ vẫn không chút tiếng tăm gì,
nghĩ vậy trong lòng liền bứt rứt không yên, cho rằng bản thân mình thế nào đi nữa cũng phải hơn Hạ Tưởng. Phạm Tranh cũng nghe nói hôm nay Hạ Tưởng trở về thành phố Yến, Hạ Tưởng không có thông báo cho cậu ta đương nhiên sẽ không chủ động đi tiếp đón. Đúng lúc Trương Quốc Vĩ và Lục Minh cũng đến hoạt động ở thành phố Yến, Phạm Tranh liền đích thân ra mặt tiếp đón, có lẽ là do cao ốc Tề Thị vô cùng xa hoa, có lẽ cũng là do cao ốc Tề Thị cách tỉnh ủy không gần cũng không xa, vừa hay không gây sự chú ý, Trương Quốc Vĩ và Lục Minh không hẹn mà cùng đều chọn vào ở tại tòa cao ốc Tề Thị này. Phạm Tranh đến cao ốc Tề Thị vốn là muốn bàn bạc cùng với Trương Quốc Vĩ và Lục Minh, không ngờ lại gặp phải Hạ Tưởng đang chiêu đãi khách khứa bạn bè. Cậu ta vốn tâm trạng vô cùng vui vẻ, nhưng lại vì hành động lộ liễu của Hạ Tưởng mà nhất thời tức giận. Tỉnh Yến vẫn là tỉnh Yến của Phạm Duệ Hằng, Hạ Tưởng đã sớm không còn làm quan ở tỉnh Yến nữa rồi, còn khua chiêng đánh trống phô trương thanh thế, buổi tiệc có các nhân vật chính trị như bí thư thành ủy và thị trưởng, bao gồm cả người trong giới công thương như Thành Đạt Tài, thậm chí còn có một gã ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư công an đảng ủy Mã Kiệt, hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Phạm Duệ Hằng còn chưa từ chức, chỉ cần một ngày còn ở tỉnh Yến, thì vẫn là nhân vật số một của tỉnh Yến, Hạ Tưởng là cái giống gì, rõ ràng là đang công khai chống đối bí thư tỉnh ủy, đúng là hành động đắc chí của kẻ tiểu nhân. Vốn dĩ Phạm Tranh cũng còn có chút áy náy đối với Hạ Tưởng, nhưng bởi vì buổi chiêu đãi của Hạ Tưởng tập họp quá nhiều những nhân vật chính trị cấp cao của tỉnh Yến và cả những người quan trọng trong giới công thương, nên cậu ta đùng một cái nổi nóng lên. Cơn giận của Phạm Tranh cũng chính là cơn giận của Phạm Duệ Hằng, bởi vì Hạ Tưởng âm thầm làm vậy thì thôi đi, vậy mà cố tình đánh trống khua chiêng phô trương thanh thế lại đi bày ra yến tiệc chiêu đãi khách khứa bạn bè, rõ ràng chính là khiêu chiến với người có quyền lực đứng đầu tỉnh ủy mà. Phạm Tranh không thể nhịn hơn được nữa, chen qua đám đông xông lên trước. Ngay thời điểm Phạm Tranh mất tự chủ xông đến trước mặt của Hạ Tưởng, sự nhạt nhẽo và thất vọng đột nhiên lóe lên trong mắt của Trương Quốc Vĩ, ông ta và Lục Minh đứng ở vòng ngoài. Cách Hạ Tưởng rất xa, tin chắc rằng Hạ Tưởng đang nổi bật giữa đám đông đó sẽ không để ý tới góc khuất ở phía đằng xa này, ở đây đang có một ánh mắt thâm độc và thù hận đang nhìn về phía hắn. Mặc dù Trương Quốc Vĩ thù hận Hạ Tưởng, hận đến nỗi muốn làm cho Hạ Tưởng chết mới thỏa lòng vui sướng, nhưng ông ta lý trí hơn Phạm Tranh, cũng nhiều kinh nghiệm về chính trị hơn là Phạm Tranh. Hành động xông thẳng lên trước của Phạm Tranh là một hành động không lý trí không khôn ngoan. Hạ Tưởng cho dù có quệ tương lên hò reo nhảy múa linh đình khắp nơi ở tỉnh Yến, đó cũng là do sức ảnh hưởng và mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng, chỉ cần có kẻ muốn lấy lòng, Hạ Tưởng có muốn mở một cuộc hội nghị thường vụ không hợp lệ ở tỉnh Yến cũng còn được nữa là. Có máu mặt có thể mời được các ủy viên thường vụ đến đó là một sự bản lĩnh, Phạm Duệ Hằng là nhân vật đứng đầu của tỉnh ủy thế thì đã sao? Có ai quy định là ủy viên thường vụ tỉnh ủy và các bí thư lẫn thị trưởng thành phố cấp dưới không thể có mối quan hệ qua lại với nhau chứ. Phạm Tranh quá kích động rồi. Một người không thể khống chế cảm xúc của mình, người mà để cho sự đố kỵ trong lòng chiến thắng lý trí, thì đó là người không thành thục. Trương Quốc Vĩ âm thầm lắc đầu, Phạm Tranh và Hạ Tưởng tuy tuổi tác tương đương nhau, nhưng so với sự điềm đạm vững vàng của Hạ Tưởng, còn kém xa lắm. Trong nháy mắt, thậm chí Trương Quốc Vĩ bắt đầu nghi ngờ kế hoạch điều chỉnh nhân sự của Phạm Duệ Hằng liệu có thuận lợi và thành công hay không. Lục Minh đứng sau lưng Trương Quốc Vĩ, nửa thân người bị che khuất bởi trụ cột phía sau của đại sảnh, hình như là không muốn để Hạ Tưởng biết được sự tồn tại của gã. Gã ta khác với Trương Quốc Vĩ, gã và Hạ Tưởng chưa xảy ra bất kỳ xung đột nào, vì vậy gã vốn không có ác cảm đối với Hạ Tưởng. Trái lại, gã còn rất khâm phục sự thăng tiến và năng lực của Hạ Tưởng. Ánh mắt của Lục Minh nhúng nhảy trên bóng của Trương Quốc Vĩ cả nửa buổi trời, cuối cùng lại dính chặt lấy Phạm Tranh. Thấy Phạm Tranh đã tách làn người ra xông tới trước mặt Hạ Tưởng, biểu hiện của gương mặt bởi vì tức giận mà méo mó đi, bởi vì căm hận mà biến sắc, lại nhìn về phía Hạ Tưởng, nụ cười không hề thuyên giảm, điềm tĩnh như cũ, gã không khỏi thầm nghĩ, người và người so sánh với nhau, chênh lệch quả thật quá lớn. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phạm Tranh nóng giận đùng đùng, là Hạ Tưởng biết rằng, sách lược của hắn có hiệu quả rồi. Đương nhiên, Hạ Tưởng không biết cách thần cơ diệu toán, cũng không biết Phạm Tranh sẽ vô tình xuất hiện ở cao ốc Tề Thị, càng không biết phía sau Phạm Tranh, còn có Trương Quốc Vĩ và Lục Minh đang ẩn nấp, nhưng hành động phô trương thanh thế của hắn khi vừa đến tỉnh Yến, chính là muốn để Phạm Duệ Hằng biết rằng hắn đã quay về rồi, không chỉ quay về, còn gióng trống khua chiêng, còn đường hoàng công khai chẳng sợ gì. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu lần rồi,
trong quá trình qua lại với Phạm Duệ Hằng, hết lần này đến lần khác Hạ Tưởng đã lãnh đủ sự lật lọng của Phạm Duệ Hằng, lần đọ sức cuối cùng này, Hạ Tưởng sẽ không xuống đao một cách nhẹ nhàng và từ tốn nữa, mà là chuẩn bị ra tay thẳng mặt, dốc hết sức chống đỡ, lần hành động đầu tư cuối cùng phải ngắm bắn thẳng mặt Phạm Duệ Hằng mới được. Cho nên, lúc Phạm Tranh hùng hổ tách đám đông ra sông đến trước mặt, đồng thời khi nghe giọng điệu chỉ trích không thiện cảm của Phạm Tranh, Hạ Tưởng vẫn giữ nguyên nụ cười, hơn nữa còn vô cùng thoải mái trả lời một câu. Câu chất vấn của Phạm Tranh là: Hạ Tưởng, anh không cảm thấy mời các cán bộ đảng chính cấp cao đến dự tiệc ở tỉnh Yến, là sự khiêu khích đối với tỉnh ủy tỉnh Yến sao? Câu trả lời của Hạ Tưởng là: Phạm Tranh, cậu không cảm thấy đường đột xông vào bàn tiệc của người khác là hành động rất vô lễ sao? Tuy nhiên dù gì cậu cũng đến rồi, vậy thì xin cậu thay tôi chào hỏi Bí thư Phạm, đồng thời xin chuyển lời nói với Bí thư Phạm rằng, tôi đã chuẩn bị một món quà, sẽ giao tặng tay cho ông ấy. Phạm Tranh ngẩn người tại chỗ, muốn nói móc nói méo thêm vài câu nữa, nhưng lại phát hiện ra ánh mắt của mọi người xung quanh, hoặc không hiểu, hoặc nghi ngờ, hoặc cười nhạo, hoặc cười lạnh nhạt, anh ta thì đứng ở giữa, giống như đứng dưới ánh đèn pha, không thể trốn vào đâu được. Ai cũng biết rõ cậu ta là ai, nhưng không ai chủ động nói lời nào với cậu ta, cũng có nghĩa là, cái danh công tử tỉnh ủy của cậu ấy trước mặt đám người này, không đáng giá một xu. Phạm Tranh rốt cục cũng không chịu được bị mọi người coi thường và ghẻ lạnh, càng không cách nào nhẫn nhịn cái vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra của Hạ Tưởng, cậu ta xoay người một cái mạnh. Bí thư Hạ, lĩnh giáo. Nụ cười trên gương mặt Hạ Tưởng vẫn y nguyên, thậm chí hơi chắp tay. Nhiều người quá, vậy không tiễn nha. Đợi mãi đến khi Phạm Tranh khuất bóng khỏi đại sảnh, Hạ Tưởng mới khẽ gật đầu ngồi xuống. Thật là ngại quá, để các vị lãnh đạo và bạn bè chê cười rồi. Mã Lâu cười mà không nói, chỉ có điều lắc đầu một cách đầy ngụ ý, trong mắt cũng lộ ra vẻ khinh miệt. Diệp Thạch Sinh lắc đầu cười, nói một câu ý nghĩa sâu xa. Nuôi không dậy, lỗi của cha. Nói một câu rõ ràng, cuộc chiến đối đầu sau này, Diệp Thạch Sinh đã thể hiện vai trò thúc đẩy và dung hòa mà không thể thay thế được. Kỳ thật lúc này, Diệp Thạch Sinh vẫn còn chưa biết Hạ Tưởng và Phạm Duệ Hằng đã có khúc mắc, ông ta chỉ dựa vào cảm giác thấy rất không thích Phạm Tranh. Bởi vì Phạm Tranh thô lỗ mà vô lễ, bởi vì những lời chỉ trích cố tình gây sự với Hạ Tưởng, còn bởi vì những lời nói của Phạm Tranh vô cùng ngạo mạn, rõ ràng là không xem tiền nhiệm tỉnh ủy như ông ta ra gì mà. Cũng là Phạm Tranh đích thực khiếm khuyết kinh nghiệm trong quan trường, cậu ta trong lúc nóng nảy, căn bản là không chú ý đến Diệp Thạch Sinh cũng có mặt ở đó, cậu ta chỉ nhìn thấy có Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ, Bành Vân Phong và Mã Kiệt. Phạm Tranh vừa đi, không khí lại sôi nổi trở lại. Đều là những người già cõi trong quan trường cả rồi, một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn cũng nhìn quen mắt rồi, chớp mắt cái lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vây quanh lấy Diệp Thạch Sinh làm trung tâm, Hạ Tưởng cấp dưới thì ngồi chung vui, cả đám người trong bàn đều quên bén đi cảnh tượng vừa nãy, trò chuyện vui cười rồi chính thức mở ra một cuộc họp mặt lớn. Cũng chính thức mở màn cho một cuộc họp long trọng khác. Bàn của Diệp Thạch Sinh, ngoài Hạ Tưởng, Thành Đạt Tài, Mã Kiệt, còn có Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ, Bành Vân Phong, Giang Thiên ngồi chung vui, bạn bè danh giá đầy bàn, quan lớn cũng ngồi chung, còn những kẻ khác thì không đủ đẳng cấp để ngồi vào bàn này. Hạ Tưởng trịnh trọng giới thiệu Diệp Thạch Sinh với mọi người, cho dù Diệp Thạch Sinh là tiền nhiệm bí thư tỉnh ủy, nhưng thời gian ông ta rời khỏi tỉnh Yến cũng đã lâu rồi. Những người ngồi trong bàn, không mấy ai là có tiếp xúc qua với ông ta, đám người Chu Duệ Nhạc là vậy, Mã Kiệt cũng vậy. Cho nên đừng thấy Mã Kiệt đã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, công an đảng ủy, lúc vừa trông thấy Diệp Thạch Sinh, còn đè nén không được nổi kích động trong lòng, mới biết rằng những lời Hạ Tưởng nói quả không sai, có thể gặp được Diệp Thạch Sinh, quả thật là một việc vinh hạnh. Khi Diệp Thạch Sinh còn giữ chức, Mã Kiệt mới chỉ là phó giám đốc sở. Đợi khi Diệp Thạch Sinh rời khỏi tỉnh Yến, gã ta mới lên được chức giám đốc sở. Một cán bộ cấp sở, muốn tiếp xúc với tỉnh ủy, cơ hội hiếm ơi là hiếm. Nhưng trong lòng Mã Kiệt vẫn luôn cảm kích Diệp Thạch Sinh, là lúc gã thăng chức từ phó giám đốc sở lên giám đốc sở, Diệp Thạch Sinh vốn không có quan hệ qua lại gì với gã nhưng sau khi xem xong tài liệu của gã, lại nói giúp gã một câu, nên gã mới có cơ hội trổ hết tài năng trước phần đông những người cạnh tranh, một bước nhảy lên nắm quyền. Từ đó về sau, trong lòng gã đội ơn Diệp Thạch Sinh, ngay lúc đó cũng muốn tìm Diệp Thạch Sinh để nói lời cảm ơn. Dù sao gã và bí thư Diệp cũng không có giao tình gì vậy mà bí thư Diệp lại chủ động chọn gã,
gã không biết kịp thời cảm ơn thì đúng là không biết điều rồi. Ai ngờ Diệp Thạch Sinh lại không đón nhận tấm lòng của gã. Cho đến khi Diệp Thạch Sinh rời khỏi Tỉnh Yến, Mã Kiệt cũng chưa từng có được cuộc gặp mặt riêng tư nào với Diệp Thạch Sinh. Đợi sau khi Diệp Thạch Sinh vào thủ đô, Mã Kiệt muốn liên lạc với Diệp Thạch Sinh thì lại càng bất tiện. Dù sao Diệp Thạch Sinh cũng đảm nhiệm chức ủy viên quốc hội, chênh lệch cấp bậc quá lớn với gã. Lại nói gã cũng biết rằng năm đó Diệp Thạch Sinh chỉ là tùy tiện chọn đại, nhưng là thấy tài liệu của gã thì cho rằng gã là người có tài năng, có bản chất công tâm, vốn không có ý nghĩ tư lợi phức tạp. Nhưng cho dù như thế nào, Diệp Thạch Sinh cũng là một quý nhân đáng được gã vĩnh viễn khắc ghi và cảm kích trong suốt quãng đời làm chính trị của gã. Hôm nay có cơ hội ngồi chung một bàn, trong lòng Mã Kiệt cảm kích Hạ Tưởng, không lời nào tả xiết. Quả nhiên y như lời Hạ Tưởng nói, hôm nay được gặp Diệp Thạch Sinh, gã không những có thể đích thân nói lời cảm ơn đến Diệp Thạch Sinh, còn phải cảm ơn sự sắp xếp an bài của Hạ Tưởng. Đợi khi Mã Kiệt nghe thấy Diệp Thạch Sinh phê phán mạnh mẽ đối với Phạm Tranh, thì gã biết rằng, gã không những đến đúng chỗ, không những may mắn có được cuộc họp mặt lớn, còn nắm bắt được một cơ hội vô cùng to lớn. Ngay lúc đám người Hạ Tưởng chính thức mở ra cuộc họp mặt lớn, Phạm Tranh sẽ cùng Trương Quốc Vĩ, Lục Minh nhanh chóng rời khỏi cao ốc Tề Thị. Nửa giờ sau, Phạm Duệ Hằng liền biết được những hành động đầy ý khiêu khích và châm chích của Hạ Tưởng, ông ta lại không nóng giận đùng đùng như Phạm Tranh đã nghĩ, ngược lại trầm ngâm một lát, đột nhiên lại cười nhạt nhẽo nói. Hạ Tưởng áo gấm về làng, đương nhiên đâu thể áo gấm đi đêm, cần có khí thế, cần có mặt mũi, việc mở tiệc chiêu đãi khách khứa bạn bè cũng là điều có thể lý giải được, Phạm Tranh, chuyện hôm nay, con sai rồi. Phạm Tranh sững sờ, lại nghĩ lại, mới nghĩ ra được mấu chốt của vấn đề. Cũng đúng, Hạ Tưởng hẳn là chưa biết việc điều chỉnh nhân sự đột xuất. Là con quá nóng vội rồi. Trương Quốc Vĩ đứng kế bên lại lắc lắc đầu nói. Bí thư Phạm, tôi thì lại cho rằng Hạ Tưởng có thể đã biết bước tiếp theo của ông rồi. Làm sao có thể được? Phương án điều chỉnh của tôi không mấy ai biết được, người biết được, đều có thể tin được. Phạm Duệ Hằng nghĩ một hồi, vẫn là nghĩ không ra. Quốc Vĩ, ông nghĩ thế nào vậy? Trương Quốc Vĩ là nhà mưu tính trời sinh, do đó, ông ta đương nhiên có cái mũi sắc bén của nhà đầu cơ, suy nghĩ một chút là có được kết luận. Phó Chủ tịch tỉnh Đàm muốn đi tỉnh Tương, ông ta có động cơ để tiếp cận với Hạ Tưởng. Nếu như Đàm Quốc Thụy và Hạ Tưởng biết được, cũng sẽ khâm phục trình độ của Trương Quốc Vĩ, quả nhiên nói là trúng phốc. Phạm Duệ Hằng ngây ngẩn cả người, trầm tư một lúc, vẻ mặt trầm mặc nói. Cho dù Hạ Tưởng biết được cũng vô dụng. Hắn chẳng qua là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tương, còn muốn tự tung tự tác ở tỉnh Yến sao? Chẳng qua là ôm mộng hão huyền thôi. Bất kỳ ai cũng đều có quyền nằm mơ, Trương Quốc Thụy có, Phạm Duệ Hằng có, Hạ Tưởng cũng có. Buổi hội họp lớn ở cao ốc Tề Thị, sau khi kéo dài 2 giờ đồng hồ, trong tiếng va nhau giữa những cốc rượu, buổi tiệc được hạ màn. Trên bàn rượu đương nhiên không thể bàn đến bất kỳ chủ đề nào nghiêm túc cả, nhưng việc giao lưu trên bàn rượu thì không thể thiếu. Là quá trình cần thiết để tăng thêm cảm tình cho nhau. Sau khi cuộc họp mặt kết thúc, một số người ở lại cao ốc Tề Thị, một bộ phận nhỏ thì đi cùng Hạ Tưởng và Diệp Thạch Sinh, dưới sự dẫn dắt của Giang Thiên đi đến quận Hạ Mã, chọn cho Diệp Thạch Sinh một biệt thự để nghỉ dưỡng lúc tuổi già. Không sai, Diệp Thạch Sinh từ đầu chí cuối vẫn nhớ lời hứa hẹn với Hạ Tưởng, sau khi lui xuống, muốn đến thành phố Yến dưỡng lão, nói một cách chính xác, là đến quận Hạ Mã để an dưỡng tuổi già, đất Bắc Kinh. Ngoài việc theo đuổi quyền lực và danh lợi ra, thật chất không phải là nơi thích hợp để cư trú và nghỉ dưỡng. Hứng thú của Diệp Thạch Sinh rất cao, con sông Hạ Mã hiện ra trước mắt ông ta, nước xanh dập dờn, lấp lánh ánh bạc, so với năm đó lúc ông ta rời đi, không để so sánh nổi. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, ông ta đã nhận ra chuyến đi này thật không uổng phí, sau này phải dừng chân ở tỉnh Yến rồi. Đang rất hưng phấn, nhìn thấy Hạ Tưởng và mấy chàng thanh niên vây quanh bên cạnh. Tâm trạng của ông ta lại càng tốt hơn, tuy nhiên. Cũng có hành động thiếu lý trí của Phạm Duệ Hằng khiến cho ông ta phiền lòng, nhưng dù sao đã từng trải quan trường lâu rồi, Diệp Thạch Sinh cũng nhanh chóng lấy lại được tâm trạng. Khi biết được giữa Hạ Tưởng và Phạm Duệ Hằng sắp diễn ra một màn kịch lớn, Diệp Thạch Sinh lại không duy trì sự im lặng đứng ngoài xem kịch, cũng không cẩn trọng khuyên ngăn, mà lại kiên định nói một câu. Rời khỏi tỉnh Yến mấy năm rồi. Cũng không biết còn bao nhiêu người nhớ được Diệp Thạch Sinh của năm đó. Hạ Tưởng, cậu đi sắp xếp một chút, phao tin ra,
cứ nói là Diệp Thạch Sinh đến tỉnh Yến rồi. Hành động của Diệp Thạch Sinh, chính là ra mặt ủng hộ cho Hạ Tưởng, là thẳng mặt khiêu chiến quyền lực của Phạm Duệ Hằng, đóng vai trò là bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm, không ai quy định là không được đến tỉnh Yến, cũng không có điều lệ nào yêu cầu không được gặp gỡ riêng với ủy viên thường vụ tỉnh ủy hiện đang nhậm chức, nhưng sự che giấu âm thầm cần thiết cũng là biểu hiện sự tôn trọng đối với bí thư tỉnh ủy đang nhậm chức. Cách làm của Diệp Thạch Sinh, chứng tỏ ông ta đánh trả một cách mạnh mẽ những gì mà Phạm Duệ Hằng đã làm, chứng tỏ được sự ủng hộ mạnh mẽ của ông ta đối với Hạ Tưởng, là một hành động vĩ đại tập hợp sức mạnh còn lại của ông ta ở tỉnh Yến, là một sự phá lệ mạnh mẽ đối với quy luật thông thường. Lời nói của Diệp Thạch Sinh, khiến cho Hạ Tưởng sôi sục trong lòng, càng khiến cho Mã Kiệt âm thầm tặc lưỡi, hành động này của Bí Thư Diệp, chính là dốc toàn lực chống lưng giúp cho Hạ Tưởng. Thân là ủy viên quốc hội đến tỉnh Yến, không thông báo cho tỉnh ủy thì thôi, đằng này còn đi chung với Hạ Tưởng, qua mặt Phạm Duệ Hằng, đi gặp một vị cán bộ cấp dưới, Phạm Duệ Hằng không nổi trận lôi đình mới là lạ. Đổi lại ai làm bí thư tỉnh ủy, đều sẽ có cảm giác như có mũi nhọn sau lưng, như có vật cứng trong cổ họng, đều sẽ nghi ngờ dụng ý không mấy tốt lành của Diệp Thạch Sinh. Sau khi Diệp Thạch Sinh buông ra một câu, thì không nhắc đến chuyện của Phạm Duệ Hằng nữa, nhưng biểu hiện kiên nghị trên gương mặt của ông ta nói cho mọi người biết rằng, cái ông ta muốn là một kết quả triệt để. Mặc dù Mã Kiệt không biết giữa Hạ Tưởng và Diệp Thạch Sinh có mối thâm tình như thế nào, nhưng gã biết rằng, Diệp Thạch Sinh chịu vì Hạ Tưởng mà trở mặt với Phạm Duệ Hằng, thế cục ở tỉnh Yến, sắp sửa sẽ có một màn kịch đặc sắc để xem rồi. Sự thật chứng minh, sức ảnh của Diệp Thạch Sinh vẫn còn, cục thế tỉnh Yến bởi vì sự xen vào của Diệp Thạch Sinh, trở nên vô cùng mơ hồ, hơn nữa khiến cho cục thế phức tạp khó nói, cũng diễn ra màn kịch khiến người ta hoa cả mắt. Sau khi chọn được biệt thự, tối đó Hạ Tưởng cùng đám người trong quan trường như Mã Kiệt, Giang Thiên, Thành Đạt Tài, Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Vân Phong, lại đi cùng Diệp Thạch Sinh xuống nhà hàng của du thuyền sông Hạ Mã, thưởng thức cuộc họp mặt du ngoạn đêm thu ở sông Hạ Mã. Con sông Hạ Mã ngày nay, du khách như thêu như dệt, du thuyền nhiều như mây, ánh đèn hai bên bờ sông sáng trưng. So với năm đó lúc Hạ Tưởng còn nhậm chức, thì phồn vinh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là đêm cuối thu, sông Hạ Mã cũng như con rồng to lớn uốn lượn, đâu đâu cũng có tiếng nói cười, phồn hoa mà rực rỡ. Lại nhìn ra xa, các nhà cao tầng san sát nhau, đèn đêm xanh xanh đỏ đỏ, quận Hạ Mã dưới bầu trời đêm, tràn đầy sự lôi cuốn bởi sức sống và sự mê hoặc. Mảnh đất quận Hạ Mã một thời đã từng là mảnh đất hoang, sông Hạ Mã đã từng là một con sông khô cạn, nay lại trở thành mảnh đất phồn hoa hưng thịnh, đều là do công lao của Hạ Tưởng. Sau khi Giang Thiên tiếp quản, thừa thế mà làm, chỉ cần thúc đẩy theo đúng kế hoạch mà Hạ Tưởng đã đề ra, là có thể tạo ra sự phồn vinh như ngày nay. Hạ Tưởng có chút bùi ngùi xúc động, trong lòng trỗi dậy cảm giác tự hào, hắn không cầu vĩ đại, cũng không cầu lưu danh sử sách, chỉ cầu có thể thật sự đảm nhiệm sứ mệnh của một chức quan tạo phúc cho một phương trời, thì không phụ lòng hắn một đường gian nan đến đây, không thẹn với tâm huyết mà hắn đã từng bỏ ra ở quận Hạ Mã. Diệp Thạch Sinh cũng xúc động muôn vàn. Vô cùng hài lòng với sự phát triển của quận Hạ Mã, càng kiên định hạ quyết tâm sẽ dưỡng già ở quận Hạ Mã này. Cho đến lúc từ biệt Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng cũng không gọi điện thoại đến, vừa không nói chuyện điện thoại với hắn, vừa giả vờ không biết Diệp Thạch Sinh đã đến, Hạ Tưởng liền hiểu rằng, bí thư Phạm muốn cố chấp đi theo con đường đen tối đến cùng mà. Đi thì cứ đi, cùng lắm thì hắn lén lút gắn thêm một dàn đèn đường dọc đường đi, đợi khi thời cơ thích hợp. Bí thư Phạm cho rằng có thể suông sẻ không gì ngoài ý muốn xảy ra, thì hắn sẽ bật đèn đường sáng bừng lên, đèn đường soi rọi tứ phía, đến lúc đó, cảnh tượng sẽ trông như thế nào đây? Ban đêm lúc về đến nhà, Hạ Tưởng tuy rằng mệt đến kiệt sức, nhưng vẫn còn hưng phấn vui vẻ, không chỉ vì cuộc chiến cuối cùng giữa hắn và Phạm Duệ Hằng sắp đến, còn là vì sự gặp gỡ với các lãnh đạo cũ và các bạn bè cũ, điều này cũng khiến cho hắn tràn đầy sự cảm động và tình cảm trong lòng. Đang chuẩn bị thảo luận với cô bé Lê về công việc của ngày mai, điện thoại liền reo lên một cách không biết điều, Hạ Tưởng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, lười biếng nhấc điện thoại lên, hắn tưởng lại là điện thoại hỏi thăm của người bạn cũ nào đó, không ngờ trong đó truyền đến một giọng nói ba phần quen thuộc bốn phần lạ lẫm. Chủ nhiệm Hạ, tôi là Lục Minh. Một cuộc gọi thông cáo bí mật đột nhiên đến, thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Tào Thù Lê không tham gia cuộc họp mặt. Cô ấy đang sắp xếp lịch trình cho chuyến đi của Hạ Thiên Thành và Tào Vĩnh Quốc, mấy gia đình đoàn tụ, ở nhà đương nhiên không chứa nổi, cuối cùng Lý Thấm nài nỉ mãi,
vì sự tiện lợi của đại gia đình, quyết định tất cả đều ở cao ốc Tề Thị. Đương nhiên, đêm nay cô ta và Hạ Tưởng vẫn phải ở trong nhà. Nhìn thấy mọi thứ quen thuộc trong nhà, rèm cửa hoa đinh hương, sofa màu đỏ, đèn áp tường lấp lánh ngôi sao mặt trăng, nghĩ lại cũng đã mấy năm rồi không qua đêm ở nhà, trong lòng Tào Thù Lê dâng trào sự ngọt ngào và chua xót. Gia đình là bến bờ ấm áp, tuy rằng đối với cô ta mà nói, Hạ Tưởng đi đến đâu, thì nhà sẽ bố trí ở đó, nhưng với cô thì, tuy rằng ở tỉnh Yến còn có vài căn nhà, nhưng căn nhà ở ký túc xá ủy ban xây dựng là điểm khởi nguồn cho mơ ước của cô, cũng là nơi nảy nở tình yêu giữa cô và Hạ Tưởng, làm sao có thể quên được. Lại thấy sau khi Hạ Tưởng về đến nhà, mệt mỏi không có tinh thần nằm lên ghế sofa, thoáng chốc cô bỗng cảm giác trở lại với khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào mà đơn thuần ngày trước, tự nhiên không khỏi ngượng ngùng mà mỉm cười. Đối với Tào Thù Lê mà nói, kế hoạch lớn của Hạ Tưởng là một chuyện lớn, cô không quan tâm chính trị, cô chỉ quan tâm tâm trạng của Hạ Tưởng là tốt hay xấu, chỉ quan tâm sự trưởng thành của Hạ Đông có vui hay không, chỉ lo lắng sức khỏe của cha mẹ có tốt hay không, việc đọ sức trên chính trị, mặc kệ là sóng gió ở Bắc Kinh, hay là lũ lụt ở Tương Giang, hay là gió thổi ở thành phố Yến, cô ấy đều không để tâm đến. Bởi vì cô ta tin chắc rằng Hạ Tưởng người đàn ông mà cô ta yêu thương, có thể dễ dàng giải quyết bất cứ vấn đề khó khăn nào. Ngày mai mấy người bên bố anh khoảng 10 giờ đến, em để họ trực tiếp đến cao ốc Tề Thị. Ừ, ngày mai mấy người bên ba em khoảng 11 giờ tới, cũng sẽ trực tiếp đến cao ốc Tề Thị. Ừ, đúng rồi, tối nay Thủ Quân vốn muốn qua đây chơi, em không cho, sợ anh ta làm phiền anh nghỉ ngơi, ngày mai gặp nhau thì hay hơn. Ừ, cô bé Lê nói gì, Hạ Tưởng không chút nghĩ ngợi, tất cả đều đáp lại bằng một giọng khẳng định. Những việc trong nhà, Hạ Tưởng lười quan tâm, cô bé Lê nói thế nào là thế đấy, hắn chỉ muốn khoanh tay làm chủ. Bởi vì có quá nhiều việc lẩn quẩn trong đầu hắn, quá nhiều mối quan hệ cần phải xử lý cho thông suốt. Cả một ngày hôm nay, hắn chủ động nhận được điện thoại của ba nhân vật quan trọng của tỉnh ủy tỉnh Yến, trong đó bao gồm Chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu, Phó Bí thư tỉnh ủy Hồ Tăng Chu và Bí thư thành ủy thành phố Yến Vu Phồn Nhiên. Ba người trên, trong kế hoạch của hắn, là lực lượng hoàn toàn có thể dựa dẫm được, lại cộng thêm Mã Kiệt hôm nay đi cùng suốt ngày, trên cả hội nghị thường vụ tỉnh ủy, nắm chắc như thép bốn phiếu trong tay. Hắn chủ động liên lạc gọi ra ngoài ba cuộc điện thoại, trưởng ban tổ chức cán bộ Vương Bằng Phi, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trương Kiềm, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tiếu Viễn Tâm. Phạm Duệ Hằng dùng quyền lực lớn trong tay, lại thêm một phiếu phủ quyết, lại chuyên quyền độc đoán, ông ta muốn điều chỉnh nhân sự, nhất định không lách qua cán bộ ban tổ chức được, nếu không, không hợp quy củ. Đồng thời, cũng không qua mặt được Hồ Tăng Chu. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu như không phải hắn biết trước sự việc, có sách lược trở tay từ trước, ngay lúc Phạm Duệ Hằng lập tức lấy phương án điều chỉnh nhân sự ra, đồng thời tự biên tự diễn trước hội nghị công việc bí thư, sau đó êm xuôi đưa lên hội nghị thường vụ, thì khả năng thông qua là 100%. Bởi vì người mà Phạm Duệ Hằng điều chỉnh là thân tín của hắn, trước khi hắn mở miệng, Cao Tấn Chu, Hồ Tăng Chu, Vu Phồn Nhiên, bao gồm cả Khâu Tự Phong sắp đến nhậm chức, đều sẽ không chủ động ra mặt, dù sao cũng không dính dáng gì đến quyền lợi của bọn họ. Chỉ cần sau khi hắn chủ động đề nghị, nể mặt hắn, các vị ủy viên thường vụ cấp quan trọng mới đồng loạt lên tiếng, mới hình thành một lực lượng mạnh mẽ và đầy quyền lực, hạn chế việc làm khư khư cố chấp của Phạm Duệ Hằng. Do đó, thông báo bí mật của Đàm Quốc Thụy, đích thực đã tạo cơ hội trước cho Hạ Tưởng, cũng khiến Hạ Tưởng có một sự thay đổi ấn tượng đối với Đàm Quốc Thụy. Đương nhiên, không thể chỉ vì chuyện này mà sẽ thân với Đàm Quốc Thụy. Chỉ cần sự ủng hộ của bốn vị ủy viên thường vụ, tuy rằng trong đó còn có Chủ tịch tỉnh và Phó Bí thư tỉnh ủy, nhưng cũng không đủ sức chống lại hành động nhất mực cố chấp của Phạm Duệ Hằng, cần phải có nhiều tiếng nói hơn của các ủy viên thường vụ khác. Dựa vào nguyên nhân trên, Hạ Tưởng mới chủ động gọi cho Vương Bằng Phi, Trương Kiềm và Tiếu Viễn Tâm, thật không ngoài dự đoán, thái độ của Trương Kiềm cũng coi như rõ ràng. Thái độ của Tiếu Viễn Tâm thì ba phải cái nào cũng được, chủ yếu là thái độ của Vương Bằng Phi, hình như có chút do dự, khiến cho Hạ Tưởng một lòng lo lắng. Nói cho công bằng, hắn cho rằng quan hệ của mình với Vương Bằng Phi cũng được, nhưng cũng biết, mối quan hệ giữa hắn và Vương Bằng Phi không bền lâu. Nhất là thời gian rời khỏi tỉnh Yến hơn một năm nay, liên lạc với Vương Bằng Phi càng ngày càng ít, người còn thì ân tình còn, người đi thì tình nghĩa bạc bẽo, rất bình thường, cũng có thể hiểu được. Hắn không hề có ý chỉ trích Vương Bằng Phi điều gì.
Nhưng Vương Bằng Phi cứ lắc lư do dự khiến cho kế hoạch bao vây của Phạm Duệ Hằng tăng thêm biến số. Bởi vì vừa hay Vương Bằng Phi lại là trưởng ban tổ chức cán bộ, nếu như trưởng ban tổ chức cán bộ và bí thư tỉnh ủy một lòng với nhau, đã âm thầm ấn định phương án điều chỉnh từ trước, cũng sẽ tạo ra sức tấn công rất lớn trong cuộc họp của các bí thư. Đương nhiên, Hạ Tưởng còn một con át chủ bài có thể đánh, bởi vì chỉ cần Cao Tấn Chu và Hồ Tăng Chu mỗi người một lý do lên tiếng phản đối, Phạm Duệ Hằng cho dù có nhất trí cùng Vương Bằng Phi, muốn thông qua hội nghị thường vụ cũng rất khó, không thể xem thường uy quyền của Chủ tịch tỉnh và Phó Bí thư tỉnh ủy. Chỉ có điều, sự do dự ngoài ý muốn của Vương Bằng Phi, vẫn khiến cho Hạ Tưởng có chút thất vọng. Nếu như tính luôn phiếu của Trương Kiềm, coi như trừ đi phiếu của Vương Bằng Phi và Tiếu Viễn Tâm ra, kế hoạch của hắn trên hội nghị thường vụ khởi điểm cũng có 5 người ủng hộ rồi. Vẫn chưa đủ nửa số. Tiếu Viễn Tâm và Phạm Duệ Hằng thân với nhau, bên trong cũng có lý do, dù sao thì nếu như trưởng ban thư ký tỉnh ủy và bí thư tỉnh ủy bất hòa với nhau, thì khỏi nghĩ đến việc thi triển công việc. Cho nên thái độ ba phải của Tiếu Viễn Tâm, phù hợp với dự đoán của Hạ Tưởng, cũng không khiến cho tâm trạng Hạ Tưởng tồi tệ lắm. Trước khi Hồ Tăng Chu chuyển đi, còn có thể giúp hắn một tay ở tỉnh Yến, nhưng lệnh điều đi của Đàm Quốc Thụy đã ban xuống, cũng không còn quyền phát ngôn ở tỉnh Yến nữa, tuy nhiên cũng may, sau này Khâu Tự Phong sẽ nhanh chóng lên nhậm chức, sẽ lấp đầy chỗ trống của Đàm Quốc Thụy. Tuy nhiên có lẽ Phạm Duệ Hằng sẽ đánh cuộc với thời gian, chỉ cần gã miễn cưỡng lèo lái trong cuộc họp làm việc các bí thư, thông qua được phương án điều chỉnh nhân sự. Nếu như gã lại gấp gáp mở ra cuộc biểu quyết trong hội nghị thường vụ trước khi Khâu Tự Phong đến nhậm chức, nói không chừng còn thật sự có thể thực hiện được âm mưu của gã. Vậy thì tiếp theo phải coi Diệp Thạch Sinh rồi, Hạ Tưởng nghĩ ngợi phán đoán, ngày mai sau khi tin tức được lan đi, ủy viên thường vụ tỉnh ủy không có biểu hiện rõ ràng, ủy viên thường vụ do dự dao động, sẽ có mấy người cải tà quy chính, bởi cái ngoắt tay của Diệp Thạch Sinh, mà đến gia nhập một cách thành khẩn. Nói thật lòng, Hạ Tưởng không có lòng tin lắm đối với sức ảnh hưởng của Diệp Thạch Sinh ở tỉnh Yến. Bởi vì năm đó lúc Diệp Thạch Sinh còn nhậm chức, thì đã nổi danh là bí thư yếu đuối, hiện nay ông ta rời khỏi tỉnh Yến mấy năm, còn có mấy ai có lòng tin với ông ta nữa. Nhưng ngày mai Diệp Thạch Sinh có thu hoạch như thế nào, hắn cũng không có dịp tận mắt chứng kiến. Người nhà sắp đến, hắn cần phải đón tiếp. Cũng may là Mã Kiệt nhiệt tình chủ động đề xuất đưa Diệp Thạch Sinh đi hết toàn bộ lịch trình, Diệp Thạch Sinh cũng gật đầu. Hạ Tưởng suy nghĩ sự việc hết nửa ngày trời. Đột nhiên cảm thấy hai tai yên lặng đi, sao không nghe tiếng của cô bé Lê nói liên miên bên tai nữa. Vừa ngẩng đầu lên mới không nhịn nổi cười, cô bé Lê cong người nằm trên giường, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hạ Tưởng đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó đi ra phòng sách, gọi điện thoại cho Tống Chiêu Độ. Tôi vừa đến thủ đô, còn chưa ngủ, biết anh sớm muộn cũng gọi điện thoại đến. Tống Chiêu Độ quả nhiên khá hiểu Hạ Tưởng. Luôn chờ Hạ Tưởng chủ động báo cáo tình hình. Nghe nói, chuyến đi nghỉ dưỡng của bí thư Diệp rất vui vẻ. Bất kể là Tống Chiêu Độ, hay là nhân vật liên quan của thành phố Yến, đều có thói quen gọi Diệp Thạch Sinh là bí thư Diệp, cũng là các xưng hô tôn trọng đối với thành quả mà ông ta có được trong thời gian còn đảm nhận chức bí thư tỉnh ủy. Tống Chiêu Độ coi chuyến đi lần này của Diệp Thạch Sinh là chuyến đi nghỉ dưỡng, Hạ Tưởng lại biết rằng, bí thư Diệp đi lần này, chỉ e khó mà nghỉ ngơi được. Liền nói. Xảy ra chút biến cố, chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng của bí thư Diệp e rằng đã trở thành chuyến đi nhiều chuyện rồi. Trước khi bí thư Phạm đi, còn muốn động tay động chân. Tôi cũng đoán được Phạm Duệ Hằng không dễ gì nhẹ nhàng phẩy tay mà rời khỏi tỉnh Yến, nhất định cũng phải đem theo thứ gì đó, không phải danh tiếng, thì là thành tích chính trị, không phải thành tích chính trị, thì là thời cơ. Tống Chiêu Độ cười với giọng điệu tự tin vô cùng. Mã Kiệt có thể giúp anh một tí, nhưng có hạn. Tin chắc rằng anh đã có biện pháp giải quyết. Tống Chiêu Độ không đảm nhiệm qua chức bí thư tỉnh ủy ở tỉnh Yến, có thể mai phục giúp hắn, thêm một người ủng hộ như Mã Kiệt, đã là chuyện vui ngoài ý muốn rồi. Hạ Tưởng sẽ không kỳ vọng Tống Chiêu Độ sẽ giúp gì thêm, leo đến nấc thang của hắn bây giờ, nếu như việc gì cũng nhờ người khác, cũng là biểu hiện của người thiếu năng lực. Tống Nhất Phàm giật lấy điện thoại. Anh Hạ ơi! Năm nay có phải anh không đến Bắc Kinh chơi với em không? Em biết anh làm quan lớn rồi, thế cũng lớn, người cũng lười biếng đi, nên cũng không để tâm đến em nữa, hừ. Tống Nhất Phàm vừa nghe là một tràn những lời xả tức. Lễ Quốc Khánh năm nay đừng nói là có thời gian đi với Tống Nhất Phàm,
nói không chừng ngay cả thời gian đi với Liên Nhược Hàm cũng không có, công việc nhiều quá rồi, nhưng người ta tức giận đùng đùng, Hạ Tưởng có thể không để tâm, Tống Nhất Phàm chẳng cần biết là tức giận thật hay là tức giận giả, hắn nhất định cũng phải dỗ dành một chút, ai biểu Tống Nhất Phàm còn nhỏ chứ. Nhỏ chính là lợi thế, phải nhường nhịn một chút. Cũng may là Hạ Tưởng sung sướng ở chỗ, những phụ nữ bên cạnh hắn đều dễ dỗ dành, không cô nào ngang tàn không nói lý lẽ. Có sung sướng thì cũng có khổ đau, vừa dỗ dành xong Tống Nhất Phàm, điện thoại của Liên Nhược Hàm lại gọi đến, nói là Liên Hạ nhớ ba, Hạ Tưởng cũng không còn cách nào khác, đang định dỗ dành vài câu. Liên Nhược Hàm nghe thấy Hạ Tưởng tụ họp đại gia đình, đột nhiên nổi hứng, đòi dẫn Liên Hạ và Hạ Đông sáng mai đuổi đến thành phố Yến. Hạ Tưởng muốn khuyên ngăn, Liên Nhược Hàm không cho hắn cơ hội, lập tức cúp điện thoại. Được rồi, ai nói có nhiều phụ nữ thì hạnh phúc chứ, Liên Nhược Hàm nhìn thấy ba mẹ thì thôi, để nhạc phụ nhạc mẫu nhìn thấy, thì sẽ có chuyện gì đây? Hạ Tưởng không khỏi nhức đầu. Lại nghĩ đến cú điện thoại của Lục Minh, Hạ Tưởng hiểu ra liền cười, dự báo thời tiết nói, ngày mai trời trong xanh, là thời điểm cuối thu khí trời thoải mái khó có được. Thời điểm tốt có thể tận hưởng cùng gia đình, có thể chia sẻ cùng bạn bè, nhưng Hạ Tưởng có rộng lượng có phong độ đến đâu, cũng không hy vọng sẽ chung vui dưới một bầu trời xanh cùng với những người muốn đạp lên vai hắn mà đi. Chỉ mong lời nói của Lục Minh là sự thật, như vậy, Hạ Tưởng sẽ có thêm phần thắng. Lục Minh cũng quả là người kỳ diệu, Hạ Tưởng thầm nghĩ, trên phương diện chính trị, không bao giờ thiếu nhân vật thúc đẩy vào thời khắc quan trọng, mà sau lưng những người có chức vị trên cao, cũng không thiếu cái gọi là tâm phúc sẵn sàng đạp mình xuống bất cứ lúc nào. Thấm thoát, đã qua nửa đêm, Hạ Tưởng đừ đến mức mở mắt không nổi, ngày mai, về cá nhân mà nói, thì là đoàn tụ với gia đình vui vẻ thoải mái một hôm, về công việc mà nói, là một ngày quan trọng quyết định thắng thua của việc ra tay từ hai đầu một sáng một tối Diệp Thạch Sinh và Lục Minh. Trời vừa hửng sáng thì Hạ Tưởng thoáng chốc đã tỉnh dậy, mới phát hiện ra hắn đã nằm ngủ cả một đêm trên sofa. Lại thấy không biết từ khi nào trong lòng lại có thêm một người, đôi môi chúm chím, lông mi thật dài, nằm cuộn tròn ngủ như một đứa trẻ. Tư thế ngủ khéo léo và đáng yêu như thế, hành động liều lĩnh cả gan nhào vào lòng hắn như thế, chứ cô nhóc Lê ra thì còn có thể là ai? Hạ Tưởng không nhịn nổi cười, hắn và cô nhóc Lê đã lâu chưa về nhà, không ngờ buổi tối đầu tiên sau khi trở về, hai người lại để nguyên quần áo mà ngủ ở sofa như vậy, cũng coi như là một chuyện thú vị đáng nhớ. Đánh thức cô nhóc Lê dậy, nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 8 giờ, vội vàng chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người đều lần lượt gọi điện thoại đi. Được biết gia đình hai bên đều đã khởi hành, Hạ Tưởng và cô nhóc Lê bối rối một hồi. Sau đó điện thoại lại vang liên tục đổ chuông, vô số cuộc điện thoại báo cáo xin chỉ thị khiến Hạ Tưởng trả lời không xuể. Trong lúc lộn xộn, Liên Nhược Hàm quả nhiên nói đến là đến, cũng đưa đến thêm phiền phức. Vốn đã bàn chắc chắn cho người đưa Hạ Đông về, không ngờ Liên Nhược Hàm lại nhất định muốn đến thành phố Yến góp vui, cô tự mình lái xe đưa hai đứa bé về, đã đi đến cao tốc rồi. Sau khi nhận được điện thoại của Liên Nhược Hàm, cô nhóc Lê liền trêu chọc Hạ Tưởng. Chị Liên đến thì cũng đã đến rồi, anh đừng làm một cuộc tám người phụ nữ du ngoạn mùa thu sông Hạ Mã là em đã cảm ơn trời đất rồi. Hạ Tưởng xấu hổ. Chồng em là người đứng đắn, trên không thẹn với trời đất, dưới không phụ lòng Lê dân. Em chớ nói linh tinh, làm vấy bẩn đến sự trong sạch và danh dự của chồng mình. Lời còn chưa dứt, Tào Thù Lê đã cười ngặt nghẽo. Anh đang hát kinh kịch hay là dự kịch? Hạ Tưởng cười ha hả. Kịch Hoàng Mai. Trong tiếng cười, mặt trời mùa thu đã nhô dần lên từ đằng đông, tỏa ra ngàn vạn tia sáng lóng lánh, báo hiệu một ngày mùa thu dễ chịu sắp đến. Đứng ở chỗ cao phóng tầm mắt về phía tây có thể nhìn thấy rất rõ Thái Hành Sơn cách đó mấy chục cây em. Ở thành phố Yến nơi càng ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, trong một năm hiếm khi có được vài ngày có thể hưởng thụ thời tiết thoáng đãng. Một ngày mùa thu dễ chịu như thế khiến trong lòng Hạ Tưởng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Không bao lâu sau, vợ chồng Tào Thù Quân đã đến. So với lúc Hạ Tưởng mới quen, Tào Thù Quân bây giờ chín chắn điềm đạm hơn rất nhiều, sự ngạo mạn và ngông cuồng năm đó đã sớm đã hoàn toàn biến mất không để lại chút dấu vết. Nhìn thấy Hạ Tưởng, đầu tiên là anh ta gọi một tiếng anh rể rất thân thiết, sau đó rất lễ phép bắt tay Hạ Tưởng, không còn sự thân mật và tùy ý như khi ở cùng với Hạ Tưởng năm đó. Cũng đúng, theo tuổi tác tăng dần, cùng với việc địa vị của Hạ Tưởng ngày càng cao, tâm trí Tào Thù Quân cũng trưởng thành nhanh chóng hơn rất nhiều, mà cũng biết kiềm chế hơn nhiều.
Hạ Tưởng từ một cậu sinh viên không xu dính túi, cho tới hôm nay đã là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, thời gian vùn vụt trôi đi, đã sớm bỏ xa anh ta ở đằng sau. Nói không thấy hụt hẫng thì là nói dối, nhưng nói có ghen tị thì cũng không chuẩn xác, có lẽ là pha trộn cả sự ước ao và ngưỡng mộ. Tào Thù Quân cũng không ít tuổi hơn Hạ Tưởng là bao, cũng đã bước vào tuổi 30. Anh ta hiện nay là trưởng phòng ở Sở Tài chính, so với người khác cũng coi như có thành công trong sự nghiệp. Đương nhiên, nếu nhắc đến thân phận con trai chủ tịch tỉnh như anh ta thì cũng là hơi khiêm tốn. Tào Thù Quân có một cậu con trai vừa lên một tuổi, do ông ngoại và bà ngoại chăm sóc, cũng coi như bớt lo. Cô vợ Mộng Thủy Giao chính là bạn gái từ năm đó, sau khi tận mắt thấy sự âu yếm của Hạ Tưởng và Tào Thù Lê, anh ta cũng gắn bó Mộng Thủy Giao, không hề lăng nhăng nữa. Mộng Thủy Giao làm việc ở Cục Thuế Quốc gia, bây giờ cũng là trưởng phòng. Cô xuất thân từ gia đình bình dân, sau khi lấy Tào Thù Quân tuy cũng từng hy vọng từ đó được vào nhà quyền quý, một bước lên mây. Nhưng sau đó thấy Tào Thù Quân không muốn đi theo con đường quan lộ, Tào Vĩnh Quốc gia giáo nghiêm khắc, cô cũng bỏ suy nghĩ đó, lặng lẽ mà giúp chồng dạy con. Cũng đúng, bây giờ cô và Tào Thù Quân có nhà, có xe, lương tháng cũng thuộc hàng bậc trung ở thành phố Yến trở lên, không thiếu thứ gì, còn mang tham vọng xa vời gì nữa. Biết tự vừa lòng mà vui vẻ là được rồi. Cô là trưởng phòng, Tào Thù Quân là trưởng phòng, nếu như sau vài năm lên chức dần dần, nói chung là cũng có thể nở mày nở mặt. Cho dù Tào Vĩnh Quốc không mở miệng, Hạ Tưởng không giúp đỡ, cũng sẽ không có ai xử tệ với Tào Thù Quân. Chính là nghĩ thông suốt điểm này nên cuộc sau khi kết hôn của Mộng Thủy Giao và Tào Thù Quân mới đầy đủ mà hạnh phúc. Không phải lo lắng về cơm áo, không phải trăn trở về tiền đồ, cũng chẳng phải nhọc lòng suy nghĩ nhiều, còn gì mà không vừa lòng chứ. Nếu vẫn không thỏa mãn thì chính có loại phụ nữ ngu ngốc. Có bao nhiêu người phụ nữ chính vì lòng tham không đáy mà đẩy chồng mình vào con đường sai trái, nhẹ thì đẩy chồng vào vòng tay người đàn bà khác, nặng thì đẩy anh ta vào tù. Hạ Tưởng và Tào Thù Quân đùa mấy câu thoải mái, cũng bắt tay với Mộng Thủy Giao. Hắn đương nhiên là hiểu tường tận tình hình hiện nay của Tào Thù Quân và Mộng Thủy Giao. Cho dù bề ngoài hắn tỏ vẻ thờ ơ với công việc và tiền đồ của Tào Thù Quân và Mộng Thủy Giao, nhưng vẫn có những người có tầm nhìn và nhiệt tình, thỉnh thoảng lại báo cáo định kỳ về tình hình của Tào Thù Quân và Mộng Thủy Giao cho hắn. Với kinh nghiệm mười mấy năm lăn lộn trong quan trường của mình, Hạ Tưởng đương nhiên hiểu rõ khi nào thì nên tiến thêm một bước, khi nào thì có thể ra hiệu ngầm một cách phù hợp. Tào Thù Quân không thích hợp với quan trường đầy âm mưu khốc liệt, nhưng cứ từ từ tiến lên ghế phó giám đốc sở ở Sở Tài chính cũng coi như có cuộc sống yên ổn giàu có. Hạ Tưởng bề ngoài tỏ ra không quan tâm đến Tào Thù Quân, nhưng luôn âm thầm để ý anh ta khi nào có thể tiến thêm một bước. Với sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng ở thành phố Yến, chỉ là một vị trí phó giám đốc Sở Tài chính, chỉ cần hắn mở miệng, thậm chí hiệu quả còn cao hơn việc Tào Vĩnh Quốc mở lời rất nhiều. Không phải là Hạ Tưởng ngạo mạn, sức ảnh hưởng của hắn ở tỉnh Yến thực sự lớn hơn Tào Vĩnh Quốc rất nhiều. Sau khi hàn huyên, Tào Thù Quân lại nói chuyện với Tào Thù Đồng một lát. Thoáng chốc là đã đến giờ, hai gia đình cùng nhau đi tới tòa nhà Tề thị. Vốn dĩ Tiêu Ngũ muốn đến đón nhưng Hạ Tưởng không đồng ý. Đường đi chẳng bao xa, cần gì phải làm phiền người khác, từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ quá coi trọng phô trương hình thức. Có điều Hạ Tưởng không để ý đến những nghi thức xã giao phù phiếm thì không có nghĩa là người khác không thể. Hạ Tưởng vốn định đến đường cao tốc đón người nhà nhưng cha hắn không cho, nói ông ấy không muốn làm gì quá ầm ĩ, ông ấy cũng không phải quan lớn gì. Hạ Tưởng liền không đi. Hắn biết cha hắn là người chân thật, nói không cho đi là thật sự không cho đi, kết quả là hắn không đi thì Tề Á Nam lại nảy ra ý nghĩ. Sau khi bàn bạc với Tiêu Ngũ, Chu Hổ liền âm thầm đưa ra một quyết định liều lĩnh, tự mình dẫn một đoàn xe sang trọng đến nghênh đón mấy người Hạ Thiên Thành. Đề nghị của Tề Á Nam được đám người Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân nhất tề hưởng ứng. Dù sao bọn họ cũng là thương nhân, không phải người trong quan trường, không kiêng rẻ nhiều như vậy. Thế là ở lối rẽ ra đường cao tốc liền có một cảnh tượng khiến vô số dân chúng thành phố Yến say sưa bàn tán, một đội hơn 10 chiếc ô tô sang trọng tạo thành một đoàn xe đi thành hàng rất rầm rộ. Mọi người đều nghĩ là nghênh đón khách quý quan trọng hoặc là nhân vật chủ chốt nào đó, không ngờ một chiếc Santana 2000 vừa ra khỏi đường cao tốc đã được đoàn xe sang trọng vây quanh, hộ tống suốt đoạn đường vào thành phố. Không phải thế chứ, sao có thể như vậy? Một chiếc Santana 2000 loại thấp, giá hơn 100.000 tệ lại được hơn 10 chiếc xe có giá trên cả chục triệu nghênh đón như những vì sao vây quanh mặt trăng,
chẳng lẽ đang diễn kịch Hoàng Mai? So với màn tiếp đón long trọng mà đoàn Hạ Thiên Thành nhận được thì đoàn của Tào Vĩnh Quốc đường đường là chủ tịch tỉnh tỉnh Tây sau khi ra khỏi đường cao tốc lại vắng tanh, không có ai tiếp đón. Tuy nhiên, sau khi Tào Vĩnh Quốc biết Hạ Thiên Thành được tiếp đón long trọng như vậy thì trái lại, cười rất thoải mái, rất vui mừng là Hạ Tưởng không huy động người tiếp đón ông ta rầm rộ như vậy. Tào Vĩnh Quốc hiểu rõ, ông ta là chủ tịch tỉnh tỉnh Tây, trở về thành phố Yến là với tư cách cá nhân. Nếu như huy động nhiều người mà kinh động đến tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Yến thì ông ta không đi nổi. Ông ta sớm đã quen với cảnh tiền hô hậu ủng hoành tráng, về nghỉ lễ là muốn một sự thanh tĩnh, vừa không muốn có các màn đón đưa xã giao, càng không muốn trực tiếp tiếp xúc với cán bộ tỉnh Yến. Suy cho cùng cũng là kỳ nghỉ, muốn có thời gian để nghỉ ngơi. Ngồi trong chiếc Santana 2000, nhìn thấy đoàn xe Mercedes-Benz, BMW xa hoa ở bên ngoài, Hứa Ninh nói với Hạ An với vẻ rất thèm muốn. Hạ An, chiếc Santana của chúng ta quá lỗi thời rồi, mất mặt lắm, còn không giá trị bằng vài cái bánh xe của người ta, lát nữa bảo anh đổi cho chúng ta một chiếc xe tử tế. Hạ An đang lái xe, Hứa Ninh ngồi bên cạnh, phía sau là Hạ Thiên Thành và Trương Lan. Lần này đến thành phố Yến ăn tiệc tâm trạng cậu ta rất tốt, bởi vì cậu đã rất lâu không được gặp anh trai, cậu đang có vài vấn đề muốn trao đổi với Hạ Tưởng. Cũng muốn hỏi ý kiến anh cậu về phương hướng cho bước đi tiếp theo. Lẽ ra có đoàn xe tới đón là chuyện tốt, khiến cậu cảm thấy nở mày nở mặt, cũng cảm thấy rất tự hào vì thành tích của anh. Đúng lúc đang vui lại nghe thấy Hứa Ninh nói vậy, cậu ta lập tức nổi giận, cũng không để ý có cha mẹ đang ở đó đây, giơ tay tát Hứa Ninh một cái. Lần sau còn ăn nói linh tinh thì đừng trách tôi là ác. Hứa Ninh bị đánh đến choáng váng, ôm mặt trừng mắt nhìn Hạ An. Nhưng cũng không dám đánh trả, liền khóc tu tu. Hạ An tiếp tục mắng nhiếc Hứa Ninh. Làm người phải biết tự vừa lòng, càng không thể quên nguồn gốc. Chiếc xe hiện nay là anh tặng cho, trong lòng tôi vẫn luôn áy náy chưa làm được gì cho anh ấy. Cô thì tốt rồi, mở mồm là đòi cái này cái kia. Cô dựa vào cái gì mà đòi? Tôi cũng còn thấy ngại khi mở miệng xin anh ấy điều gì, sao ra mặt cô dày đến thế? Anh ấy cho chúng ta còn ít ư? Những chuyện anh ấy làm vì nhà chúng ta đã đủ nhiều rồi. Nếu không có anh ấy, bây giờ đến trưởng phòng tôi cũng không được làm. Cô còn không biết vừa lòng, sao lại trơ cháo đến như thế? Hạ An, ăn nói kiểu gì thế? Trương Lan tuy không thích sự thiền cận và phân biệt đối xử với người khác theo tiền tài địa vị của Hứa Ninh nhưng vẫn phải ra dáng răn dạy Hạ An. Động một cái là đánh người, bây giờ con có quyền hành ghê gớm quá đúng không? Hạ An không nói gì. Hạ Thiên Thành nói vô cùng nghiêm khắc. Cha nhắc lại một lần nữa, thằng cả không nợ gì cái nhà này, không nợ người làm cha này, cũng không nợ anh chị em các con. Làm người phải biết thế nào là đủ, càng phải biết tự lực cánh sinh. Hứa Ninh lần này đến đây có không ít ý tưởng, muốn gặp trực tiếp Hạ Tưởng để bảo Hạ Tưởng đứng ra mở lời với bí thư Chu, sắp xếp cho người nhà cô ta đến cơ quan tốt hơn. Bây giờ bị Hạ An giáng cho một cái bạt tai, lại bị Hạ Thiên Thành mắng một trận. Vô cùng xấu hổ, cúi đầu không nói, ngay cả khóc cũng không dám khóc. Buổi trưa, tòa nhà Tề Thị lại một lần nữa đông đủ khách quá, gia đình Hạ Thiên Thành và gia đình Hạ An, gia đình Tào Vĩnh Quốc đã đến đông đủ. Gia đình Hạ Tưởng và gia đình Tào Thù Quân đã chờ ở tòa nhà Tề Thị từ sớm. Năm gia đình vui vẻ sum họp, bắt đầu cuộc hội họp thứ hai. Hạ Tưởng tươi cười rạng rỡ, ở bên người thân, tận hưởng hạnh phúc gia đình. Cùng lúc đó, Diệp Thạch Sinh cũng đang tươi cười, trò chuyện vui vẻ với vài người ở bên bờ sông Hạ Mã. Nếu nói một người trong đó là Mã Kiệt cũng không khiến Hạ Tưởng giật mình thì thân phận của hai người còn lại sẽ khiến cho Hạ Tưởng khiếp sợ không hiểu vì sao. Sức ảnh hưởng còn sót lại ở tỉnh Yến của Diệp Thạch Sinh lớn hơn rất nhiều so với trong trí tưởng tượng của hắn. Lục Minh sau khi gọi xong một cuộc điện thoại quan trọng liên quan đến vận mệnh tiền đồ, lúc gác máy mới để ý chán đã toát đầy mồ hôi, bàn tay nắm chặt điện thoại ướt sũng. Gần như không giữ được chiếc điện thoại trong tay nữa. Sao phải đến nỗi thế? Lục Minh không nhịn nổi cười, thầm cười chính mình thất thố. Y tốt xấu gì cũng là quan lớn cấp phó giám đốc sở, nắm thực quyền trong tay, chẳng qua chỉ là gọi một cuộc điện thoại mật báo sau lưng Phạm Duệ Hằng, sao lại đổ mồ hôi đầm đìa hệt như có tật giật mình. Và lại, chẳng qua là y thức thời, là cải tà quy chính, sao lại phải chột dạ? Lại suy nghĩ, Lục Minh đã hiểu. Y thật ra không phải lo lắng gì về Phạm Duệ Hằng, cũng không phải là sợ bị Trương Quốc Vĩ phát hiện,
mà sợ nhất là Hạ Tưởng từ chối. Bởi vậy bước đi vừa rồi của y không hề dễ dàng, nó có nghĩa là đã không còn đường lui. Nếu Hạ Tưởng không tiếp nhận thành ý của y, mà ngược lại bán đứng y thì một bước này của y khiến y trở nên trơ vơ, cả hai phía đều không thể bấu víu được. Tuy rằng Lục Minh luôn một lòng cho rằng Hạ Tưởng sẽ không làm những chuyện tiểu nhân, nhưng y vẫn lo lắng trong lòng, sợ trong lời nói của Hạ Tưởng lộ ra dù chỉ là mảy may giọng điệu không tín nhiệm hoặc từ chối. Nhưng chính là sợ thái độ của Hạ Tưởng đối với sự quy thuận của y là nghi ngờ và khinh bỉ. Cũng may, Hạ Tưởng nói chuyện thẳng thắn, thái độ chân thành, khiến Lục Minh thở phào nhẹ nhõm. Dù thế y vẫn căng thẳng đến mức đổ mồ hôi đầy đầu. Bây giờ bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ càng, có lẽ vì Hạ Tưởng từ đầu đến cuối luôn bình thản và dường như nắm giữ hết thảy, khiến y cảm thấy một áp lực mà không thể trốn tránh. Đúng là chuyện lạ, khi y đối mặt với người đường đường là một bí thư tỉnh ủy như Phạm Duệ Hằng, cũng không hề cảm thấy luống cuống và hoảng hốt, vì sao chỉ nói chuyện điện thoại với Hạ Tưởng mà đã căng thẳng đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi. Chẳng lẽ thật sự là Hạ Tưởng có khí thế hùng mạnh? Trên quan trường cũng có cách nói là khí thế. Có một số người bẩm sinh đã có khí chất lãnh đạo, cho dù đi đến đâu, nói chuyện với ai, đều có thể giữ thế chủ động, đều có thể khiến người ta vô hình chung bị cảm phục bởi nhân cách và sức hấp dẫn vô hình của đối phương. Phải chăng Hạ Tưởng cũng có điều đó? Lục Minh rửa mặt bằng nước lạnh, lại thận trọng đi tới cửa, nghe xem bên ngoài có tiếng động gì hay không. Y không thật yên tâm với Trương Quốc Vĩ. Nói chung y luôn có cảm giác trong ánh mắt lạnh lùng u ám của Trương Quốc Vĩ luôn ẩn giấu một sự nham hiểm không để ai biết. Càng bởi vì y biết rõ ân oán giữa Trương Quốc Vĩ và Hạ Tưởng, nếu đã về phe Hạ Tưởng thì nhất định phải giấu điều đó trước tai mắt của Trương Quốc Vĩ. Thấy ngoài cửa yên tĩnh không có ai, y mới yên tâm. Phương án điều chỉnh nhân sự lần này của Phạm Duệ Hằng tuy rằng cũng đề cập đến y, nhưng Lục Minh vẫn rất bình tĩnh, lời hứa của Phạm Duệ Hằng là sẽ sắp xếp cho y vào vị trí thị trưởng Tân Đường. Lục Minh sau khi tỏ lòng cảm ơn, lại thể hiện sự trung thành hết lần này đến lần khác, nhưng quay lưng đi thì trong lòng lại đặt một dấu chấm hỏi to tướng rằng liệu phương án của Phạm Duệ Hằng có được hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua hay không. Không chỉ như vậy, sau khi Lục Minh nhìn thấy cảnh Hạ Tưởng xung đột với Phạm Tranh ở tòa nhà Tề Thị, thấy mọi người ở đó đều thể hiện thái độ thờ ơ với Phạm Tranh khi ông ta đến, không hiểu vì sao mà tim y liền đập mạnh. Tự hỏi thẳng bản thân bây giờ còn bám sát theo gót Phạm Duệ Hằng có phải là tự tìm đường chết hay không? Phạm Duệ Hằng ở tỉnh Yến nhiều năm, dường như cũng không còn lại bao nhiêu thế lực, nhân duyên cũng bình thường. Sau khi ông ta đi, nếu dự đoán không sai, chỉ trong một năm, toàn bộ người của ông ta có khả năng sẽ bị mất thực quyền. Sau hai năm sợ là hệ phái họ Phạm sẽ hoàn toàn thất thế ở tỉnh Yến, bị quét sạch khỏi vũ đài lịch sử. Cho dù hiện nay y được Phạm Duệ Hằng miễn cưỡng kéo lên đài, nhưng có lẽ còn chưa kịp thể hiện uy phong thì đã trở thành mục tiêu cho người ta tấn công. Lục Minh không muốn mượn tay Phạm Duệ Hằng để tiến thêm một bước, sau đó đến khi Phạm Duệ Hằng đi rồi thì sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cấp giám đốc sở, thậm chí. Kết cục giống như Trương Quốc Vĩ, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, mất hết thanh danh. Một điều Lục Minh hiểu rất rõ là y không giống như Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ và Hạ Tưởng như nước với lửa, không có khả năng giảng hòa, nhưng y và Hạ Tưởng chưa từng có bất cứ xung đột gì. Tuy rằng y bị dán mác là phe phái họ Phạm, nhưng cũng không rõ ràng, hoàn toàn có thể lựa chọn phe phái khác. Thời cơ không chờ đợi con người, nếu còn không nắm lấy cơ hội này thì mười mấy năm lăn lộn trên quan trường của y coi như mất trắng. Bởi vậy sau khi nói chuyện với Phạm Duệ Hằng, buổi tối trở về tòa nhà Tề Thị. Sau khi Trương Quốc Vĩ về phòng gã thì trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Lục Minh cuối cùng cũng gọi một cuộc điện thoại quan trọng cho Hạ Tưởng. Thậm chí có thể nói đó là một cuộc điện thoại quyết định con đường quan lộ mười mấy năm sau này của y. Đứng ở căn phòng trên tầng 23 nhìn xuống thành phố Yến, khắp nơi ánh đèn sáng trưng, ánh đèn đan xen vào nhau, trong bóng đêm thành phố Yến không hề say ngủ, vẫn vô cùng náo nhiệt. Đêm thu mát lạnh như nước, đầu óc Lục Minh cực kỳ tỉnh táo. Y hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, trong lòng có một sự kiên quyết vững tin mà trước nay chưa từng có. Nếu đã đi bước đầu tiên sẽ không thể do dự tiếp, tiến một bước dài về phía trước, chắc chắn y có thể đi trên một con đường rộng rãi sáng sủa. Tuy nhiên, Lục Minh lại lắc đầu cười, Hạ Tưởng đúng là cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất, nhưng hắn không phải là lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Yến. Y lại nguyện tin tưởng ủy ban kỷ luật tỉnh Tương mà phản bội tỉnh ủy tỉnh Yến, sống đã lâu như vậy. Lần này là lần mạo hiểm và đánh cược lớn nhất của y.
thành hay bại, ngày mai đã có thể thấy được dấu hiệu. Trưa ngày hôm sau, đúng lúc Hạ Tưởng đang tổ chức cuộc hội họp thứ hai ở tòa nhà Tề Thị, Lục Minh cũng lặng lẽ rời khỏi phòng, đi tới một địa điểm bí mật gặp mặt mấy nhân vật chủ chốt, tiến hành một cuộc thảo luận bí mật vô cùng quan trọng. Dường như chuyến du ngoạn sông Hạ Mã đêm qua vẫn chưa đủ, hành trình hôm nay của Diệp Thạch Sinh vẫn là du ngoạn sông Hạ Mã. Cùng đi với y ngoài Mã Kiệt và Giang Thiên gia còn có thêm mấy người nữa, trong đó có hai người mà chẳng những Hạ Tưởng biết, Phạm Duệ Hằng biết, mà mỗi người trong tỉnh ủy cũng đều biết. Bởi vì bọn họ đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Từ buổi chiều hôm qua, rất nhiều người trong quan trường thành phố Yến đều thông qua những con đường khác nhau biết được một tin giật gân, bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Diệp Thạch Sinh đến thành phố Yến. Đều là người trong quan trường, cho dù là biết được tin tức từ con đường nào, phản ứng đầu tiên chính là bí thư Diệp đến thành phố Yến chẳng có gì lạ, điều kỳ lạ là ngang nhiên tung tin như vậy là có ý gì. Từ trước đến nay người tiền nhiệm không quan hệ với người đương nhiệm là thông lệ trong quan trường. Suy cho cùng không phải người nắm quyền thì không bàn chính sự, bình thường cho dù lãnh đạo tiền nhiệm về lại chốn cũ cũng sẽ vô cùng khiêm tốn, có thể không kinh động đến địa phương thì không hề kinh động. Khi bí thư Diệp đến thì lặng lẽ là phù hợp với lệ thường, đến được nửa ngày lại tung tin, rõ ràng là có thâm ý sâu sắc. Sau khi tìm hiểu nội tình, biết bí thư Diệp chỉ gặp Hạ Tưởng, mà bí thư Phạm chẳng những không lộ diện, trái lại còn không có bất cứ liên hệ gì với bí thư Diệp, không ít người đều dao động, biết sự việc rất phức tạp. Thái độ của bí thư Phạm có ý nghĩa sâu xa, tin tức mà bí thư Diệp tung ra lại càng bao hàm ám chỉ rõ ràng. Cán bộ cấp giám đốc sở trở lên ở thành phố Yến đều phải tính toán, suy nghĩ xem dụng ý thực sự của bí thư Diệp khi đến thành phố Yến là gì. Và cả việc sau khi bí thư Diệp công khai thân phận, toàn bộ thế cục của thành phố Yến sẽ có gì thay đổi. Phạm Duệ Hằng sắp từ chức, tuy hiện nay bí thư Diệp là ủy viên quốc hội, nhưng sang năm cũng phải về hưu. Hơn nữa bí thư Diệp cũng không có quyền lực về mặt nhân sự, sức ảnh hưởng với cục diện chính trị tỉnh Yến có thể có được bao nhiêu, rất nhiều người không dám chắc. Hầu như tất cả mọi người đều có thái độ khoanh tay đứng nhìn xem chuyện ồn ào. Dù sao cấp bậc không đủ, lại không biết bí thư Phạm, càng không kết bè với bí thư Diệp, không theo phe nào, đỡ phải phiền não khó xử. Thực sự khó xử hẳn là các ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Là trong tình huống bí thư đương nhiệm không tỏ thái độ gì, nên đến thăm hỏi bí thư tiền nhiệm, hay là giữ im lặng đúng lúc, giả vờ không biết bí thư cũ đã đến. Thời khắc khảo nghiệm giác ngộ chính trị và trí tuệ chính trị đã đến gần. Tuy nhiên, rất nhiều người cũng không xem trọng sức ảnh hưởng còn lại của Diệp Thạch Sinh ở tỉnh Yến, bởi vì lúc Diệp Thạch Sinh còn đương chức đã nổi tiếng nhu nhược. Ông ta đã rời khỏi tỉnh Yến vài năm. Hầu hết ủy viên thường vụ tỉnh ủy đương nhiệm đều đã thay đổi một lượt, ai lại nể sợ một bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm sắp rời chức chứ? Sau khi tin tức lan ra, chỉ trong một buổi chiều, dường như tất cả đều gió êm sóng lặng. Buổi tối, cũng không nghe được động tĩnh gì truyền ra, dường như tin về Diệp Thạch Sinh tung ra giống hệt như một trận gió nhẹ thổi qua sông Hạ Mã, chỉ làm gợn lên một vòng gợn sóng nho nhỏ, sau đó liền biến mất trong vô hình. Chẳng lẽ nói... Diệp Thạch Sinh đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh trong mấy năm và bí thư tỉnh ủy một nhiệm kỳ ở tỉnh Yến, hơn nữa hiện nay vẫn là ủy viên quốc hội mà ở tỉnh Yến lại không có ai ủng hộ sao? Ngày hôm sau, ánh mắt của không ít người đều đổ dồn vào một bữa tiệc khác ở tòa nhà Tề Thị. Nhất cử nhất động của Hạ Tưởng càng khiến cho nhiều người chú ý hơn, bởi vì chuyện nhà của Hạ Tưởng không chỉ kinh động tới thành phố Yến mà thậm chí là cả các vị tinh anh trong giới kinh doanh ở tỉnh Yến, còn cả rất nhiều chính khách, đương nhiên. Bởi vì thân phận chủ tịch tỉnh Tây của Tào Vĩnh Quốc cũng chiếm phần nhiều hơn. Bởi vậy, chuyện gia đình của Hạ Tưởng trong mắt những người trong quan trường thì còn có một lớp không khí chính trị rất hàm xúc khác. Không ít người đều muốn chờ xem, Diệp Thạch Sinh đã không có người ủng hộ, cuộc tụ họp gia đình của Hạ Tưởng lại tổ chức huyên náo ồn ào như thế, người trong quan trường thành phố Yến và tỉnh Yến gần như không ai không biết. Mà hiện nay Tào Vĩnh Quốc hay Hạ Tưởng đều như mặt trời ban trưa. Sẽ có bao nhiêu cán bộ tỉnh Yến chủ động đến ủng hộ? Mọi người ủng hộ người khác thì có ai đến ủng hộ Hạ Tưởng đây? Hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về tòa nhà Tề Thị, mà không mấy ai để ý đến cùng lúc đó ở bên sông Hạ Mã cũng đang tổ chức một cuộc tụ họp. Cũng có thể lý giải, Diệp Thạch Sinh có là ủy viên quốc hội thì cũng đã sắp về hưu, mà bước tiếp theo của Tào Vĩnh Quốc có khả năng chính là bí thư tỉnh ủy, Hạ Tưởng sớm muộn gì cũng là quan chức cao cả tỉnh. Trên quan trường, bám cao chê thấp là chuyện thường tình, người đi trà nguội cũng là bình thường.
Chẳng qua là trên du thuyền trên sông hạ mã mà người ta không để ý, Diệp Thạch Sinh lại đang tươi cười vui vẻ, nói với Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong. Mã Kiệt thì không cần tôi nhắc lại thêm lần nữa. Nhạc Thương, Lý Phong, bất luận khó xử đến thế nào, cho dù lực cản lớn ra sao, tôi cũng hy vọng các cậu đứng cùng chiến tuyến với Hạ Tưởng. Nói một câu từ tận đáy lòng, tôi và Hạ Tưởng đều ngồi chung một chiếc thuyền. Khá thật, trong mấy người đang ngồi cùng Diệp Thạch Sinh, trừ Mã Kiệt là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, còn có phó chủ tịch thường trực tỉnh Lãnh Nhạc Thương và trưởng ban tuyên giáo Lý Phong. Nói cách khác, trên một du thuyền nhìn có vẻ rất bình thường lại có ba nhân vật hết sức quan trọng của tỉnh Yến. Mà lúc này Lãnh Nhạc Thương người lên kế nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh sau khi Đàm Quốc Thụy rời chức, và trưởng ban tuyên giáo Lý Phong người vẫn luôn không hợp với Hạ Tưởng, lúc đó ở trước mặt Diệp Thạch Sinh đều tỏ ra là một cấp dưới nhũn nhặn và nghe lời. Đừng nói Phạm Duệ Hằng không thể biết được, chỉ sợ ngay cả Hạ Tưởng cũng không ngờ Diệp Thạch Sinh còn có thế lực còn lại che giấu vô cùng kín kẽ như thế ở tỉnh Yến. Ai từng coi khinh Diệp Thạch Sinh thì kẻ đó đã bị vẻ ngoài nhu nhược của Diệp Thạch Sinh che mắt hoàn toàn. Bữa tiệc ở cao ốc Tề Thị đã đến cao trào. Khi hai gia đình Hạ Tưởng, Tào Thù Lê và Tào Thù Quân, Mộng Thủy Giao đến tòa cao ốc Tề Thị vẫn chưa đến 9 giờ sáng. Hạ Tưởng vừa đến tòa nhà, phát hiện thấy Tề Á Nam và Tiêu Ngũ không ở đó, hỏi mới biết hóa ra Tề Á Nam và Tiêu Ngũ đã tự ý đi đón Hạ Thiên Thành. Hắn chỉ có thể cười, trong ngày vui cũng không muốn phê bình gì hai người. Tòa cao ốc Tề Thị trải thảm từ cửa, hoa tươi rải đường. Mọi người vui mừng náo nhiệt, khiến người qua đường đều ào ào dừng chân lại xem. Hạ Tưởng thấy chẳng còn cách nào, Tề Á Nam quá nhiệt tình, chẳng qua chỉ là một bữa cơm thân mật trong gia đình, không cần phô trương thanh thế lớn như vậy. Hơn nữa Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân, Phùng Húc Quang cũng không mời mà tới, nhất định muốn giúp đỡ. Nhiệt tình khó lòng từ chối, Hạ Tưởng cũng không tiện phê bình bọn họ điều gì, đều là bạn bè nhiều năm, nếu quá khách sáo với nhau lại trở thành xa cách. Mấy ông lớn trong giới kinh doanh của thành phố Yến vốn đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, vô cùng oai phong bây giờ lại chạy trước chạy sau, tự mình bắt tay vào làm mọi chuyện, khiến cho những người biết thân phận bọn họ cảm thấy kinh ngạc, càng nể phục cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng hơn. Bởi vì với thân phận của bọn họ, cho dù là tỉnh ủy ra mặt cũng không có ai dám bảo bọn họ đi làm mấy việc lặt vặt, những chuyện có thể khiến bọn họ đích thân đứng ra chuẩn bị cũng chỉ có thể là bọn họ tự nguyện. Chỉ có thể nói rõ một điều. Sức hấp dẫn từ nhân cách của Hạ Tưởng là nguyên nhân duy nhất khiến mọi người cảm phục. Cuộc sum họp gia đình lần này, Hạ Tưởng không thông báo với bất kỳ ai trong quan trường, cho nên thanh thế có lớn hơn nữa thì cũng chỉ mang tính cá nhân, người khác cũng khó mà nói ra nói vào. Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc hiện nay không phải quan chức ở tỉnh Yến, cũng không sợ có người đồn đại lung tung. Chỉ mong những vị khách không mời mà đến càng ít thì càng tốt. Hạ Tưởng bước xuống bậc tam cấp. Nhìn thấy chiếc Santana bị một đoàn xe vây quanh tiến vào bãi đỗ xe, trong lòng không hiểu vì sao bỗng nhiên lo lắng buổi tụ họp hôm nay quá náo nhiệt. Nhưng nghĩ lại, náo nhiệt cũng không có gì không tốt, cùng lắm thì khiến Phạm Duệ Hằng cảm thấy ồn ào và bực bội thôi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần khiến người nhà vui vẻ là được, cần gì để ý tới suy nghĩ của cha con nhà họ Phạm. Nhìn thấy cha già tóc đã dần hoa râm nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, còn có mẹ thì da rẻ hồng hào. Hạ An đang dần phát tướng và bước đi cũng dần ổn định, cùng với Hứa Ninh cùng ánh mắt đang trốn tránh không thoải mái, Hạ Tưởng vẫn vui vẻ mỉm cười. Người nhà chính là tài sản lớn nhất, vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc cũng không bằng sự bình an và hạnh phúc của họ. Hạ Thiên Thành bước lên trước một bước, đi ngay tới trước mặt Hạ Tưởng, đầu tiên là nhìn Hạ Tưởng từ trên xuống dưới vài lần, cười ha hả. Thằng nhóc này khá lắm, cơ thể rất rắn giỏi, tốt, tốt lắm. Người nhà không để ý rằng anh kiếm được bao nhiêu tiền, làm quan to đến thế nào, chỉ muốn anh khỏe mạnh là tốt rồi. Mẹ thì cười tủm tỉm nói. Thanh thế lớn quá đấy, cậu cả, đừng làm gì quá phô trương, chúng ta phải tích phúc.